Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 10. Quá tốt, chúng ta lại thắng một cục. Lầu trên sàn chính, mẫu đơn lâu chủ hưng phấn mà kêu to lên. Nhìn về phía Sở Khuynh Thành hai người, các nàng trên mặt đồng dạng lộ ra mừng rỡ khuôn mặt. Cái này Tống Ngọc tuy là giả, nhưng là cái này một thân luyện đan kỳ thuật lại là thật sự lợi hại. Nếu không phải hắn, độc thủ Dược Vương chỉ sợ sớm đã một đường hát vang tiến mạnh. Chiếu cứ tiếp như thế, bầu trời kia đệ nhất luyện đan sư, Nghiêm Tùng, có lẽ thực sẽ có bại trận một khắc. Đồng Thiên Bá nhìn lấy ba người nữ nhân này cao hứng bừng bừng bộ dáng, chần chờ một chút, trịnh trọng nói, Sở lâu chủ, tha thứ tại hạ mạo muội. Tại hạ đã hoàn toàn có thể xác định, người kia tuyệt không phải ta cái kia Tống Ngọc Hiền đệ. Thực không dám giấu giếm, ta cùng cái kia Tống Ngọc Hiền đệ chính là anh em đồng hao huynh đệ, hắn như thế nào lại là đồng tử chi thân? Hắn có phải hay không Tống Ngọc, lại có quan hệ gì? Thế mà, Sở Khuynh Thành ba người còn chưa mở miệng, Tiếu Đan Đan đã là vội vã nhảy ra, bảo trì nói, dù sao không cần biết hắn là ai, đều là bản cô nương phu quân. Sở Khuynh Thành ba người liếc nhau, cũng hơi gật gật đầu. Sở Khuynh Thành càng là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Đồng Thiên Bá, vừa mới ngươi nhất định là bị trong mắt của hắn sát ý dọa phát sợ, mới không nghe thấy chúng ta mấy cái người nói chuyện. Thực tạ công tử sớm đã nói rõ, người kia là hắn bằng hữu, cũng không phải là Tống Ngọc. Đã như vậy, vậy ta Tống Ngọc Hiền đệ đâu? Đó còn cần phải nói a, khẳng định là bị hắn làm thịt. Nếu không, hắn làm sao lại như thế không cố kỵ gì mà giả mạo tiểu tử kia, chạy đến nơi đây đến. Lúc này, Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Đồng Thiên Bá bả vai, tiếp lấy vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành, một mặt kính nể nói, đại tẩu thật sự là ngự phu có thuật a, về sau tiểu tử kia thì toàn bộ nhờ ngài khống chế, nhưng là tuyệt đối đừng lại thả hắn ra hại người, càng là tiểu đệ. Gương mặt bất giác một đỏ, Sở Khuynh Thành cáu giận nói, Tạ công tử, ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Không có a, ta không có nói quàng. Bất giác nháy mắt mấy cái, Tạ Thiên Dương mười phần chân thành nói, tiểu tử kia thế nhưng là luôn luôn có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi cực kỳ. Người khác đánh hắn nhất quyền, hắn tất mười đao chặt trở về. Nhưng là vừa vặn ngài một câu, liền để tiểu tử kia từ bỏ gây hấn suy nghĩ, có thể thấy được đại tẩu trong lòng hắn phân lượng. Cũng chỉ có ngài, mới có thể để cho hắn về sau thiếu tạo điểm sát nghiệt, đối huynh đệ ta cũng tốt một chút. Gương mặt bất giác càng thêm đỏ bừng, Sở Khuynh Thành có chút nhăn nhó khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì xẹt qua một đạo ngọt ngào. Hắn, thật đáng sợ như thế. Sở Khuynh Thành trầm ngâm một trận, nhìn về phía Tạ Thiên Dương. Nghi đầu không khỏi lắc một cái, Tạ Thiên Dương quay đầu cùng Long Cửu bọn họ liếc nhau, tiếp lấy mọi người đúng là cùng nhau gật gật đầu. Mà lại trong ánh mắt, đều không ngoại lệ, tất cả đều tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Sở Khuynh Thành khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Nếu là như vậy người đáng sợ, nguyện ý vì nàng mà thay đổi, như vậy đối nàng tâm, hẳn là thật. Ta lý tưởng phu quân, là cái giống Khuynh Thiên như thế, nguyện ý dùng hết tánh mạng toàn lực vì ta nỗ lực cái thế anh hùng. Xem ra hôm nay, ta tìm tới. Sở Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, sớm đã không đơn thuần là ôn nhu, càng nhiều hơn rất nhiều tình cảm. Oanh! Sườn đông ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân nhất trưởng bỗng nhiên đập ở bên cạnh trên bàn đá. Nguyên bản đã khắp nơi dạn nứt bàn đá, lần này triệt để hóa thành vỡ nát. Bên cạnh mọi người trong lòng cả kinh, cùng nhau thân thể lắc một cái, không tự giác lui về phía sau một bước. Vòng thứ hai cạnh tranh đan, lại thua, mà lại lần này thua, liền Nghiêm lão chính mình cũng thừa nhận tâm phục khẩu phục. Các ngươi nói, hắn còn có cơ hội, quang minh chính đại cầm tới bồ đề tu căn, cùng tiểu tử kia đầu sao. Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt bất giác mị mị, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tất cả mọi người không khỏi tất cả đều ngậm miệng lại, không dám phát ra một tia tiếng vang. Lâm Tử Thiên con người đi loanh quanh, trong lòng nhất động, ám đạo đây chính là một cái vuốt mông ngựa cơ hội tốt ha. Sau đó đuổi bước lên phía trước, khuyên lơn, nhị công tử lại mạc tâm gấp, Nghiêm trưởng lão thế nhưng là danh xưng thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ Dược Vương. Chỉ là nhất thời lơ là sơ suất, thua một hai cục, cũng không có gì đáng ngại. Tin tưởng lão nhân gia ông ta tiếp đó, nhất định sẽ có đối sách.
Lâm Tử Thiên câu nói này, cùng lúc trước U Minh Cốc ngũ trưởng lão nói, đại khái đồng dạng. Đều là sắp thành bại vinh nhục, tất cả đều đẩy đến Nghiêm Tùng một người trên đầu, cùng mình không có chút nào quan hệ. Đáng tiếc là, mỗi thời mỗi khác. Nghi đầu nhịn không được mà run lên dốc hết ra, Hoàng Phủ Thanh Vân phảng phất là cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, cười lạnh thành tiếng, ồ. Xem ra Lâm trưởng lão đối Nghiêm trưởng lão rất coi trọng a, như vậy nếu là hắn lại bại lời nói, bổn công tử liền lấy ngươi là hỏi đi. Được, ách, a. Chỉ một thoáng, Lâm Tử Thiên mắt trợn tròn, cái này cùng vừa mới ngươi đối cái kia ngũ trưởng lão thái độ, làm sao hoàn toàn không giống. Mà ngũ trưởng lão lúc này thì sớm đã nhìn không được cười lên, lộ ra mỉa mai nụ cười. Cánh rừng này trời mặc dù là cái cỏ đầu tường, nhưng mà cái giám công phu thật sự là không được tốt lắm. Dập khuôn lão phu vừa mới lời nói, không có chút nào ý mới, đã rơi xuống hạ phong. Hết lần này tới lần khác liền vuốt mông ngựa điểm vào, cũng tìm không tốt. Lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vân chính coi trọng cái kia Nghiêm Tùng lão nhi, người tận lực tôn sùng lão gia hỏa kia, tự nhiên bị hắn yêu thích. Nhưng là bây giờ, lão nhi kia đã hai lần bị thua, Hoàng Phủ Thanh Vân chính tức giận hắn hành sự bất lực, người còn đẩy ra sùng hắn, không chính đụng vào hắn trên họng súng A. Hắc hắc hắc, vỗ mông ngựa su nịnh, đây cũng là môn kỹ thuật sống, người căn này cỏ đầu tường, còn phải lại luyện nhiều một chút A. Ngũ trưởng lão trong lòng cười như điên không ngừng, Lâm Tử Thiên cũng đã nhanh muốn khóc lên. Làm sao không may, luôn luôn ta. Đinh. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy lục lạc tiếng vang lên, bổn chàng vòng thứ ba cạnh tranh đan mở màn, chính thức kéo ra. Phóng nhãn liếc nhìn một chút tại chỗ đã không đến 40 vị luyện đan sư, Tiểu Nhã trầm ngâm một trận, lớn tiếng nói, lần này cạnh tranh đan, vòng thứ ba cạnh tranh đan đề mục là, thủ pháp luyện đan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thân ở vị thứ nhất luyện đan đại sư, Trác Phàm. Từ khi vừa mới Trác Phàm lộ hai tay luyện đan tuyệt kỹ về sau, tại chỗ tất cả mọi người minh bạch. Luận thủ pháp luyện đan, ai có thể hơn được vị này người mang thượng cổ bí thuật Tống đại sư A. Trong lúc nhất thời, có người lắc đầu thở dài, có người phiền muộn nhìn lên trời, tựa hồ đã không có quyết thắng khát vọng. Chỉ có cái kia bài danh 10 vị trí đầu luyện đan đại sư, trên khuôn mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Bởi vì bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, luyện đan kỹ nghệ mặc dù là phán định luyện đan thuật một cái nhân tố trọng yếu. Nhưng là luyện đan, cũng không chỉ là kỹ nghệ đơn giản như vậy. Mà dựa theo trước hai bánh cạnh tranh đan, trong lòng bọn họ minh bạch, cái này luyện đan đề mục hội càng ngày càng khó khăn. Đan dược phẩm giai cũng sẽ càng ngày càng cao, mà đây cũng là Trác Phàm tử huyệt. Bọn họ một mực chờ đợi, cũng là cái này lật bàn cơ hội. Trong mắt bọn hắn, Trác Phàm thật là từ xưa đến nay chưa hề có luyện đan quỷ tài, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm đến, có thể thoát khỏi cái này trói buộc luyện đan thuật ràng buộc cấp độ. Cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan, cần các vị đại sư luyện chế. Ngũ phẩm linh đan, Tiểu Nhã trầm ngâm một trận, tuyên bố. Lời vừa nói ra, Trác Phàm mi đầu không tự giác nhăn nhăn, còn lại cái kia bài danh 10 vị trí đầu luyện đan sư. Lại tất cả đều lộ ra quả là thế khuôn mặt. Riêng là độc thủ dược phương, càng là tại Tiểu Nhã vừa dứt lời trong tích tắc, liền khiêu khích nhìn Trác Phàm liếc một chút, lộ ra một vệt âm hiểm cười. Lần này luyện chế ngũ phẩm linh đan, so là tốc độ. Tốc độ càng nhanh, chứng minh thủ pháp càng thành thạo. Người nào trước luyện thành, liền lọt vào sau cùng đan vương trận chung kết. Hiện tại, bắt đầu. Tiểu Nhã vừa dứt lời. Tất cả mọi người liền tất cả đều giấy lên trong tay nguyên lực chi hỏa, đại bộ phận đều đã bắt đầu không thể không mượn dùng lô đỉnh. Nhưng chỉ có độc thủ dược vương, gốm đan nương hai người, còn vẫn tại trong tay luyện đan. Đủ thấy hai người luyện đan công lực, sớm tại mọi người phía trên. Mà bị tất cả mọi người nhất trí coi trọng Trác Phàm, lại là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, bất động. Trên mặt mang một tia, làm sao cũng khu trục không đi ngưng trọng. Không tốt. Tiểu tử này gặp phải cửa ải khó, lầu trên sàn chính, Long Cửu chỉ có một con mắt, không khỏi co lại, vội la lên. Bọn người người, thì là vội vàng nhìn về phía hắn, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Riêng là mẫu đơn lâu chủ, là cái tính tình nóng này, càng là tính nôn nóng, nhịn không được hỏi, cửu thúc, làm sao, tiểu tử kia lúc trước không phải một mực không ai địch nổi à,
làm sao hiện tại bất động? Nhìn chằm chằm phía dưới Trác Phàm trầm tư như bàn thạch bóng người, Long Cửu thật dài thở dài, ai, bởi vì tiểu tử này, gặp phải hắn luyện đan tử huyệt. Tử huyệt, không sai. Bình tĩnh gật đầu, Long Cửu nghiêm túc nói, tiểu tử này lúc trước sở dĩ có thể thắng liền đông đảo luyện đan đại sư hai ván, thậm chí để cái kia độc thủ dược vương đều cam bái hạ phong, hoàn toàn cũng là ỷ vào một tay thông thiên triệt địa luyện đan bí thuật. Thế nhưng là, quyết định luyện đan thuật cao thấp, lại có ba cái nhân tố. Tu vi, hỏa diễm, cùng luyện đan kỹ pháp. Tu vi quyết định luyện đan sư đối với hỏa diễm tiếp tục phát ra, hỏa diễm quyết định đối dược tài luyện hóa, mà luyện đan kỹ pháp chính là luyện chế phẩm cấp cao đan dược tất yếu thủ đoạn. Thế nhưng là... Nói đến đây, Long Cửu trầm ngâm một trận, cắn răng nói, tiểu tử này luyện đan kỹ pháp, xác thực đã là kỹ áp quần hùng, không người có thể so. Nhưng là chúng ta chỉ thấy hắn chói mắt nhất một mặt, lại là không chú ý hắn trong tay hỏa diễm, chẳng qua là bình thường nhất nguyên lực chi hỏa, mà mấu chốt nhất, cũng là hắn lớn nhất tử huyệt, là hắn tu vi chỉ là đoán cốt nhị trọng cảnh A. Dạng này tu vi, đổi lại người bình thường, cũng bất quá vừa mới có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Hắn lại có thể sử dụng nhị phẩm dược tài, cưỡng ép đề cao đến tiếp cận ngũ phẩm đan dược cấp độ, cái này đã là hắn cực hạn. Hiện tại để hắn cùng nhiều như vậy luyện đan đại sư cạnh tranh đan, lấy ngũ phẩm dược tài luyện chế đan dược, hắn hỏa diễm không đủ, tu vi không đủ, lão phu có thể kết luận, đến lúc đó dược tài còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hắn liền đã nguyên lực không đủ mà bại. Luyện chế phẩm cấp cao dược tài, thế nhưng là cùng lúc trước luyện chế những cái kia phẩm cấp thấp dược tài, không thể so sánh nổi. Nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác giật mình. Sau đó lại lần nhìn về phía dưới trận cái kia tựa hồ thật vô kế khả thi Trác Phàm, lại là đều toát ra một mảnh buồn bã sắc. Sư phụ, phu quân hắn thua, có phải là thật hay không muốn rơi đầu, xin ngài mau cứu hắn đi. Tiếu Đan Đan càng là gấp nhìn về phía mẫu đơn lâu chủ. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Long Cửu bọn người liếc nhìn nhau, lại là cũng không nóng nảy. Trác Phàm tiểu tử này, cũng không phải một cái tùy tiện đem đầu giao cho người khác chủ. Hắn không cầm khác đầu người, liền đã rất không tệ. Huống hồ, coi như hắn thua, cũng bất quá là trở về đến hắn nguyên bản kế hoạch, giết người đoạt thuốc, lại có cái gì nếu không? Thế mà, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới, lần này cạnh tranh đan đối Trác Phàm tầm quan trọng, hắn tuyệt đối không thể lấy thua. Bởi vì quan hệ này đến hắn có thể hay không còn sở khuynh thành nhân tình vấn đề, một cái lạc gia đã đem hắn mệt đến bốn phía bôn ba. Hắn cũng không muốn lại kéo một cái sở khuynh thành cùng Hoa Vũ lâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, phải chăng cái kia tế ra cái kia thần bí thanh viêm. Thần bí thanh viêm, là Trác Phàm từ vạn thú sơn mạch bên trong, từ một vị cao thủ thần bí vị trí. Uy lực mạnh, lấy hắn hiện tại năng lực, thượng không có thể phát huy một phần vạn. Nhưng là hắn có thể kết luận, cái này thanh viêm cho dù đặt ở thánh vực chỗ đó, cũng là thuộc về truyền thuyết bên trong tồn tại. Chỉ là hiển lộ một phần vạn uy năng, cũng đã có thể trợ hắn luyện ra phẩm cấp cao đan dược. Có điều, thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía cái kia bài danh 10 vị trí đầu luyện đan cao thủ, chỉ gặp bọn họ từng cái đi bộ nhàn nhã địa luyện hóa thủ chung dược tài. Riêng là cái kia độc thủ dược vương, gốm đan nương cùng nghiêm phục ba người, trừ nhẹ nhàng như thường khuôn mặt bên ngoài. Trong mắt chỗ sâu còn kèm theo một tia thâm thúy ánh sáng. Rất hiển nhiên, bọn họ đáy lòng nhất định còn giữ lấy đòn sát thủ cuối cùng, chờ một vòng cuối cùng đan vương quyết thắng lúc xử xuất. Tương ứng, thanh viêm cũng là Trác Phàm cuối cùng đòn sát thủ, nếu là sớm công bố, khó tránh khỏi sẽ bị cái này độc thủ dược vương nhằm vào. Vẫn là che giấu, chờ sau cùng trận chung kết dùng đi. Không gì hơn cái này vừa đến, có thể sử dụng thủ đoạn, cũng chỉ có một chiêu kia. Tuy nhiên so sánh mạo hiểm. Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng bắt đầu động. Mà theo hắn hành động, trên trận tất cả ánh mắt cũng tất cả đều đồng loạt chuyển hướng hắn. Mọi người đều muốn gặp lại biết một phen, vị này nhiều lần sử xuất kinh thiên luyện đan thuật, thiên tài luyện đan đại sư, lại sẽ có như thế nào kinh người hành động vĩ đại xuất hiện. Thế nhưng là, tại tất cả mọi người chăm chú ánh mắt nhìn soi mói. Trác Phàm lại chỉ là như người thường đồng dạng ngón tay một túm, một đạo đỏ thẫm nguyên lực chi hỏa liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đón lấy, Trác Phàm ngón tay gảy liên tục,
từng kiện ngũ phẩm dược tài, liền cùng nhau bay vào liệt diễm bên trong. Không có lúc trước như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần luyện đan thuật, càng không có giống vòng thứ hai cạnh tranh đan lúc ngay từ đầu lúc loại kia, trong nháy mắt đem tất cả dược tài luyện hóa tuyệt kỹ xuất hiện. Trác Phàm cũng là giống như vậy người bình thường đồng dạng địa luyện đan, mà lại, so với những cái kia hắn luyện đan đại sư nhóm tới nói, trong tay hắn hỏa diễm, thậm chí còn càng yếu một ít. Những cái kia ngũ phẩm dược tài, tại hắn trong ngọn lửa, dường như lão ngưu kéo vỡ xe đồng dạng, nửa ngày mới có thể luyện hóa ra như vậy một dược dịch tới. Cùng lúc trước kinh hãi thế tục so sánh, lúc này Trác Phàm luyện đan, cũng không chỉ là phổ thông mà thôi, cũng có thể nói thành là kém cỏi. Cơ hồ hiện tại trên trận chỗ tồn tại tất cả luyện đan sư luyện đan thuật, tựa hồ cũng còn mạnh hơn hắn. Lớn như thế chênh lệch, để tại chỗ tất cả mọi người tâm cũng không khỏi đến nặng nề. Bọn họ tựa hồ ngay tại chứng kiến một trận, ngàn vạn năm khó gặp một thiên tài luyện đan sư, chính từ đỉnh phong rơi vào trần thế một màn. Bài danh 10 vị trí đầu cái kia 10 tên luyện đan sư, cùng nhau hướng Trác Phàm phương hướng nhìn một chút. Có tiếc hận, có bất đắc dĩ, nhưng đại đa số người lại là lộ ra một tia đắc ý âm hiểm cười. Tiểu tử này tử huyệt, chung quy là tại cái này vòng thứ ba nổi bật đi ra. Mà tại trận này trận âm trong lúc cười, Trác Phàm đứng tại đệ nhất luyện đan trên đài bóng lưng lại là lộ ra càng tiêu điều lên. Tựa hồ cũng ý thức được Trác Phàm cùng trước hai bánh cạnh tranh đan lúc một trời một vực, chẳng những không có cái kia kinh diễm luyện đan thuật, tựa hồ liền bản thân cuồng ngạo đều thu liễm rất nhiều. Tiểu Nhã bất giác có chút không hiểu, lần đầu tại nhiều luyện đan sư luyện đan lúc, hình như có ý giống như không có ý mà hỏi thăm a, thật không biết Tống đại sư lần này làm sao, tựa hồ cùng lúc trước khác biệt a. Hắc hắc hắc, đó là đương nhiên. Cười lạnh, độc thủ Dược Vương một bên luyện đan, một bên nhìn có chút hả hê nói, hắn luyện đan thuật chạy tới đầu, không bao giờ còn có thể luyện ra tốt đan. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Tiểu Nhã kỳ quái nói, Nghiêm lão, cái này là ý gì? Cùng hắn mấy tên luyện đan sư liếc nhau, mọi người đều là thoải mái cười to lên. Lão phụ ý là, hắn chỉ có thể luyện chế cấp thấp đan dược, căn bản luyện không cao giai linh đan. Gặp Tiểu Nhã vẫn là không hiểu, độc thủ Dược Phương ngược lại hết sức vui vẻ tiếp tục giải thích, luyện đan bình thường chia làm văn võ lửa, cấp thấp đan dược, dược tài so sánh dễ dàng luyện hóa, đồng dạng lấy nhu và lửa nhỏ làm chủ, bạo liệt lửa to ngược lại dễ dàng đem dược tài thiêu hủy. Nhưng là tại luyện chế phẩm cấp cao dược tài lúc, lại là dùng võ lửa làm chủ, lửa nhỏ đã không đủ luyện hóa bọn họ. Thế nhưng là tiểu tử này tu vi không đủ, căn bản là không có cách thời gian dài chống đỡ bạo liệt lửa to, cho nên hắn căn bản không có cách nào luyện chế ngũ phẩm trở lên linh đan. Độc thủ Dược Phương tà cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm, khiêu khích nói, đây chính là ngươi tử huyệt, ngươi nói đúng a, tiểu tử. Không để ý đến hắn, Trác Phàm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, vẫn tại chuyên chú vào chính mình luyện đan lên. Thế nhưng là, vừa mới Tống đại sư không phải luyện chế ra ngũ phẩm Long Dương đan sao? Tiểu Nhã giật mình, hỏi. Khinh thường lắc đầu, độc thủ Dược Phương thản nhiên nói, cái kia Long Dương đan là đem nhị phẩm đan dược lực, cưỡng ép tinh luyện đến ngũ phẩm, không thể tính toán chân chính ngũ phẩm linh đan. Nhưng là cái này thủ pháp luyện đan, lão phu thừa nhận, thật là hiếm thấy trên đời. Nếu là hắn có thể luyện chế ngũ phẩm đan lời nói, đoán chừng có thể đem đan dược sách đến thất phẩm trình độ, đáng tiếc, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, tại chỗ tất cả mọi người bất giác có chút tiếc rẻ ai thán một tiếng. Nhìn lấy cái kia có chút hiu quạnh, nhưng vẫn tại kiên trì luyện đan bóng người, trong lòng mọi người, không lý do chỗ, đúng là cảm thấy một cỗ không hiểu bi thương. Chẳng biết lúc nào, tại cả chàng mấy ngàn luyện đan sư bên trong, trong mắt mọi người đã chỉ có Trác Phàm một người. Mọi người hội theo Trác Phàm lần lượt thần kỳ kỹ luyện đan thuật mà hưng phấn không thôi, kinh dị không tên. Lúc này, cũng sẽ theo hắn cô tịch, mà cảm thấy không hiểu cực kỳ bi ai. Ngược lại, độc thủ Dược Phương những cái kia luyện đan đại sư, lúc này bỏ đá xuống giếng cùng đố kỵ người tài, lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường phản cảm. Tống đại sư, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Không biết là ai, cũng không biết từ nơi nào, phát ra một câu đối Trác Phàm cố lên âm thanh, ngay sau đó, toàn bộ trong hội trường quần tình sục sôi, khắp nơi đều truyền ra cố lên cổ vũ thanh âm. Tống đại sư, ngươi là hay nhất.
Tống đại sư, chúng ta yêu ngươi. Tống đại sư, ta muốn cho ngươi sinh con. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa vũ trong nội đường, trong nháy mắt vỡ tổ giống như, tiếng người huyên náo. Tạ Thiên Dương bọn người nghe lấy cái này từng lớp âm thanh sóng chiều động, đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Tiểu tử này chỉ bất quá luyện cái đan mà thôi, làm sao lại chiêu đến nhiều như vậy người chống đỡ. Thế mà còn có người ồn ào nháo cho hắn sinh con khỉ, lão tử đường đường kiếm hầu phủ công tử, làm sao lại không người nào nguyện ý vì lão tử làm chuyện này a? Chậm rãi xoay người lại, Trác Phàm hơi hơi vẫy tay. Chỉ là một chút, giữa sân liền trong nháy mắt yên tĩnh. Mạnh như thế lực thu hút, cho dù là bảy thế gia các đại trưởng lão, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Chư vị, đa tạ các ngươi chống đỡ. Trác Phàm sắc mặt trang nghiêm, đúng là ít có lộ ra thành khẩn chi sắc, tại hạ một giới tam lưu gia tộc con cháu, có thể đi tới nơi này hoa vũ đường, đem suốt đời sở học biểu diễn ra, để mọi người đều biết, đã tâm nguyện đã, chết mà không oán. Luyện đan một đường, nhưng luyện tâm cảnh, ta tâm đệ nhất, chính là đệ nhất, chỉ mời chư vị nhìn ta luyện hết cái này sau cùng một viên thuốc, như vậy tại hạ, tuy bại nhưng vinh. Vừa mới nói xong, Trác Phàm xoay người lần nữa cố gắng luyện hóa trong tay, với hắn mà nói là gian nan như vậy ngũ phẩm dược tài. Nhưng là nhìn lấy hắn sau lưng món kia nhất đan khuynh thiên áo choàng, tại chỗ tất cả mọi người lại sớm đã là lệ quang phun trào. Hắn, sớm đã không chỉ là một cái luyện đan giới kỳ tài, càng là một cái vì luyện đan mà quyết chí thể không đổi, truy cầu cả đời anh hùng. Không giống như là độc thủ dược vương bọn họ như thế. Tại luyện đan thuật lên lục đục với nhau, hắn tâm lý, chỉ có luyện ra tâm bên trong thiên hạ đệ nhất. Đây là cỡ nào thuần khiết tâm, rộng rãi dường nào lòng dạ. Tống đại sư, ngài rất mực khiêm tốn, xin nhận tất cả chúng ta cúi đầu. Lúc trước đào thải những luyện đan sư kia nhóm, nhìn đến Trác Phàm biết rõ chính mình đã không địch lại, như cũ tại kiên trì luyện chế, bất giác tâm sinh ra sự kính trọng. Riêng là những cái kia lúc trước tự động bỏ quyền người. Càng là tự ti mặc cảm. Đối Trác Phàm kính ý, cũng càng thêm sâu nặng. Sườn đông ghế khách quý ở giữa, Hoàng Phủ Thanh Vân bọn người cười to lên. Coi như hắn gây nên nhiều người như vậy đồng tình, tại bảy thế gia trước mặt, cũng cứu không mạng hắn. Chẳng lẽ những thứ này tam lưu nhân vật, còn dám phản kháng đế vương môn cầm đầu bảy thế gia sao? Lầu trên sàn chính, Sở Khuynh Thành trong lòng ba người tuy nhiên biết rõ là giả. Nhưng hai cái tròng mắt cũng đã phát hồng. Trác Phàm cái này bi thương bóng người, đúng như bi tráng anh hùng đồng dạng, xúc động nữ nhân trong lòng mềm mại nhất một khối. Tiếu Đan Đan thì càng là khóc ào ào, tựa hồ thật sự cho rằng đây là Trác Phàm lâm chung di ngôn. Nhìn lấy đây hết thảy, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi, tiểu tử này thật làm, lại tại trang bức. Thế nhưng là hắn nhưng là tuyệt đối đừng giống vừa mới một dạng, trang bức trang quá đầu, bị người ta âm một thanh. Hắc hắc hắc, tiểu tử này tinh rất, đồng dạng thua thiệt làm sao có thể ăn hai lần. Long Cửu từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười nói, lấy lão phu nhìn, tiểu tử này đột nhiên thái độ khác thường, nhất định có cái gì mục đích. Có thể có cái gì mục đích? Chà chà đỏ vành mắt đỏ, Long Quỳ hung hăng hút hút cái mũi, tiểu tử này quá đáng giận, không phải trêu người ta sinh khí, cũng là trêu người ta khóc. Long Cửu khẽ giật mình, có chút khó hiểu nói, tiểu Quỳ. Ngươi không phải cùng tiểu tử kia không hợp nhau à, làm sao còn sẽ vì hắn thút thít. Khóe miệng không khỏi một xẹp, Long Quỷ oán giận nói, người ta thật người kịch mà. Không khỏi một cái lảo đảo, Long Cửu cùng Tạ Thiên Dương bọn người liếc nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ chà chà trên đầu mồ hôi lạnh. Ai, nữ nhân à? Luyện đan trên đài, độc thủ dược phương tay chung dược tài đã tất cả đều luyện hóa, thậm chí đã bắt đầu dung hợp. Mà còn lại luyện đan sư, cũng đã có nhiều hơn một nửa dược tài luyện hóa trở thành dược dịch. Nhưng là Trác Phàm dược tài, lại chỉ là luyện hóa một phần năm cũng chưa tới. Gặp tình hình này, độc thủ dược phương không khỏi cười lạnh, khinh miệt nói, tiểu tử, mang chúng về tư loại sự tình này rõ ràng, không dùng. Coi như người cổ động lên phía dưới đám phế vật kia tới cứu ngươi, bọn họ cũng không có năng lực này. Chờ ngươi từ nơi này luyện đan đài dậy đi xuống. Lão phu thì quang minh chính đại muốn đầu ngươi. Ồ, vậy cũng không nhất định. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm nhìn trong tay còn chưa luyện hóa những dược liệu kia, hung hăng bóp,
trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo quyết tuyệt chi sắc, nhất trưởng càn khôn. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, một đạo khói nhẹ chậm rãi theo hắn trong lòng bàn tay phiêu tán đi ra. Độc thủ Dược Vương mí mắt bất giác run run, tiếp theo chính là cười to lên, ha ha ha. Dược tài còn không có luyện hóa, liền đem hỏa diễm dập tắt, một tay dược tài không được đầy đủ hủy mới là lạ. Ngươi coi như muốn truyền, cũng thua đẹp mắt một chút a, chẳng lẽ đây chính là ngươi sắp chia tay tác phẩm để lại. Không có nghe hắn quát kêu, Trác Phàm trong lòng khẩn trương, song đồng chăm chú nhìn cái kia nắm lên quyền đầu, chậm rãi triển khai. Thế nhưng là, đập vào mi mắt cũng không có bất luận cái gì đan dược, chỉ có đầy tay cho tàn. Thất bại. Trác Phàm trong lòng trầm xuống, liếc mắt hướng độc thủ Dược Vương chỗ đó liếc đi. Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn tất cả dược dịch đã dung hợp hoàn thành, lập tức liền muốn đơn giản đan hình. Cứ theo đà này, cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong. Lão bất tử đồ vật, vừa mới con mẹ nó ngươi âm lão tử, lần này lão tử muốn trả lại cho ngươi gấp bội. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Lúc trước liền đã hoàn toàn hủy đi dược dịch, đều có thể khởi tử hồi sinh Tống đại sư, lần này vậy mà tại ba bánh cạnh tranh trong nội đan lần thứ nhất thất bại. Thật chẳng lẽ như Nghiêm lão chỗ nói, Tống đại sư hắn căn bản luyện không ngũ phẩm đan sao? Triển lãm trên đài, Trác Phàm mở ra bàn tay, lộ ra cái kia tối như mực cho tàn trong nháy mắt, Tiểu Nhã liền nhìn không được kêu to đi ra. Thế nhưng là nàng vừa dứt lời, một đạo giống như lợi kiếm ánh mắt lại là hung hăng trừng mắt về phía nàng. Thình lình đánh cái run rẩy, Tiểu Nhã hơi có chút sợ hãi nhìn Trác Phàm liếc một chút, nhất thời liền im lặng. Thế nhưng là nàng cái kia âm thanh kêu to, cũng là bị tại chỗ tất cả mọi người nghe đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng ngăn không được chăm chú, đã đồng tình, lại lo âu nhìn về phía Trác Phàm phương hướng. Lầu trên sàn chính mọi người càng là một mặt khẩn trương nhìn về phía hắn. Từ Bách Đan Thịnh Hội bắt đầu đến nay, độc thủ Dược Vương một mực bị cưỡng chế một chút, phách lối khí diễm cũng một mực bị đánh áp, hoàn toàn cũng là Trác Phàm một tay áp chế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu là Trác Phàm thua, người nào còn có thể là độc thủ Dược Vương đối thủ? Gốm đan nương sao? Ha ha, tuy nhiên nàng là vị danh phó thực lục phẩm luyện đan sư, nhưng là đáng tiếc. Hắn độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng cho tới bây giờ không có nhìn thẳng nhìn qua nàng. Giờ này khắc này, mọi người đều biết, độc thủ Dược Vương duy nhất họa lớn trong lòng, cũng là Trác Phàm cái này nắm giữ thượng cổ luyện đan bí kỹ tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần Trác Phàm bị trừ, hắn cũng là danh phó thực thiên vũ đệ nhất, không người có thể địch. Bỗng nhiên, mọi người tất cả đều một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, cho dù là những cái kia ngay từ đầu tới đây. Chỉ là muốn tìm kiếm chút không tệ luyện đan sư hồi gia tộc người, cũng không tự chủ được đem trong lòng thăng bằng, khuynh hướng Trác Phàm bên này. Một cái thiên tài như thế luyện đan sư, cũng bởi vì tu vi không đủ thua trận đấu, còn thua tánh mạng, đó thật là quá đáng tiếc. Thế nhưng là, hiện thực cũng là hiện thực, Trác Phàm từ lần thứ nhất luyện đan sau khi thất bại, liền sắc mặt biến đến u ám, không nhúc nhích, tựa hồ là bị khó có thể chịu đựng đả kích giống như, đã triệt để tuyệt vọng. Ai, đáng thương hài tử. Dưới trận, đã có không ít phụ nhân, nhịn không được rủ xuống khóc lên. Độc thủ Dược Vương thì là cười lạnh một tiếng, không còn đi xem Trác Phàm cái này đã triệt để đánh mất đấu trí thất bại giả, chuyên tâm tại luyện đan phía trên. Trong tay nguyên lực chi hỏa bỗng nhiên cháy hừng hực, trong lửa tất cả dược dịch liền đều cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một viên thuốc hình thức ban đầu. Mắt thấy lại không lâu nữa, độc thủ Dược Vương linh đan đã sắp luyện thành. Gốm đan nương không khỏi trong lòng khẩn trương, vội vã kết động thủ quyết luyện chế. Đáng tiếc, nàng tất cả dược tài mới vừa vận luyện hóa thành dược dịch, đoán chừng căn bản không kịp ngưng tụ thành đan thể, cái kia độc thủ Dược Vương liền đã luyện chế thành công. Tình cảnh này, vạn phần nguy cơ, Sở Khuynh Thành các nàng cũng không đoái hoài tới đáng thương, đã ý chí tinh thần sa sút Trác Phàm, ngược lại nhìn về phía gốm đan nương cùng độc thủ Dược Vương hai người, trên đầu chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi. Trong tay càng là khẩn trương nắm lại hai cái quyền đầu. Ha ha ha, lão phu đại công cáo thành, lần này, cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch, cùng tiểu tử kia đầu, thì đều là lão phu. Rốt cục,
gốm đan nương mới vừa vặn ngưng kết thành đan thể hình thức ban đầu, độc thủ dược vương cười to đã vang lên. Chuyển mắt nhìn đi, độc thủ dược vương trên tay liệt diễm bên trong đan hoàn, đã phát ra ánh sáng óng ánh, sau một khắc thì phải lập tức thành đan, đã không có người có thể lại ngăn cản hắn đan vương tốc độ. Hừ, muốn đánh bại lão phu, các ngươi còn sớm cái mấy trăm năm đây. Độc thủ dược vương hét lớn một tiếng, trước đó chưa từng có hưng phấn nói. Không dễ dàng a, trước hai bánh đều bị cái kia đáng chết tiểu xúc sinh đè ép, cho tới bây giờ mới có thể phát huy lão phu tránh thức bản lĩnh. Mắt thấy tay bên trong đan dược một hơi ở giữa liền muốn triệt để hóa thành ngũ phẩm linh đan, độc thủ dược vương khóe miệng càng liệt càng mở, đúng là so với hắn năm đó lần thứ nhất luyện chế thành công thất phẩm linh đan lúc, còn vui vẻ hơn. Nơi xa hoàng phủ Thanh Vân, thấy tình cảnh này, cũng là hài lòng gật đầu. Gốm đan nương hung hăng khẽ cắn môi, không cam lòng thở dài. Lầu trên sàn chính Sở Khuynh Thành bọn người, song quyền nắm lại, nhưng trong mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc, lại không cứu vãn khả năng. Độc thủ dược vương đem sẽ trở thành vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch, sau cùng một lần hành động chiếm lấy hắn hoa vũ lâu trấn lầu chi bảo, bồ đề tu căn. Ở giữa, lại không người có thể ngăn cản hắn. Hoa vũ lâu, tại ván này về sau, bại cục đã định. Hắt xì. Đột nhiên, không biết là ai đánh một cái to lớn hắt xì, vang vọng toàn trường. Ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang phát ra, độc thủ dược vương trong tay hỏa diễm đúng là đột nhiên nổ tung lên. Độc thủ dược vương một chút mất tập trung, rìa mép lông mày trong nháy mắt cháy đen. Tính cả lấy trong tay hắn đan dược, cũng triệt để hóa thành cho tàn. Ách! Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngây người, liếc nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Làm sao đang yên đang lành, cái này nghiêm lão đan dược thì nổ tung. Hắn độc thủ dược vương thân là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, hẳn là sẽ không xuất hiện như thế sai lầm đi. Thân thể nhịn không được mà run lên dốc hết ra, độc thủ dược vương cứng ngắc thân thể, chậm rãi quay đầu đi, trên mặt đã hoàn toàn bị giống như muốn ăn thịt người vẻ phẫn nộ thay thế. Mà hắn đang nhìn hướng địa phương, lại đúng là hắn bên cạnh cách đó không xa, Trác Phàm vị trí. Theo hắn ánh mắt nhìn, mọi người lại thình lình phát hiện, lúc này Trác Phàm đã hoàn toàn không có lúc trước tinh thần sa sút sắc mặt, ngược lại khóe miệng bên cạnh treo một tia giảo hoạt ý cười. Hắn dưới lỗ mũi mới, cũng thẳng tắp rủ xuống hai đầu thanh sắc dịch nhờn, không biết là cái gì. T. Hung hăng hút một chút cái mũi, đem cái kia hai đầu dịch nhờn hút vào trong lỗ mũi, Trác Phàm rực rỡ cười xoa xoa cái mũi, một mặt xin lỗi nói, ha ha ha. Không có ý tứ a, nghiêm trưởng lão, gần nhất. Ngẫu nhiên cảm giác phong hàn. Phanh phanh phanh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong mắt nhất thời liền nát một chỗ, trên mặt hung hăng co lại, không biết nên khóc hay nên cười, sau cùng chỉ có thể là dở khóc dở cười. Tống đại sư, ngài lý do này tìm cũng quá kéo a, so cái kia độc thủ dược vương lúc trước lý do còn muốn không đứng đắn a. Tu luyện chi nhân, nào có cảm giác nhiễm phong hàn đạo lý. Tụ khí cảnh về sau thì bách bệnh bất xâm, được chứ? Huống chi, ngài hiện tại đã là đoán cốt cảnh tu vi. Ngài nếu là muốn báo thù hắn, cái kia liền trực tiếp trả thù, không có người ngăn đón ngài. Nhưng là ngài cũng phải tìm tốt đi một chút lý do không phải, khác coi chúng ta là ngu ngốc nhìn a. Điểm này, tại chỗ tất cả mọi người đã nhìn ra, thì càng đừng đề cập lần này nổ tung lớn nhất người bị hại, Trác Phàm chủ yếu nhằm vào độc thủ dược vương bản thân. Thân thể ngăn không được run rẩy lên, độc thủ dược vương hiển nhiên sắp bị tức điên. Chỉ bất quá lại đợi một hơi công phu, cũng liền một trong chớp mắt, cái kia mai ngũ phẩm linh đan thì luyện chế thành công. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại cái này lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, Trác Phàm tiểu tử này vậy mà cho hắn ra một chiêu âm, để hắn tất cả mọi thứ đều phí công nhọc sức. Như vậy cũng tốt so là hắn tìm kiếm 50 năm, mới rốt cuộc tìm được. Tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Mắt thấy lập tức liền muốn tới tay lúc, lại là đột nhiên bị người một cái búa nện thành nhão nhoẹt cảm giác. Loại kia khoan tim thống khổ, thậm chí đều có thể để trái tim của hắn dừng lại nhảy lên đến thút thít. Thối, số tiểu tử, lão phu hôm nay nhất định muốn làm thịt ngươi không thể. Độc thủ dược vương một mực tại run rẩy, mọi người đều đó có thể thấy được, hắn là tại cưỡng chế trong lòng nộ khí.
Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có áp xuống tới, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế liền bỗng nhiên phóng xuất ra, làm cho tại chỗ tất cả luyện đan sư hỏa diễm đều ngăn không được bắt đầu lay động. Hô! Nương theo lấy một đạo ùn ùn kéo đến uy áp mạnh mẽ, độc thủ dược vương nhất trưởng hướng Trác Phàm đỉnh đầu đánh tới. Thế nhưng là Trác Phàm lại không sợ chút nào, vẫn như cũ dương dương tự đắc đứng tại chỗ. Hiu! Một đạo bạch sắc tơ lụa bay múa mà xuống, trong nháy mắt quấn lên độc thủ dược vương nhất trưởng. Sở Khuynh Thành bóng người đột nhiên xuất hiện tại Trác Phàm bên người, trong tay tơ lụa kéo một phát, liền đem cái kia thế nặng lực mạnh mẽ trưởng rời đến một bên. Nghiêm trưởng lão, nơi này là ta Hoa Vũ lâu bách đan thịnh hội, nếu là ngươi muốn gây chuyện, mời lập tức rời đi nơi này. Sở Khuynh Thành trợn mắt nhìn, hét lớn lên tiếng. Hung hăng khẽ cắn môi, độc thủ dược phương nhìn Trác Phàm có Sở Khuynh Thành che chở, biết xuất thủ cũng lấy không tiện nghi gì, liền chỉ Trác Phàm nổi giận nói, Sở lâu chủ, cũng không phải lão phu muốn quấy rối, mà chính là tiểu tử này phá làm hư quy củ, nhiễu loạn lão phu luyện đan trước đây. Ta làm sao nhiễu loạn? Trác Phàm lông mày nhíu lại, chết không thừa nhận. Giận hừ một tiếng, độc thủ dược phương chỉ tại chỗ tất cả mọi người, quát nói, nơi này toàn trường trên dưới, nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy. Lão phu cái kia ngũ phẩm linh đan lập tức đã sắp luyện thành, cũng là bị ngươi cái kia phun một cái hắt hơi, cho làm cho thất bại trong gang tấc. Ây, ngoài ý muốn, Trác Phàm trầm ngâm một trận, cười khẽ một tiếng, ai ra? Ta không phải mới vừa nói a, ta gần đây ngẫu nhiên cảm giác phong hàn. Thả ngươi nương cái rắm, có đoán cốt cảnh cao thủ ngẫu nhiên cảm giác phong hàn sao? Ngươi mới đánh rắm, cho phép ngươi thất phẩm luyện đan đại sư tràn ra đan dịch, không cho phép lão tử ngẫu nhiên cảm giác phong hàn a. Trác Phàm đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Độc thủ dược vương không khỏi trì trệ, lại là lúng túng nửa ngày, rốt cuộc không nói ra nửa câu tới. Nguyên lai tiểu tử này tại chỗ này đợi lão phu đây, bất quá đây cũng là, đoán cốt cảnh cao thủ cảm giác nhiễm phong hàn, cùng thất phẩm luyện đan sư lúc chế thuốc tràn ra dược dịch, đều là tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình. Đã hắn lúc trước có thể sử dụng chuyện như vậy làm lấy cớ, như vậy tiểu tử này cũng đồng dạng có thể có dạng này lấy cớ đánh trả. Nghĩ tới đây, độc thủ dược phương thật hận không thể hung ác giúp chính mình hai cái to mồm. Lúc trước nhiều động não. Muốn cái ra dáng điểm lý do tốt bao nhiêu, cũng tội gì bây giờ bị tiểu tử này một thanh nước mũi thì ám toán đến thê thảm như thế cấp độ, thậm chí còn liền nửa chữ đều hồi không miệng. Thật sâu hút ba bốn khẩu khí, độc thủ dược phương mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, một đôi phát ra thăm thẳm lục quang song đồng, hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Cái kia thanh nước mũi phun, còn thật mẹ hắn chuẩn. Vừa vặn là tại lão phu sau cùng một mồi lửa, đem đan thể dung hợp thời điểm. Nếu không phải như thế, người cũng không có khả năng vừa vặn đem nước mũi phun đến đan thể khe hở bên trong, cho nên tại linh đan tại liệt diễm nung khô phía dưới không cách nào dung hợp, ngược lại nổ tung. Ha ha ha, không hổ là luyện đan kỳ tài, liền hắt cái xì hơi, đều mẹ hắn có thể phun chuẩn như vậy, lão phu thật sự là bội phục, bội phục. Độc thủ dược vương trong mắt sát ý giạt rào. Hàm răng đều nhanh cắn nát, bên trong mỉa mai ngôn ngữ, càng là người người đều nghe được. Bất quá Trác Phàm lại như cũ chẳng hề để ý, khoát khoát tay, cười nói, đâu có lẽ là bởi vì người ta đều là số một số hai luyện đan cao thủ, cho nên trong cõi u minh có loại ăn ý, cũng không nhất định a. Ngươi nhìn, ngươi là độc thủ dược vương, ta là nhất đan khuynh thiên, ngươi luyện đan lúc đem dược dịch tràn ra, ta là ngẫu nhiên cảm giác. Khác mẹ hắn lại nói người ngẫu nhiên cảm giác phong hàn. Thế mà, Trác Phàm còn chưa nói xong, độc thủ dược vương đã cường thế đánh gãy, giận dữ hét, lão phu. Không thích nghe. Nói xong, liền quay người trở lại chính mình trên ghế ngồi, bắt đầu chuẩn bị một lần nữa luyện đan. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mà Sở Khuynh Thành gặp độc thủ dược vương yên ổn trở về, cũng không có làm tức trở mặt. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù sao, hiện tại Hoa Vũ lâu đại bộ phận chiến lực tại lão gia hỏa kia trong tay, còn có đế vương môn trở thế gia chống đỡ, một khi vạch mặt, các nàng thất bại. May mà hắn còn muốn mặt mũi, không muốn người đời biết bọn họ dược vương điện vô sỉ, mới không muốn đem sự tình làm lớn, nếu không. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành nhìn về phía bên cạnh Trác Phàm,
con người hơi động một chút, dùng chỉ có hai người thanh âm, nói khẽ phu quân, có thể nói cho ta biết, người đến tột cùng là ai chăng? Thân thể bất giác chấn động, Trác Phàm cứng ngắc nghiêng đầu lại, chố mắt nhìn, lẩm bẩm nói, ngươi. Đều biết, còn không biết, khóe miệng hơi vểnh lên, Sở Khuynh Thành oán trách liếc hắn một cái. Chờ ngươi cho ta thành thật khai báo đây, phu quân. Ai, đừng, trước khác gọi như vậy. Sở lâu chủ, trong này có hiểu lầm, ta lúc đó thật không biết ngươi là ý tứ kia. Trác Phàm cuống quýt khoát khoát tay, sau đó gặp cái kia độc thủ Dược Vương đã bắt đầu lần thứ hai luyện đan, vội vàng nói, sự kiện này chờ chúng ta sau này hãy nói, ta đi trước đem lão gia hỏa kia đá ra đi. Nói xong, đúng là cũng như chạy trốn chạy. Sở Khuynh Thành không khỏi sững sờ, trong mắt trừ mê mang bên ngoài, còn có loại nồng đậm cảm giác mất mát. Không phải nàng tự luyến, chỉ là nàng thật cảm thấy mình vô luận là phẩm hạnh, vẫn là tướng mạo, đều xem như nhất đẳng tài năng xuất chúng. Bằng kinh nghiệm dĩ vãng, 99% nam nhân gặp nàng, đều sẽ có ý nghĩ xấu. Cho dù là có như vậy một hai cái ngoài ý muốn, cũng có thể hòa hợp ở chung, làm sao cũng không đến mức đem người hoảng sợ chạy đi. Thế nhưng là Trác Phàm hôm nay biểu hiện, dường như nàng là khủng long muội muốn ỉ lại vào hắn giống như, đúng là hận không thể chính mình có bốn cái chân. Cái này không khỏi để cho nàng cảm thấy một trận khí khổ, tiểu tử này, làm sao lại cùng khác nam nhân không có chút nào một dạng đây. Khác nam nhân, lúc này đều đã phong lưu phóng khoáng, trở thành trong trăm khóm hoa qua, mảnh diệp không dính vào người tình trường lão thủ, nhưng là tiểu tử này thế mà còn bảo lưu lấy đồng tử thân. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành không khỏi gương mặt một đỏ, ngầm phi một tiếng, thầm mắng mình đây là nghĩ chỗ nào đi. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối nghĩ không ra là, Trác Phàm sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn đã từng đạt đến qua ma hoàng độ cao. Tự nhiên minh bạch, mặt mũi cùng nữ nhân cũng là trở ngại một cường giả tiến lên lớn nhất chướng ngại. Hắn muốn một lần nữa đạp vào ma đạo đỉnh phong, siêu việt ma hoàng, hướng ma đế cảnh xông vào. Tự nhiên muốn vứt bỏ cái này hai đại trở ngại. Sở Khuynh Thành chưa có trở lại lầu trên sàn chính, y nguyên đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào cái này cho đến tận này, duy nhất để cho nàng tâm động qua nam nhân, một lần nữa chạy về vị thứ nhất luyện đan đài vị trí. Mà Trác Phàm lại là đầu cũng sẽ không, trong mắt chỉ có đối thắng lợi chấp nhất cùng khát vọng. Liếc mắt liếc một chút cái này lại trở lại bên cạnh đối thủ một mất một còn. Độc thủ Dược Vương nộ khí so với lúc trước đến muốn tiêu tán không ít, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn trở về làm gì? Luyện đan a. Trác Phàm trong lòng nhất động, âm thầm tán thưởng. Độc thủ Dược Vương không hổ là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, bị tức thành loại kia bộ dáng, thế mà mấy hơi ở giữa khôi phục lại bình tĩnh. Phần này tâm tính, thật là ít có người cùng. Hắc hắc hắc, luyện đan, ta nhìn ngươi lại là đến cho lão phu quấy rối. Ngươi cũng quá đề cao chính mình, lão tử cần phải quấy rối ngươi. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm suy cười ra tiếng. Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, độc thủ Dược Vương một bên luyện hóa tay chung dược tài, một bên cười tà nói, nếu không phải quấy rối, ngươi còn tới có làm được cái gì? Lấy ngươi cái kia rùa bò một dạng luyện đan tốc độ, đã không có khả năng lại có lọt vào hy vọng. Thì ra là thế, vậy ngươi coi như ta lại là tới quấy rối đi. Trác Phàm không ngần ngại chút nào, y nguyên bình tĩnh nói. Nhịn không được cười lên một tiếng, độc thủ Dược Vương khinh miệt nhìn Trác Phàm liếc một chút, ha ha ha. Nếu như ngươi ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy, ngược lại xác thực vẫn có thể xem là một đầu kế hay. Cho dù không cách nào luyện ngũ phẩm đan, cũng có thể quấy rầy lão phu luyện chế, để cái kia gốm đan nương đoạt được đệ nhất. Đáng tiếc a, ngươi tiểu tử này quá mức cuồng vọng, ngay từ đầu thì khẩu suất cuồng ngôn. Nói cái gì bất luận kẻ nào có thể đem ngươi theo vị trí này lên đuổi xuống, liền đem đầu hai tay dâng lên. Gốm đan nương nàng, không phải người sao? Sợ hãi cả kinh, tất cả mọi người nghe được lời này, cũng không khỏi trong lòng lần nữa gấp lên. Đúng vậy a, ở cái này trên trận, tất cả mọi người có thể thua, đều thua được, chỉ có Trác Phàm hắn không thể thua. Một khi hắn theo vô địch trên bảo tọa ngã xuống, cái kia đầu hắn cũng sẽ tùy theo dọn nhà. Ha ha ha, đến thời điểm lão phu quang minh chính đại làm thịt ngươi, như cũ có thể yên ổn lọt vào đan vương trận chung kết. Đến lúc đó, ngươi cho rằng cái kia gốm đan nương có thể ngăn được lão phu sao? Độc thủ Dược Vương cười lớn một tiếng,
thoải mái đầm đìa, tựa hồ vừa mới phiền muộn thoáng cái thì dọn sạch. Sở Khuynh Thành mi đầu thật sâu nhăn lại, một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt còn có từng tia oán trách chi sắc. Người người này muốn cuồng có thể, nhưng cũng phải có phân tức a. Lần này, bị lão gia hỏa kia bắt được tay cầm, nhưng là rất khó mạng sống. Bất quá điểm này, cùng Khuynh Thiên thật đúng là trong một cái mô hình khác đi ra. Sở Khuynh Thành nhìn đến là vừa yêu vừa hận, chẳng lẽ nàng muốn hai lần mất đi thân ái nhất người sao? Ngay tại luyện đan, lập tức liền muốn đại công cáo thành gốm đan nương, nghe được lời này, cũng là ngăn không được run rẩy một ra tay trường, chính tại luyện chế hỏa diễm vậy mà dừng lại. Lão thái bà, tiếp tục luyện người đan, dù sao ngươi không luyện thành, còn có người khác hội luyện thành. Trác Phàm nhẹ liếc nàng một cái, ngược lại vừa nhìn về phía độc thủ Dược Vương, trong mắt thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống đến, lão gia hỏa, đã lão tử nói, hội vẫn đứng tại vị trí này lên, người khác, thì căn bản không có cơ hội nhúng chàm nó. Ngươi không được, người khác, cũng không được. Vừa dứt lời, Trác Phàm một tay đột nhiên bỗng nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, ngón tay búng một cái, mấy chục kiện dược tài liền ào ào bay vào cái kia liệt diễm bên trong. Nhìn cái này liệt diễm quy mô, lại là không thể so với độc thủ Dược Vương bọn họ những thứ này thiên huyền cảnh cao thủ nguyên lực chi hỏa kém, nhưng là chỉ trải qua một hơi ở giữa, Trác Phàm cái trán liền đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Thấy tình cảnh này, độc thủ Dược Vương không khỏi cười to lên, ha ha ha. Số tiểu tử, lấy ngươi tu vi, căn bản không đủ thời gian dài duy trì mạnh như vậy hỏa diễm. Ngươi như thế luyện đan, thuần túy là muốn chết. Hừ, cô lậu quả văn, lão tử cái này để ngươi xem một chút, người ta ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái tay khác bỗng nhiên chụp về phía thiêu đốt hỏa diễm cái tay này cánh tay. Nhưng nghe ba một tiếng vang giòn, hỏa diễm lần nữa tăng cường gấp ba trở lên, Trác Phàm đã là trong nháy mắt đem toàn thân nguyên lực rót vào ngọn lửa này bên trong. Mà cũng liền tại cái này cùng một thời khắc, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, bàn tay bỗng nhiên nắm lại một nắm đấm thép, bỗng nhiên đem tất cả hỏa diễm cùng chung dược tài tất cả đều nắm ở trong tay. Chỉ là trong tích tắc công phu, cái kia cao ngất tận trời ngọn lửa liền trong nháy mắt không có bóng dáng. Chỉ có Trác Phàm cái kia gấp nắm quyền đầu, đỏ bừng, từng tia pha trộn nhiệt khí, theo quyền kia hở ra tán lộ ra. Cái này tất cả mọi thứ, theo hỏa diễm phát lên, đến dược tài để vào, lại đến đem tất cả mọi thứ giữ trong lòng bàn tay, đều chẳng qua là mấy hơi bên trong mà thôi, toàn bộ hành trình một mạch mà thành. Giữa sân đại đa số người, thậm chí cũng không kịp xem rốt cục xảy ra chuyện gì, liền đã kết thúc. Không khỏi nghi ngờ gãi gãi đầu, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía trên trận Trác Phàm, không biết hắn vừa mới đến cùng làm những gì. Độc thủ Dược Vương chăm chú nhìn hắn cái kia quyền đầu, mí mắt hơi hơi run run, đột nhiên bạo cười ra tiếng, ha ha ha. Lão phu cho là ngươi muốn làm gì, kết quả cùng vừa mới một dạng, còn không phải đem một tay dược tài toàn hủy. Từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, Trác Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là nguyên lực hao hết, hư thoát gây nên. Bất quá, khóe miệng của hắn lại là nhếch lên một cái trước đó chưa từng có tà dị đường cong, cái kia vệt trong tươi cười, tựa hồ tràn ngập vô tận tự tin. Lão gia hỏa, lão tử lần này làm tuy nhiên một dạng, nhưng là kết quả, chưa hẳn một dạng. Khiêu khích hướng độc thủ Dược Vương nhìn một chút, Trác Phàm đem cái kia quyền đầu dơ lên cao cao, lại từ từ mở ra, các vị, ngũ phẩm linh đan, luyện chế hoàn thành. Trác Phàm đắt đỏ thanh âm, tại toàn trường vang vọng, một cái lóe tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc đan hoàn, linh lợi trong tay hắn chuyển không ngừng. Cái kia thấm người đan hương, tia sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người chỉ liếc một chút, liền có thể kết luận, cái kia chính là hàng thật giá thật ngũ phẩm linh đan không thể nghi ngờ. Chỉ một thoáng, toàn trường trên dưới lại một lần xôi trào. Cái này Tống Đại Sư vừa mới đến tột cùng làm gì, làm sao lại đột nhiên thì luyện tốt một viên thuốc. Cái kia khoảng cách Trác Phàm lân cận bài danh 10 vị trí đầu luyện đan đại sư, càng là ngăn không được cùng nhau kêu lên sợ hãi, cái kia làm sao có thể. Bọn họ cách gần nhất, nhìn được tự nhiên cũng rõ ràng nhất. Trác Phàm là như thế nào đem một đoàn dược tài, trong nháy mắt biến thành một viên thuốc, bọn họ rõ ràng nhất. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, trong lòng bọn họ rung động, so với hắn người mà nói,
liền càng là tăng cường gấp trăm lần nghìn lần không ngừng. Như thế thần dị luyện đan thuật, bọn họ đừng nói là gặp, liền trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Lưu Nhất thật ngây ngốc nhìn lấy Trác Phàm, đều nhanh quên trong tay còn luyện lấy đan dược, đầu sớm đã chập mạch. Hắn tuy nhiên không hiểu thượng cổ bí thuật, nhưng là đối thượng cổ điển tịch lại là có chỗ giải. Thế nhưng là coi như cái kia trong điển tịch, cũng không có ghi chép qua như thế nghịch thiên bí thuật a. Chỉ là một nắm quyền công phu, một cái ngũ phẩm linh đan thì ra lò. Mẹ hắn, nếu là luyện đan biến đến dễ dàng như vậy lời nói, luyện đan sư kia về sau còn có cái gì có thể kiêu ngạo tự hào. Người luyện một canh giờ đan, còn không người nhà luyện vài giây đồng hồ luyện đến nhiều a. Lầu trên sàn chính, Long Cửu mọi người cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Thế này sao lại là luyện đan, quả thực cũng là từ không nói có a. Chiêu này luyện đan thuật, cũng quá mẹ hắn nghịch thiên a, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào. Sườn đông ghế khách quý ở giữa, lấy Hoàng Phủ Thanh Vân cầm đầu cả đám người, cũng tất cả đều nhìn ngốc. Tiểu tử này, bờ môi run rẩy nửa ngày, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt kinh ngạc, lại là một mực không nói ra một câu. Bên cạnh hắn người, cũng tất cả đều là như thế, thậm chí còn không bằng hắn. Hai cái trong ánh mắt, chỉ có Trác Phàm cái kia nâng đan dược một cái tay, rốt cuộc dung không được hắn. Thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vân đứt quãng tiếng nói, cũng không có một người chú ý tới. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm cầm trong tay đan dược, cầm tới đã sớm bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà độc thủ dược vương trước mắt lắc lắc, thản nhiên nói, lão gia hỏa, thượng cổ bí thuật, nhất trưởng càn khôn, nghe qua sao? Hung hăng nháy mắt mấy cái, độc thủ dược vương cứng đờ chuyển qua đầu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt. Giống như đang nhìn một cái không biết từ nơi nào chạy ra đến quái dị. Bờ môi lúng túng nửa ngày, lại là một câu đều nói không nên lời. Nhất trưởng càn khôn mang đến rung động, cũng không phải lúc trước những cái kia thượng cổ bí thuật mang đến kinh dị mà thôi, mà là chân chính nghịch thiên. Lấy về phần hiện tại, rất nhiều luyện đan sư đều như cùng sống trong mộng đồng dạng, bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi, thế gian thế mà thực sẽ có như thế không hợp thiên đạo lẽ thường luyện đan thuật xuất hiện. Khinh thường nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng nói, nhìn đến a, lão gia hỏa. Đây chính là người ta ở giữa chênh lệch, nhất đan khuynh thiên cùng độc thủ dược vương chênh lệch, một trời một vực. Ngơ ngác nhìn Trác Phàm, độc thủ dược vương lại là liền một cái phản bác lời rốt cuộc nói không nên lời. Cười nhạo lấy lắc đầu, Trác Phàm đem đan dược chậm rãi giơ lên triển lãm đài, tiểu nhã phương hướng, nói khẽ, xin lỗi, ta tu vi không đủ. Chỉ có thể luyện cái ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, cực phẩm chỉ sợ không đạt được, sẽ không ảnh hưởng ta thứ tự đi. Lời vừa nói ra, tất cả luyện đan sư cũng không khỏi cùng nhau ngoan quất một chút gương mặt, sắp khóc đi ra. Tại một hơi ở giữa luyện thành ngũ phẩm linh đan, đã là nghịch thiên, thế mà còn mẹ hắn là thượng phẩm, ngươi để chúng ta những người này về sau sống thế nào a? Tiểu nhã lúc này cũng có chút choáng váng, tại Trác Phàm liền bảo nàng ba lần về sau. Mới phản ứng được, vội vàng rón rén đi tới gần, tiếp nhận viên đan dược kia, nhìn kỹ một chút. Đón lấy, lớn tiếng tuyên bố Tống đại sư luyện chế ngũ phẩm thượng phẩm linh đan thành công, vì vòng này vô địch, tấn cấp cuối cùng đan vương trận chung kết. Mà tiểu nhã tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm liền bỗng nhiên xoay người lại, hai tay mở ra, nhìn về phía tất cả mọi người, nương theo lấy sau lưng màu đen áo choàng phiêu đãng, lấy không gì sánh kịp bá khí. Lớn tiếng tuyên bố chỉ cần lão tử đứng tại vị trí này lên, thì không ai có thể lại đứng lên đến. Tống đại sư, Tống đại sư, Tống đại sư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quần tình xúc động, tất cả đều cao múa quyền đầu, gào thét Trác Phàm hiện tại tên. Tuy nhiên đan vương trận chung kết còn chưa bắt đầu, nhưng là Trác Phàm tại tất cả mọi người trong lòng, đã là chân chính, danh phó thực đan vương. Lầu trên sàn chính. Nghe lấy cái kia chấn thiên động địa tiếng hò hét, nhìn lấy mọi người giống như điên cuồng lên tiếng ủng hộ bộ dáng, Tạ Thiên Dương không khỏi một mặt cực kỳ hâm mộ nói, tiểu tử này, thật sự là đi tới chỗ nào, đều là cái nhân vật a. Nếu là ở loạn thế, tất là chúa tể một phương. Ha ha ha, cho dù là Thái Bình thịnh thế, tiểu tử này quật khởi, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Long Cửu sờ sờ chòm râu, chỉ có một con mắt hơi hơi rung động. Bên trong đều là vẻ tán thán, lão phu sớm biết hắn không phải hạng người bình thường, nhưng là mỗi lần nhìn thấy,
vẫn là để lão phu nhịn không được giật nảy cả mình. Thật không biết tiểu gia hỏa này, đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực a. Mọi người nghe được lời này, lại nhìn về phía dưới trận Trác Phàm, cái kia như sao quanh trăng sáng, quân lâm thiên hạ vương giả phong phạm, đều là đồng ý gật đầu. Tiếu Đan Đan nghe đến mọi người đối Trác Phàm tán dương, không khỏi kiêu ngạo mà dương dương đầu, tâm lý cùng rót mật giống như. Cái này phu quân thật sự là tìm đúng, so trước kia cái kia gia hỏa thực sự mạnh quá nhiều. Đồng dạng tâm tư cũng đồng thời tại Sở Khuynh Thành trong lòng xuất hiện, nhìn lấy Trác Phàm cái kia bị tất cả mọi người sùng bái bóng người, nguyên bản thon gầy thân thể đúng là đột nhiên biến đến cực kỳ vĩ ngạn lên, trong mắt nàng cũng trong nháy mắt tràn ngập vô hạn nhu tình. Thân thể vì một nữ nhân, cho dù là Sở Khuynh Thành, nàng cũng hy vọng có thể tìm một cái kiên cố cánh tay dựa vào. Thế nhưng là, nơi này là Hoa Vũ Lâu, một cái cho tới bây giờ chính là do nữ nhân làm chủ địa phương. Nàng thân là Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ, tự nhiên từ nhỏ đã gánh vác cái này nặng nề trọng trách. Huống hồ, tại cái này toàn bộ thiên vũ bên trong, có thể phối để cho nàng dựa vào cánh tay cũng không nhiều. Mà lại, bên trong còn không thiếu gian tàng người, không đáng giá phó thác tồn tại. Từng có lúc, nàng muốn đem mỏi mệt thân thể tựa ở Hoàng Phủ Thanh Vân cái này có mạnh mẽ khuỷu tay lên. Bất quá đáng tiếc, nam nhân này cuối cùng vẫn là lựa chọn gia tộc lợi ích, phản bội nàng. Thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm lại xuất hiện. Ngay từ đầu nàng chỉ là đem cái này đại nam hài, tạm thời coi như là tâm linh an ủi. Nhưng là thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, chỉ có nam nhân này, mới là nàng đáng giá nhất dựa vào cùng tín nhiệm nam nhân. Giữa sân đối Trác Phàm tiếng hoan hô như cũ tại liên tiếp tiến hành lấy, chấn động thương khung hò hét, thẳng đem còn tại luyện đan các luyện đan sư, chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, liền trong tay hỏa diễm đều đi theo rung động động. Tiểu Nhã tại triển lãm trên đài, khua tay hai tay, hô lớn, đều đừng kêu, thỉnh an tĩnh. Thế nhưng là, không có một người nghe đến nàng thanh âm. Nàng cái kia đạo giòn nhẹ giọng nữ, từ vừa ra khỏi miệng, thì bị dìm ngập đến cuồn cuộn tiếng gầm bên trong. Thấy tình cảnh này, nàng trên đài gấp rậm chân, lại là không làm nên chuyện gì. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm chậm rãi giơ lên một cái tay đến, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt liền cùng nhau tụ tập tới. Ngay sau đó, nhưng gặp hắn ra sức vồ một cái quyền. Lúc trước còn giống như muốn rung sụp toàn bộ Hoa Vũ Đường hò hét, trong nháy mắt liền không có tiếng vang. Dường như ở trong nháy mắt này, người đều đi hết một dạng. Toàn bộ sân thi đấu bên trong, chỉ có các luyện đan sư trong tay hỏa diễm thiêu đốt, không còn có bất luận cái gì một chút tạp âm xuất hiện. Các vị, cho ta một bộ mặt, khác luyện đan sư còn tại luyện đan đây, thỉnh an tĩnh một chút. Trác Phàm vung hất tóc, mây trôi nước chảy nói. Nghe được lời này, mọi người không sai gật đầu, đều là làm ra một cái im lặng thủ thế. Thấy tình cảnh này, Tiểu Nhã sắp khóc đi ra, cái này mẹ hắn đến tột cùng là ai địa bàn a, vị này Tống đại sư lực thu hút cũng quá mạnh đi. Tạ Thiên Dương nhìn không được hung hăng quất một chút ra mặt, nãi nãi. Tiểu tử này lại bắt đầu trang bức. Sườn đông ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt, lại là càng ngày càng âm trầm. Trác Phàm danh vọng càng cao, bọn họ xuống tay với hắn liền càng khó khăn, đây là hắn tuyệt không hy vọng nhìn đến kết quả. Thế nhưng là, Trác Phàm là bởi vì luyện đan thuật mà thanh danh vang dội. Muốn hạ xuống hắn danh vọng, chỉ có thể ở luyện đan thuật lên đánh bại hắn. Mà muốn làm đến điểm này, tại chỗ trong mọi người, chỉ có thể bằng độc thủ dược phương. Thế mà, hiện tại độc thủ dược phương, tựa hồ cũng hoàn toàn không có cái này tự tin. Xa xa thả mắt nhìn đi, độc thủ dược phương hiện tại đã bất chấp tất cả, bắt đầu nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian luyện đan. Lúc này tình thế phát triển, cùng hắn lúc trước đoán kỳ hoàn toàn không giống. Trác Phàm chẳng những không có bại trận, ngược lại lại phải vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch. Ngược lại là hắn. Bởi vì là lần thứ hai luyện đan quan hệ, tiến độ lên kém người khác một mảng lớn, nhất định phải lập tức phấn khởi tiến lên mới được. Bất quá, duy nhất còn tại kế hoạch bên trong là, lấy hắn luyện đan tốc độ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp mọi người. Đồng dạng biết điểm này, Trác Phàm xoay đầu lại, khóe miệng lộ ra một cái tà ác đường cong. Bất thình lình đánh cái run rẩy, độc thủ dược vương không dám nhìn tới hắn, chỉ là vùi đầu an tâm luyện đan. Hô! Đột nhiên, hỏa diễm một trận lấp lóe,
gốm đan nương trong tay hỏa diễm dập tắt, chỉ có một khỏa tản ra đạm mạc huỳnh quang đan hoàn tại trong lòng bàn tay linh lợi đảo quanh. Gốm đan nương luyện chế ngũ phẩm thượng phẩm linh đan hoàn thành, lọt vào cuối cùng đan vương trận chung kết. Tiểu nhã cái kia giòn nhẹ tiếng nói vang lên. Trác Phàm trố mắt nhìn, không có hảo ý nhìn về phía độc thủ dược vương, cười khẩy nói a, lão thái bà kia đều luyện tốt. Nghiêm lão, ngươi không phải nói cái này vòng cạnh tranh đan muốn tới cái này vị thứ nhất sao? Lần này, liền ngươi vị thứ hai cũng không giữ được. Độc thủ dược vương trong lòng thầm giận, nhưng lại y nguyên giữ im lặng. Bởi vì hắn biết Trác Phàm tâm tư, chính là muốn nhiễu loạn hắn tính cách, để hắn luyện không thành đan. Nếu là hắn đáp lời, thì thật trúng kế. Cho nên hắn, chỉ có thể cố nén. Cho dù Trác Phàm đối với hắn lại như thế nào mỉa mai chế giễu, hắn cũng tuyệt không thể cãi lại. Hiện tại cùng lúc trước cũng không đồng dạng, Trác Phàm có rất nhiều thời gian, có thể cùng hắn hao tổn. Hắn nhưng là từng giây từng phút đều muốn tất tranh giành a, nếu không thật có thể sẽ bị đào thải bị loại. Đến lúc đó lấy không được bồ đề tu căn không nói, liền mặt mũi đều muốn mất hết. Biết hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm cũng không nóng nảy. Đánh rắn đánh bảy tấc, xuất thủ tự nhiên cũng phải bắt hắn tử huyệt, không thể sớm, cũng không thể chậm, nhất định phải nhất kích đem hắn đánh nhập địa ngục, vạn kiếp bất phục. Cho nên Trác Phàm ngay từ đầu nhiễu loạn, cũng đều chẳng qua là làm nền mà thôi. Còn chưa tới phóng đại chiêu thời điểm, hắn cũng liền như ôn thủy nấu ếch xanh giống như, chậm rãi cùng hắn hao tổn. Ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, luyện chế hoàn thành. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên, Nghiêm Phục giơ lấy tay bên trong đan dược, cao hứng bừng bừng triển lãm cho tất cả mọi người nhìn. Trác Phàm mí mắt lắc một cái, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Nghiêm lão, ngài thật sự là dạy dỗ một đồ đệ tốt a, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Bất quá thoáng một cái, trận chung kết lại một cái ghế bị chiếm. Nghe được lời này, độc thủ dược vương vẫn không có đáp lời, nhưng lại quay đầu trợn mắt nhìn hướng cái kia bảo bối đồ đệ vị trí. Vẫn tại một mặt tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực Nghiêm Phục, đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh ánh mắt bắn hướng mình, quay đầu nhìn lại, gặp lại là mình sư phụ, không khỏi dọa đến run một cái. Vội vàng cúi thấp đầu, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn hiện tại mới chợt phát hiện, hắn làm sai một việc, cùng sư phụ cùng đài cạnh tranh, sư phụ cũng còn không có luyện xong, hắn tên đồ đệ này sao có thể trước luyện xong đâu. Đây không phải đoạt sư phụ danh tiếng, ngỗ nghịch đại tội a. Hắn hiện ở trong lòng là hối hận ruột đều xanh, nhưng là không có cách nào, sai lầm lớn đã đúc thành. Mà độc thủ dược vương cũng không có rảnh cùng hắn cái kia đuôi mù ngốc đồ đệ tính toán, vội vàng tiếp tục luyện hóa tay bên trong đan dược. Gào to, không hổ là độc thủ dược vương, vẫn rất có thể bảo trì bình thản a. Trác Phàm sờ mũi một cái, thật sâu nhìn Nghiêm Tùng liếc một chút, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Bội phục, Nghiêm lão thật sự là tốt hàm dưỡng, như thế đại nghịch bất đạo đồ đệ đều có thể chịu được. Bất quá đáng tiếc, người vẫn là trúng kế. Độc thủ dược vương lạnh hừ một tiếng, không để ý tới hắn, biết đây cũng là hắn nhiễu loạn tâm tính mưu kế. Thật đi để ý tới lời nói, mới là thật trúng kế đây. Cũng mặc kệ hắn có phải là thật hay không có thể nghe vào, Trác Phàm dù sao là vẫn ở nơi đó nói đến, biết không, thực ngay từ đầu ta sử xuất chiêu kia nhất trưởng càn khôn, thất bại. Lỗ tai bất giác động động, tuy nhiên độc thủ dược vương biết rõ đây là Trác Phàm nhiễu loạn kế sách. Nhưng là nghe đến có quan hệ cái này như thế nghịch thiên luyện đan kỳ thuật đề tài, thân là luyện đan sư hắn, vẫn là ngăn không được vểnh tai. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái tà dị đường cong, Trác Phàm tiếp tục nói, lúc đó chiêu này sở dĩ thất bại, là bởi vì hỏa diễm quá yếu quan hệ. Bất quá điểm này, ta tại sử xuất trước đó, thì đã hoàn toàn rõ ràng, cũng không nghĩ lấy sẽ thành công, chỉ bất quá thử cái tay thôi. Nói cách khác, đó là ta cố ý luyện thất bại. Cũng không đủ. Trong mắt ngăn không được co lại, độc thủ dược vương trong lòng hơi động. Mà theo cái này nhất động, hắn hỏa diễm cũng lắc động một cái. Sau đó hắn vội vàng lại bình tĩnh lại tâm cảnh, tiếp tục luyện đan, nhưng là lỗ tai còn là không tự giác dựng thẳng. Về sau ta một mực biểu hiện rất mất mát, cũng bất quá là trang ra đến cấp ngươi nhìn xong, đến mức toàn trường những người kia lộ ra ngoài đồng tình, cũng là ta cố ý kiến tạo loại này không khí. Mục đích chính là vì buông lỏng ngươi tính cảnh giác,
nếu không lời nói, ta cái kia phun một cái hắt hơi coi như lại chuẩn, người độc thủ Dược Vương cũng có thể tùy tiện ngăn lại đi. Thân thể nhìn không được nhất động, độc thủ Dược Vương đốt lên hỏa diễm cái tay kia không khỏi rung động, cuối cùng chật qua đầu, mở miệng nói, cho nên người tại lão phu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác về sau, lại tại thành đan thời khắc mấu chốt, lão phu đang tại đan thành trong hưng phấn lúc, âm lão phu một thanh. Tiểu tử, thật sự là tốt tâm kế a, chỉ sợ không chút nào tại cái kia u quỷ thất phía dưới đi. Ha ha ha, đâu có, Nghiêm lão quá khen. Trác Phàm khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng, bất quá với mưu kế, vốn là đem tất cả mọi thứ nhưng là sử dụng chi vật toàn bộ sử dụng lên thôi. Nghiêm lão lúc đó nói xuống mặt đám người này cứu không mệnh ta, coi như đem bọn hắn cổ động lên cũng vô dụng. Không sai, ngài nói rất đúng. Bất quá, bọn họ tuy nhiên cứu không mệnh ta, nhưng lại có thể giúp ta lừa qua ngài lão nhân ra. Nếu không phải tại cái kia cỗ bi thương bầu không khí bên trong, ngài chỉ sợ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cảm giác ta đã tuyệt vọng, để xuống đối với ta cảnh giác đi. Trống không một nắm đấm bất giác chăm chú, độc thủ Dược Phương hung hăng khẽ cắn môi, thầm hận chính mình tuổi đã cao, thế mà bị một tên tiểu quỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha ha, ngài cũng không cần quá tự trách. Tựa hồ nhìn ra khác ý nghĩ, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, dù sao, ngài ngày bình thường dùng quen độc dược, âm mưu quỷ kế loại vật này, cũng không phải là ngài am hiểu, thua cũng không có gì lớn không. Nếu là hiện tại đứng trước mặt ta là cái kia u quỷ thất lời nói, có lẽ ta thì không lừa được hắn. Hừ, bất luận như thế nào, lão phu lần này xem như hung hăng cắm ngã nhào một cái. Bất quá, ngươi nhưng là khác cao hứng quá sớm. Đến tiếp xuống lão phu nhưng là tuyệt sẽ không lại đến ngươi làm. Độc thủ Dược Vương không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, giọng căm hận nói. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm chợt cười to lên tiếng, ha ha ha. Xin lỗi, Nghiêm lão, tuy nhiên làm như vậy rất bất kính thể diện, nhưng là ta không thể không tiếc nuối thông báo ngài, ngài lại bị lừa. Không khỏi sững sờ, độc thủ Dược Vương không rõ ràng cho lắm. Nhưng đúng lúc này, Lưu Nhất Thật âm thanh vang lên, sau đó lại có hai người âm thanh vang lên, đúng là tại ngắn ngủi này mấy hơi bên trong, lại có ba người lọt vào cuối cùng đan vương trận chung kết. Tuy nhiên ngài luyện đan xác thực thật nhanh, thế nhưng là ngài nghe ta giảng như thế một đống lớn nói nhảm, coi như tâm cảnh không có nhiễu loạn, luyện đan không có có thất bại, nhưng cũng kéo chậm ngài luyện đan tiến trình. Khóe miệng nhếch lên cái giống như ma quỷ nụ cười, Trác Phàm cười âm hiểm một tiếng, thản nhiên nói. Không sai, lão tử tránh thức mục đích cũng không chỉ là nhiễu loạn ngươi tâm cảnh, mà chính là muốn để ngươi không kịp luyện thành đan dược, triệt để đưa ngươi lão gia hỏa này đá ra đi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, nhìn lấy chung quanh càng ngày càng nhiều người sắp luyện đan thành công, độc thủ Dược Vương trong lòng siết chặt, đúng là bình sinh lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Thiếu niên này thật sự là thật đáng sợ, vậy mà theo vòng thứ ba, thậm chí có lẽ là càng sớm trước đó ngay từ đầu, thì bố trí xuống như thế ác độc bẫy liên hoàn, chờ đợi mình đi chui. Hết lần này tới lần khác đáng hận nhất, là mình còn liên tiếp hai lần trúng kế. Lại nhìn về phía trong tay mới luyện hóa một nửa dược tài, độc thủ Dược Vương trên mặt biến ảo không ngừng. Hắn hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, còn lần đầu gặp phải giống Trác Phàm dạng này, khủng bố như thế đối thủ. Đã không thể ngăn cản hắn, vậy liền kéo chết hắn. Đây chính là Trác Phàm cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan lúc, từ vừa mới bắt đầu biết được quy tắc về sau, liền chế định tốt kế hoạch. Dù sao lần này so phải là tốc độ, chỉ cần để lão gia hỏa này luyện đan tốc độ hạ xuống đến, hắn coi như muốn nhập vây cũng khó. Cười gằn, Trác Phàm lại nhìn về phía lão đầu kia. Thế nhưng là độc thủ Dược Vương như là đã rõ ràng hắn quỷ kế, lại có thể lại đi mắc lừa. Giờ này khắc này, hắn chính tăng thêm tốc độ, giành giật từng giây địa luyện đan. Bất quá, không hổ là thiên vũ đệ nhất độc thủ Dược Vương, hết sức chuyên chú lên, cái này luyện đan tốc độ quả thực cũng là thời gian qua nhanh đồng dạng, chẳng qua là mấy hơi thở, liền đem còn thừa dược tài toàn bộ luyện hóa thành dược dịch. Tiếp đó, cũng là ngưng tụ thành đan hình. Mi đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm không chút nào cuống cuồng. Có một số việc, cho dù mọi người biết là sai, vẫn là không quản được chính mình. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm. Chỉ bởi vì chuyện này, bọn họ cảm thấy hứng thú thôi, độc thủ Dược Vương cũng không ngoại lệ. Khụ khụ khụ, ho nhẹ một tiếng,
hắng giọng, Trác Phàm thản nhiên nói, Nghiêm lão, ta nhìn ngươi là khối luyện đan tài liệu, thì kể cho ngươi giảng ta tại vòng thứ hai, luyện hóa dược tài lúc, dùng chiêu kia cửu thiên long ngâm chảo bí quyết đi. Nhìn không được vểnh tai, tuy nhiên hắn biết rất rõ ràng đây là Trác Phàm âm mưu, cũng minh bạch Trác Phàm nói cái gọi là bí quyết, tuyệt đối tất cả đều là giả, thế nhưng là thân là một tên luyện đan sư, tại kiến thức như thế kỷ dị luyện đan kỹ pháp về sau, vẫn như cũng nhịn không được đi thăm dò một phen. Cứ như vậy, vốn là sau một khắc một hơi ở giữa liền có thể ngưng tụ thành đan dược hình thức ban đầu, lại là trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Tốc độ của hắn, không ngờ bị Trác Phàm cho hắn ở. Trong lòng nhịn không được cười lên, Trác Phàm trên mặt nhưng như cũ duy trì vẻ nghiêm túc, cái này cửu thiên long ngâm chảo a, tên như ý nghĩa, nó bên trong có cái long chữ, lại có cái chảo chữ, tự nhiên ngươi muốn trước để bàn tay uốn lượn thành vuốt rồng hình. Ngươi cái này mẹ hắn không đều là nói nhảm a. Độc thủ dược vương đối Trác Phàm âm mưu, trong lòng tựa như gương sáng, cũng tuyệt đối không muốn lại nghe cái kia cuồn cuộn phế lời. Thế nhưng là, cũng là không quản được chính mình cái kia hai cái lỗ tai. Chỉ cần vừa nghe đến có quan hệ luyện đan bí thuật đề tài, hắn liền ngăn không được dừng lại, muốn phải nghiêm túc lắng nghe một phen. Thế nhưng là truyền đến hắn trong tai, còn vẫn như cũ là Trác Phàm cái kia không đau không ngứa chuyện cũ mềm, nói nhảm một cái sọt. Vì thế, hắn sắp khóc đi ra, hận không thể đem chính mình hai cái bất tranh khí lỗ tai cắt. Không có cách nào, hắn đành phải nhìn về phía triển lãm trên đài Tiểu Nhã, như cùng một đứa bé cáo trạng giống như. Đánh tới tiểu báo cáo, phân tích, tiểu tử này hắn một mực tại ảnh hưởng lão phu luyện đan. Cái gì, Tống đại sư ảnh hưởng ngài luyện đan? Hắn làm sao ảnh hưởng? Tiểu Nhã sững sờ, nghi ngờ nói. Gương mặt không khỏi hồng hồng, độc thủ dược vương trầm ngâm một trận, cắn răng nói, tiểu tử này một mực tại lão phu bên tai nói liên miên lải nhải, quấy đến lão phu tâm thần bất an. Lời vừa nói ra, toàn bộ chàng trong nháy mắt thì yên tĩnh, ngay sau đó. Đột nhiên bộc phát ra một trận cười vang. Thân là luyện đan sư, trọng yếu nhất cũng là tâm cảnh, người ta nói mấy câu liền để ngươi không có cách nào luyện đan, cái kia còn tính là gì luyện đan sư. Thì cái này cũng có thể làm thiên vũ đệ nhất luyện đan sư. Tại chỗ tất cả mọi người, đều khinh thường bĩu môi, nhìn về phía độc thủ dược vương ánh mắt, lại đều là tràn ngập chế giễu. Cái này trước kia, là chưa từng có. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết. Trác Phàm nói tới chi ngôn, đều là thẳng đến hắn trong tâm khảm lớn nhất dục vọng mãnh liệt đi. Coi như hắn không muốn nghe, cũng không quản được cái kia hai cái lỗ tai. Đừng nói là độc thủ dược vương, đổi ai cũng cùng dạng. Mà nghe lấy cái kia mọi người cười như điên, độc thủ dược vương gương mặt không khỏi biến đến càng thêm đỏ bừng. Lần này, hắn nhưng là đem mặt mo đều mất hết. Tiểu Nhã bất giác hung hăng rút rút ra mặt. Có chút sở khóc sở cười nói, Nghiêm lão, ngươi lại không là tiểu hài tử. Chút chuyện nhỏ này, cũng muốn hướng ta cáo trạng sao? Đúng đấy, lão tử bất quá cùng hắn tâm sự, tăng tiến một chút tình cảm, có gì có thể cáo? Trác Phàm không chút nào ngại chuyện lớn, vẫn tại bên cạnh nói chêm chọc cười. Cái này không khỏi lại gây nên mọi người một trận cười vang. Thật sâu hút mấy cái khí, mới đem trái tim bên trong nộ khí bình tĩnh trở lại. Độc thủ dược vương hướng Tiểu Nhã quát to, tiểu nha đầu, người thân là phân tích, sự kiện này đến cùng có quản hay không? Bằng không, lão phu tự mình đem tiểu tử này ném ra. Tốt tốt tốt, ta quản còn không được sao? Tiểu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Trác Phàm, áy náy cười cười, Tống đại sư, xin ngài thông cảm một chút Nghiêm lão luyện đan thói quen, không nên nói nữa, không phải vậy xin mời ngài tới trước chỗ khách quý ngồi nghỉ một chút, có thể chứ? Mi đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi bĩu môi tốt, ta nể mặt ngươi, không nói. Vừa mới nói xong, Trác Phàm thật ngậm kín miệng, cũng không tiếp tục nói một chữ. Chỉ một thoáng, độc thủ dược vương cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, nhìn nhìn lại hắn những cái kia người, đã phần lớn đến thành đan cấp độ, mà hắn vẫn còn liền đan dược hình thức ban đầu đều không luyện ra. Sau đó vội vàng gấp rút tốc độ, đem tất cả dược dịch tụ tập lại một chỗ. Biến thành một cái đan hình. Ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. Lại là một tiếng đắt đỏ kêu to, lại có một người luyện chế hoàn thành. Đến tận đây, đã có 7 người tiến vào đan vương trong trận chung kết. Độc thủ dược vương chà chà mồ hôi lạnh trên trán,
trong lòng khẩn trương, vội vàng nắm chặt thời gian, hoàn thành linh đan. Thế nhưng là, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo sợ, sợ tiểu tử này lại ra hoa chiêu gì quấy rối. Sau đó, tại luyện đan sau khi, vẫn tại phân tâm xem Trác Phàm nhất cử nhất động. Nhưng là, lúc này Trác Phàm tựa hồ tương đương nhu thuận, rốt cuộc im lặng không nói, thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, dường như sớm đã từ bỏ muốn cản trở hắn kế hoạch. Hừ, tiểu tử này nhất định lại là trang. Lúc trước lão phu liền lên hắn làm, mới có thể bị hắn có cơ hội để lợi dụng được. Lần này lão phu nhất định muốn càng thêm cẩn thận, tiểu tử này càng là chẳng hề để ý, đã nói lên hắn càng có khả năng đang tìm lão phu sơ sẩy, muốn lập lại chiêu cũ. Ánh mắt khẽ híp một cái, độc thủ Dược Vương trong lòng cười lạnh, đồng thời tâm lý cái kia dây cung một mực thật căng thẳng. Lão phu, cũng sẽ không lại đến lần thứ hai con. Phân tích, ta luyện chế hoàn thành. Lại là kêu to một tiếng vang lên, người thứ tám lọt vào. Độc thủ Dược Vương hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, trong tay hỏa diễm vẫn như cũ bình ổn. Càng là lúc này, tâm cảnh càng muốn giữ vững bình tĩnh. Nhìn trong tay đan dược đã hoàn toàn trở thành đan hình, độc thủ Dược Vương khẽ cắn môi, đánh tới 12 phần tinh thần. Cái này đã đến thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể lấy việc công thất bại. Liếc mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía vẫn như cũ không có động tác gì Trác Phàm, độc thủ Dược Vương cẩn thận địa luyện trong tay đan dược. Rất nhanh, hắn liền tới đến một bước cuối cùng, còn kém cái này sau cùng một thanh hỏa liệt, đem đan dược triệt để ngưng tụ, hóa thành linh đan, đại công cáo thành. Bất quá cái này lại dường như trở lại hắn lần thứ nhất bị Trác Phàm một nhảy mũi phá hư thời khắc, cho nên hắn biến đến cực kỳ thận trọng lên. Hắn tuyệt đối không thể lấy, tại cùng một nơi, bị đánh bại hai lần. Độc thủ Dược Vương trong mắt ngưng tụ, trong lòng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên tăng cường. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo uyển như ác mộng thanh âm lại là vang lên lần nữa. Hắt xì. Lại là cái kia đạo hắt xì âm thanh, độc thủ Dược Vương không khỏi trong lòng chấn động, vội vàng phất ống tay áo một cái, bảo vệ hỏa diễm, thân thể một chuyển, đưa lưng về phía hướng Trác Phàm. Bất quá cái này giật mình, để hắn tâm cảnh nhưng lại ngăn không được rung động động một cái, trong tay hỏa diễm cũng theo rung động động. May ra hắn là nhiều năm luyện đan đại sư, kinh nghiệm phong phú, mới vội vàng ổn định quyết tâm cảnh, không có ở cái này quan trọng một bước lên, lại đem đan dược cho luyện xấu. Phun ra một hơi thật dài, độc thủ Dược Vương chà chà mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút. Lại chỉ thấy hắn cũng không có hướng hắn cái phương hướng này nhảy mũi, mà chính là xoa xoa cái mũi, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Tựa hồ cũng chú ý tới lão gia hỏa kia ánh mắt, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại, mắng, nhìn cái gì vậy, lão tử nhưng là không nói chuyện nhiễu loạn ngươi a. Bờ môi lúng túng nửa ngày, độc thủ Dược Vương trong lòng phẫn nộ, lại là nửa ngày nói không nên lời. Ngươi nha là không có lên tiếng nhiễu loạn lão phu. Nhưng là ngươi đứng ở chỗ này, cũng là đối lão phu lớn nhất quấy nhiễu. Giờ khắc này, độc thủ Dược Vương đúng là cảm thấy không gì sánh được mệt mệt mỏi. Đây cũng không phải trên thân thể mệt nhọc, cũng là tâm mệt mỏi. Hắn ngang dọc đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa từng có như thế mệt mỏi thời khắc. Tại luyện đan sau khi, còn rất dài kỳ bảo trì như thế độ cao tâm tình khẩn trương, người nào có thể chịu đựng được. Đối với cái này, hắn thật đúng là không thể không cho Trác Phàm viết cái chữ phục. Mấy chục năm qua, có thể đem hắn độc thủ Dược Vương nghiêm tùng bước đến phân thượng này, cái này Trác Phàm thật đúng là đầu số một. Tựa hồ cũng nhìn ra sư phụ khốn quẫn, cái kia nghiêm phục sớm đã mắt trợn tròn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua luôn luôn thủ đoạn độc ác sư tôn, bị người chỉnh đến như thế tiến thối không được cấp độ. Lại nhìn về phía vị thứ nhất lên, khóe miệng luôn luôn treo một vệt không hiểu ý cười Trác Phàm. Trong lòng của hắn đúng là không lý do phát lên từng tia hàn ý. Gốm đan nương nhìn thấy nghiêm tùng ăn quả đắng, tâm lý không nói ra thống khoái. Sở Khuynh Thành thì là nhìn lấy cái kia, có thể đem nghiêm tùng tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay Trác Phàm, trong mắt tràn đầy đều là yêu thương. Lầu trên sàn chính mọi người, thì là sớm đã cười nằm sấp. Cái này nghiêm tùng tốt xấu là để bảy thế gia đều kiêng kỵ độc thủ Dược Vương. Nhưng là hôm nay lại là tại một cái mới ra đời tiểu quỷ trong tay, nhiều lần thất bại, thật sự là lớn nhanh nhân tâm.
Bất quá mọi người cũng rõ ràng, tiểu quỷ này không phải người bình thường, đổi bọn họ lên, đoán chừng bị chỉnh đến thảm hại hơn. Độc thủ dược vương đối ác ma Trác Phàm, chung quy là thuốc này vương đánh không lại ác ma. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán, nghiêm tùng đây là ác nhân tự có ác nhân trị. Đối phó hắn dạng này ác nhân, cũng chỉ có Trác Phàm cái này so với hắn càng ác gấp trăm lần ác ma mới có thể. Giờ này khắc này, cũng chỉ có sườn đông ghế khách quý ở giữa Hoàng Phủ Thanh Vân cả đám người, nhìn lấy độc thủ dược vương cái kia bị dọa đến nơm nớp lo sợ bộ dáng, lo lắng vạn phần. Lão tiểu tử này nếu là thua, cái kia bồ đề tu căn nhưng là sẽ rất khó nắm bắt tới tay. Thật sâu hút khẩu khí, độc thủ dược vương nhìn trong tay, còn kém một bước cuối cùng thì hoàn thành đan dược, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Các phương tâm tư hắn đều hiểu, cho nên, giống như Trác Phàm, hắn cũng tuyệt không thể thua. Trác Phàm thua, muốn đem đầu hai tay dâng lên. Hắn như thua, chẳng những danh dự hủy hết không nói, cái kia đế vương môn làm thế nào có thể tha cho qua được hắn. Nghĩ tới đây, độc thủ dược vương trong mắt ngưng tụ. Trong tay hỏa diễm bỗng nhiên tăng lớn. Mà cái viên kia linh lợi đan dược, cũng tại mãnh liệt hỏa diễm bên trong nháy mắt phóng ra dị dạng hào quang. Độc thủ dược vương trong mắt tỏa ra tinh quang, khóe miệng có chút nhếch lên một cái hy vọng đường cong. Rốt cục phải hoàn thành, rốt cục có thể kết thúc trận này mỏi mệt luyện chế. Lần này luyện đan, còn thật mẹ hắn mệt mỏi a. Đụng! Đột nhiên! Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang vọng tại độc thủ dược vương bên tai. Độc thủ dược vương giật mình, trong tay hỏa diễm đột nhiên một trận run rẩy, tiếp lấy oanh một tiếng nổ tung lên. Độc thủ dược vương một cái không có chú ý, rìa mép lông mày lần nữa bị đốt cháy khét. Mà cái kia nhanh sắp xuất thế linh đan, cũng trong nháy mắt này, hóa thành cho tàn. Độc thủ dược vương bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứng ngắc thân thể, lần nữa chợt qua đầu. Nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ. Ở nơi đó, Trác Phàm không có ý tứ gãi đầu một cái, rực rỡ cười nói, hắc hắc hắc. Xin lỗi, vừa mới nhịn không được, thả cái rắm, có phải hay không quá vang dội điểm. T. Độc thủ dược vương thân thể ngăn không được hung hăng run run, nhìn lấy Trác Phàm cái kia rực rỡ mặt cười cho, trái dâu đen lông mày nghênh phong phi dương, lại là tức giận đến liền một chữ cũng nói không nên lời. Ha ha ha. Tiểu tử này, ta tính toán hoàn toàn phục hắn. Lầu trên sàn chính, Tạ Thiên Dương hung hăng đập lên trước mặt bàn đá, cười to không ngừng, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Cái này độc thủ dược vương nói thế nào, đều xem như một cái ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Thật không nghĩ đến ở chỗ này, thế mà bị chỉnh đến thê thảm như thế cấp độ. Các ngươi nhìn hắn cái kia muốn khóc khóc không ra, muốn giận giận không nổi bộ dáng, cũng quá bi ai. Bổn công tử, đều có chút thương hại hắn. Tiểu tử này, thật mẹ hắn không nhân tính a, sao có thể đối lão nhân ra dạng này, ha ha ha. Tạ Thiên Dương một bên mắng to lấy Trác Phàm, một bên khóe miệng đều muốn cười nở hoa. Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong liếc nhau, cũng tất cả đều là cười một tiếng. Nhưng nhìn hướng Trác Phàm ánh mắt, lại là chỉ có thán phục. Long Quỳ cùng Long Kiệt lẫn nhau nhìn xem về sau, lại nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt càng hiện vẻ phức tạp. Đồng dạng tuổi tác, bọn họ vẫn là xuất thân tiềm long các dạng này, Thiên Vũ bên trong siêu nhất lưu gia tộc. Nhưng cho đến tận này, cũng bất quá cho bên trong cửa trưởng lão đánh trợ thủ mà thôi. Thế nhưng là Trác Phàm cái này tam lưu gia tộc nô bộc xuất thân, dĩ nhiên đã cùng trời vũ lớn nhất nhân vật thành danh giao thủ, hơn nữa còn tổng là ở vào thượng phong, dương danh toàn bộ Thiên Vũ cảnh bên trong. Đồng dạng là người, chênh lệch này làm sao sẽ lớn như vậy đâu. Mẫu đơn lâu chủ cùng thanh hoa lâu chủ hai người, nhìn phía dưới cái kia giống như hồ đã hoàn toàn trưởng khống toàn cục gầy gò bóng người, sớm đã là cả kinh nói không ra lời. Độc thủ dược vương tàn nhẫn cùng âm hiểm, các nàng hai người thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua. Lúc đó đối mặt lão đầu kia một người, các nàng liền dường như cảm giác liên hợp toàn bộ hoa vũ lâu lực lượng, đều chưa hẳn có thể địch nổi giống như. Thế nhưng là hôm nay tại cái này Trác Phàm trước mặt. Lão đầu kia lại phảng phất là cái khôi lỗ một dạng, bị người nam tử thần bí này từng lần một trêu đùa, nhưng lại vô kế khả thi. Cái kia khóc không ra nước mắt thê thảm bộ dáng, các nàng đừng nói là gặp, đoán chừng cả một đời đều không tưởng tượng ra được. Đây là cái kia âm hiểm ngoan độc, hung hăng càn quấy độc thủ dược vương, nghiêm tùng sao. Không lưu loát nuốt ngụm nước bọt,
Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa hai vị lâu chủ lẫn nhau nhìn xem, trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng vẫn là từ Thanh Hoa lâu chủ đi vào Long Cửu trước mặt, yêu kiều cúi đầu, thỉnh giáo, cửu thúc, các ngươi thì đừng tiếp tục cho chúng ta làm trò bí hiểm. Cái này giả Tống Ngọc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là cái kia thế gia công tử, thậm chí là nào đó cái tông môn nội môn đệ tử đi chơi sao? Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút tròm dâu, Long Cửu trầm ngâm một trận, lại là cười nhẹ lắc lắc đầu, trong mắt vậy mà cũng là tràn ngập mê mang, thế gia. Ha ha ha, hắn gia tộc kia bất quá ánh sáng đom đóm, thực sự không xứng với thế gia hai chữ. Còn tông môn, ai, lão phu cũng chưa từng nghe nói qua. Tóm lại, tiểu tử này trên thân, đều là không giải được bí ẩn cái nào. Liên cửu thúc ngài cũng không biết, Mẫu Đơn lâu chủ giật mình, đi vào bên cạnh hai người, ngạc nhiên nói, vậy các ngươi làm sao lại tín nhiệm hắn như thế? Tín nhiệm, hừ, chưa nói tới. Lúc này, Tạ Thiên Dương lại là nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, ta coi như tín nhiệm người nào, cũng không thể tin mặc hắn a. Tiểu tử này bộ mặt thật sự, mà các ngươi lại là chưa thấy qua. Trước một giây còn theo ngươi kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Sau một giây liền trực tiếp đem ngươi bán, trở mặt mẹ hắn so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi nếu là thật hoàn toàn tín nhiệm hắn, đoán chừng đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đến đây, Tạ Thiên Dương tựa hồ lại nghĩ tới chuyện cũ, trong mắt lóe lên một đạo thật sâu kiêng kỵ, các ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến, trên đời lại sẽ có người như thế vô tình. Hiện tại ta nhớ tới lúc đó hắn bán ngưng nhi lúc, cái kia chẳng thèm ngó tới nụ cười, cùng băng lạnh ánh mắt lúc, trong lòng đều sẽ có loại không hiểu ý lạnh. Không khỏi trong lòng run lên, Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa lâu chủ đều có thể nhìn ra được, Tạ Thiên Dương không phải là đang nói láo. Thế nhưng là như người này đúng như này ác độc lời nói, như thế nào lại bị Long Cửu đám người tôn sùng. Tiếu Đan Đan tựa hồ cũng bất mãn Tạ Thiên Dương nói như thế chắc phàm không phải, không khỏi cả giận nói, ngươi một mực nói ta gia phu quân là ngươi bằng hữu, nhưng ngươi lại tại hắn sau lưng như thế nói xấu hắn, không phải cũng là loại phản bội sao? Ta nói xấu hắn, ha ha ha, ta nói thế nhưng là sự thật, mà lại đối với điểm này, chính hắn cũng không phủ nhận. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười to lên, thực ta thưởng thức nhất hắn điểm này, không dối trá. Vậy dạng này người, các ngươi làm sao còn có thể coi hắn là bằng hữu? Mẫu Đơn lâu chủ giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là cười to lên, ha ha ha. Cái này lại thế nào không thể trở thành bằng hữu? Nghe được lời này, Thanh Hoa lâu chủ bất giác có chút choáng váng, những người này rõ ràng đều không tin mặc cho người, thậm chí cũng biết rõ hắn không phải người tốt, nhưng vì sao lại tựa hồ 10 phần dựa vào hắn? Giống như là chân chính bằng hữu một dạng, dường như chuyện gì giao cho hắn, thì đều rất yên tâm, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Tạ Thiên Dương khẽ mỉm cười nói, Thanh Hoa lâu chủ, tín nhiệm cùng giá trị không đáng giá phó thác, là hai chuyện khác nhau. Hắn tuy nhiên không phải cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, nhưng tuyệt đối là cái đáng giá phó thác huynh đệ. Đơn giản là, hắn có thực lực này. Tạ Thiên Dương nhất chỉ phía dưới, bẩn thỉu độc thủ Dược Vương, thản nhiên nói, thử hỏi, nếu là hôm nay không có chúng ta cái này không đáng tín nhiệm bằng hữu xuất hiện, các ngươi như thế nào đối phó lão gia hỏa này? Thân thể không cảm thấy run run. Thanh Hoa lâu chủ cùng Mẫu Đơn lâu chủ, giờ này khắc này mới hiểu được hắn ý tứ. Không phải là bởi vì cái này thanh niên thần bí đáng giá tín nhiệm, mà đem Hoa Vũ lâu tổn vong phó thác tại hắn. Mà chính là trừ hắn bên ngoài, liền không ai có thể nâng lên trọng trách này. Nghiêng nghiêng tựa ở ghế đá, Tạ Thiên Dương nhìn hướng phía dưới Trác Phàm ánh mắt, bất giác nhu hòa rất nhiều, hiện tại các ngươi biết, vì sao chúng ta đều tin nhận trước này cái nhất không thể tin bằng hữu đi. Bởi vì chỉ có hắn, mới đáng giá nhất chúng ta phó thác. Nếu là không có hắn lời nói, ta sợ rằng sẽ mất đi đời này người yêu nhất. Cho nên phần nhân tình này, ta cảm giác kiếp này cũng còn không. Cho nên tại cái kia lần trên yến hội, hắn vừa mở miệng, ta liền không nói hai lời, bốc lên có khả năng sẽ cho kiếm hầu phủ mang đến tai họa ngập đầu mạo hiểm, ủng hộ ngươi nhóm Hoa Vũ lâu. Lời vừa nói ra, hai vị lâu chủ càng kinh hãi hơn. Nguyên lai tại cái kia lần trong yến hội, kiếm hầu phủ cùng Tiềm Long các nhất trí ủng hộ các nàng, cũng không phải là xem ở Hoa Vũ lâu thể diện lên,
mà chính là tiểu tử này giúp đỡ kéo tới người giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là khổ cười ra tiếng. Không nghĩ tới Hoa Vũ Lâu thân là Ngự Hạ bảy thế gia một trong, kinh doanh hơn ngàn năm, lại vẫn không chống đỡ được một tên mao đầu tiểu tử một câu có tác dụng. Cái này nếu là bà ngoại còn tại thế lời nói, lấy nàng lão nhân ra cái kia quật cường tính khí, nhất định phải lại tức chết một lần không thể. Hắt xì. Chàng dưới đệ nhất luyện đan trên đài, Trác Phàm không lý do đánh cái phun lớn hắt hơi, lần này thế nhưng là thật. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm lòng nghi ngờ. Mẹ hắn, người nào ở sau lưng nói lão tử xấu. Lúc này, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia đã có chút ngẩn người độc thủ Dược Vương, trong lòng oán thầm. Nhất định là lão nhân này, ở trong lòng thầm mắng mình. Ngươi chờ, một hồi lão tử liền muốn ngươi lão mệnh. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong đồng tử lóe qua một đạo sát ý. Bất quá lần này, hắn nhưng là oan uổng lão nhân này. Từ khi độc thủ Dược Vương lần thứ hai luyện đan sau khi thất bại, trừ vừa mới bắt đầu lửa giận bên ngoài, liền là bởi vì lo lắng, mà trong đầu biến đến trống rỗng. Lần này có thể tiến vào vòng thứ ba, đều là chút có danh vọng luyện đan đại sư, coi như không bằng hắn độc thủ Dược Vương, nhưng luyện đan thuật cũng là tiêu chuẩn. Rơi xuống một viên thuốc tốc độ, hắn còn có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn đã rơi xuống hai viên thuốc tốc độ, cái này nếu là truy đuổi, đã là vạn vạn không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn thật sự là như trên lò lửa con kiến, gấp rậm chân. Thế nhưng là nội tâm càng nhanh, liền càng nghĩ không ra biện pháp. Nhìn thấy cái này, Trác Phàm trong lòng cười lạnh, lại là sớm đã đoán trước. Thực Trác Phàm hai lần đánh gãy hắn luyện đan thời cơ, đều là sớm đã tính toán tốt, đều tại sắp đan thành một khắc này. Cứ như vậy, vừa vặn có thể hao phí hắn nhiều nhất luyện đan thời gian. Coi như hắn lần thứ ba luyện đan, Trác Phàm không còn quấy nhiễu, lấy tốc độ của hắn, cũng đã vạn vạn không đuổi kịp. Có thể nói, cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan, độc thủ Dược Vương tại luyện đan lên thật là thua một bậc. Nhưng là càng trọng yếu, là về sau, xem như bị Trác Phàm tươi sống chơi chết. Trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, gốm đan nương nhìn Trác Phàm liếc một chút, đúng là kích động nói không ra lời. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm cư nhiên như thế có năng lực, có thể có biện pháp đem cái này độc thủ Dược Vương cho đá ra khỏi cục. Lần này, mặc kệ là Trác Phàm thắng, vẫn là nàng gốm đan nương thắng, bồ đề tu căn đều ra không Hoa Vũ Lâu. Sở Khuynh Thành cũng là một đôi mắt đẹp, tại Trác Phàm trên thân phiêu lai phiêu khứ, đúng là trước đó chưa từng có, càng xem càng ưa thích. Dẫn câu tiếu đan đan lời nói giảng, chính là cái này phu quân, so trước kia cái nhưng là muốn mạnh hơn. Có biện pháp. Đột nhiên, độc thủ Dược Vương vỗ ót một cái, kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên xuất ra 8 cây ngân châm, hướng mình trán hung hăng cắm xuống. Ngân châm phong huyệt. Trác Phàm nhíu chân mày, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn tâm lý minh bạch, lão nhân này là muốn phong bế chính mình thính lực, tránh cho chính mình lại quấy nhiễu hắn. Thế nhưng là ngươi lão gia hỏa này sớm làm gì đi. Lão tử hiện tại coi như không quấy nhiễu ngươi, để ngươi thật tốt luyện đan, ngươi cũng không kịp. Bất quá độc thủ Dược Vương tựa hồ không tin tà, trong tay nguyên lực chi hỏa giấy lên, liền đem dược tài toàn bộ đầu nhập bên trong. Ngũ phẩm đan, hoàn thành. Đúng lúc này, lại kêu to một tiếng vang lên, thứ 9 người thành công lọt vào. Mà còn lại người còn đang liều mạng luyện đan, thế nhưng là kém cỏi nhất cũng bất quá chỉ là 2-3 phút đồng hồ sự tình. Còn có mấy cái hơi nhanh, đoán chừng có thể tại nửa phút bên trong hoàn thành. Hừ, lão nhân này đã không đuổi kịp. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, mà còn lại luyện đan sư, trong mắt cũng là phóng ra ít có vẻ hưng phấn. Đây chính là bọn họ lần đầu, cũng có thể là trong cuộc đời duy nhất một lần, có thể thắng độc thủ Dược Vương cơ hội. Phốc! Bỗng nhiên, một miệng đỏ tươi huyết tiễn đột nhiên phun ra, bay vào trong ngọn lửa. Sau một khắc, ngọn lửa kia liền hô một tiếng bốc lên cao 2-3 trượng, uy lực đúng là so lúc trước mạnh mấy lần không thôi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem dược tài luyện hóa thành dược dịch. Trác Phàm trong mắt ngăn không được co lại, ám đạo lão nhân này vì lọt vào, thế mà lấy tâm huyết luyện dược, cũng thật sự là đủ liều. Bất quá đáng tiếc, dù vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện thành linh đan, cũng thật sự là không có cái kia khả năng.
Phốc. Đột nhiên, lại là một ngụm huyết tiễn phun ra, độc thủ Dược Vương không kịp lau sạch bên miệng vết máu, bỗng nhiên kết khởi ấn quyết. Chỉ một thoáng, máu nhập hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một hạt tròn căng đan hoàn, mà những thuốc nước kia thì tại liệt diễm bên trong, như bách xuyên vào biển giống như, cùng nhau hướng cái kia huyết đan dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền toàn tràn vào đi. Sau cùng, nhưng nghe hét lớn một tiếng vang lên, độc thủ Dược Vương trong tay liệt diễm lần nữa một vụ nổ, viên kia tròn căng huyết sắc đan dược, liền trong nháy mắt bay ra ngoài, bốn phía tản ra cuồn cuộn pha trộn đan khí. Độc thủ Dược Vương vung tay lên, đem đan hoàn chộp trong tay, giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng nói, ngũ phẩm đan luyện chế hoàn thành. Ngũ phẩm đan luyện chế hoàn thành. Cơ hồ là một trước một sau, lại một người gọi to. Tiểu Nhã nhìn hai người liếc một chút, ấn trình tự tới trước đến độc thủ Dược Vương bên người, cầm lấy đan dược nhìn xem, gật đầu nói, Nghiêm lão ngũ phẩm kém phẩm đan, luyện chế thành công, lọt vào đan vương trận chung kết. Vừa vặn đem bên tai ngân châm rút ra, nghe được câu này, độc thủ Dược Vương thở dài một hơi, thân thể lay động một chút, cuối cùng lộ ra vui mừng nụ cười. Thế nhưng là nhìn hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, Trác Phàm liền biết, hắn đã nguyên khí đại thương. Coi như lọt vào đan vương trận chung kết, cũng lại không còn cách nào luyện đan. 10 tên lọt vào người đã xuất hiện, còn lại đám người, hết thảy đào thải. Không tiếp tục đi xem một cái khác cơ hồ là cùng độc thủ Dược Vương đồng thời thành công luyện đan sư, Tiểu Nhã một mặt lạnh lùng lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, có càng là bất khả tư nghị đại kêu ra tiếng, lọt vào người không phải 20 người a, làm sao lại chỉ có 10 người. Lạnh lùng liếc người kia liếc một chút, Tiểu Nhã mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, trận chung kết lọt vào nhân số là 20 người. Chỉ là cái này phía trước nhất, vừa vặn có 20 trên đỉnh tốt đan lô thôi. Nghe được lời này, tất cả mọi người cẩn thận suy tư thật lâu, mới thình lình phát hiện. Tại cái này một vòng cuối cùng lọt vào thi đấu bên trong, vị này phân tích vậy mà xác thực không có giống trước hai bánh đồng dạng, tuyên bố lọt vào nhân số. Mà chính là trực tiếp bắt đầu cạnh tranh đan. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu Hoa Vũ Lâu tại phía trước nhất mang lên 20 cái vị trí, cho nên bọn họ mới chuyện đương nhiên cho rằng, sau cùng trận chung kết hẳn là 20 người đứng đầu luyện đan đại sư tham gia. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi âm thầm thổn thức, riêng là những cái kia 10 tên về sau các luyện đan sư, càng là thầm hận chính mình sai ý cạnh tranh đan quy tắc. Coi là còn có rất nhiều thời gian, liền không có sử xuất toàn lực. Cho nên tại trắng trắng bỏ lỡ cơ hội tốt. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra là, đây chính là Hoa Vũ Lâu cố ý hướng dẫn gây nên. Nếu là một tên luyện đan sư, tại luyện đan lúc không thể đem hết toàn lực, vậy hắn thì tuyệt không có tư cách làm một cái hợp cách luyện đan sư. Trừ phi, giống như Trác Phàm, nắm giữ thành thạo tư bản. Dù sao, bất kỳ nghề nghiệp nào đạo đức cùng quy tắc, đều là vì cường giả mở cửa sau. Chờ một chút. Lúc này, vừa mới cái kia cơ hồ cùng độc thủ Dược Vương đồng thời luyện thành linh đan luyện đan đại sư, đại kêu ra tiếng. Có chút kiêng kỵ nhìn một chút độc thủ Dược Vương, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tâm lý cảm thấy mọi loại không thăng bằng, khẽ cắn môi, không phục nói, phân tích, ta cùng Nghiêm lão chỉ kém trong gang tấc, thế nhưng là ta luyện thành là ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, hắn chỉ là luyện thành ngũ phẩm kém phẩm đan. Theo lý thuyết, cái thứ 10 lọt vào người, hẳn là ta mới đúng. Im miệng. Thế mà, Tiểu Nhã còn chưa đáp lời, Trác Phàm đã là hét lớn lên tiếng, một đôi lạnh lùng trong hai con ngươi, chỉ có vô tận xem thường, ngươi vừa mới không có nghe rõ quy tắc à, lần này so là tốc độ, không phải chất lượng. Liền luyện đan yêu cầu đều không làm rõ ràng, thì động thủ luyện đan, thua đáng đời. Còn mặt mũi nào ở chỗ này, như chó điên kêu gào. Khác nói các ngươi là một trước một sau luyện ra linh đan, thì coi như các ngươi đồng thời luyện thành. Lão gia hỏa này trước kêu ra tiếng, cũng là lão nhân này thắng. Không khỏi nao nao, tất cả mọi người sửng sốt. Lúc trước tình hình, trong lòng mọi người là lại quá là rõ ràng, độc thủ Dược Vương cùng cái này Tống Đại Sư xem như sinh đối thủ một mất một còn. Cái này Tống Đại Sư càng là hận không thể, đem lão nhân này một chân đá ra đi. Nhưng là bây giờ, làm sao cái này Tống Đại Sư sẽ vì độc thủ Dược Vương nói chuyện? Mọi người một đầu mê hoặc. Lầu trên sàn chính mọi người, cũng là khó có thể lý giải được.
cho dù là độc thủ dược vương chính mình, cũng có chút kinh dị Trác Phàm như thế cách làm. Gốm Đan Nương ở một bên nhìn đến thẳng cuống cuồng, nguyên bản có thể đem cái này độc thủ dược vương chen đi ra, tiểu tử này lại đứng ra ngoài làm gì. Sở Khuynh Thành cũng là không hiểu hắn cách làm này, một đôi mắt đẹp theo dõi hắn cái kia cứng chắc bóng lưng, không khỏi chớp chớp. Đem tất cả mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Trác Phàm lạnh hừ một tiếng, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo, đúng là không e dè lớn tiếng nói, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, lão tử đều rõ ràng. Không sai, lão tử xác thực là muốn đem lão gia hỏa này đá ra ngoài. Bất quá, lão gia hỏa này ngay cả dùng hai cái tâm huyết luyện đan, ném non nửa cái tính mạng, cuối cùng lưu lại, cái kia coi như lão tử âm mưu ngâm nước nóng, không lời nào để nói. Thế nhưng là, vòng tiếp theo đan vương trong trận chung kết, lão tử y nguyên sẽ thắng. Nhưng tại trong lúc này, lão tử tuyệt không cho phép lão nhân này tại miệng lưỡi chi biện dưới, bị ép rời đi. Nếu là nói như vậy, chỉ có thể là lão tử thân là luyện đan sư sỉ nhục. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, nhưng nghe tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại đều là tràn ngập vẻ sùng kính. Đây mới là một đời tông sư phong phạm cái nào. Quang minh lỗi lạc, khí vũ bất phàm. Cho dù là cái kia độc thủ dược vương, giờ này khắc này nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng không thấy phát lên từng tia kinh ý. Khô cạn gầy gò bàn tay, ngăn không được chậm rãi đập động. Gốm Đan Nương khẽ thở dài, nhưng là trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng. Tiểu tử này, cái kia gian tà lúc gian tà, cái kia lỗi lạc lúc lỗi lạc. Đây mới là chân nam nhân, vĩ trượng phu, xứng đáng với Khuynh Thành nha đầu này. Sở Khuynh Thành thì càng là lòng tràn đầy hoan hỉ, nhìn lấy Trác Phàm hai mắt, yêu thương càng sâu. Tiếu Đan Đan thì sớm đã hưng phấn mà toàn thân run rẩy lên, dạng này bá khí nam tử, thật là làm cho nàng không ái mộ cũng khó a. Tạ Thiên Dương bọn người liếc nhìn nhau, đều là tán thưởng gật đầu. Trác Phàm tuy nhiên bị ổi vô sỉ, không chuyện ác nào không làm. Nhưng cũng không thể nói là tiểu nhân, chỉ có thể nói là ác nhân. Mà phần này ác, lại là ác đại khí, ác anh hùng. Kẻ này thật là kiêu hùng, ta không bằng ngươi. Sườn đông ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía Trác Phàm bóng người, tràn đầy cảm thán chi sắc. Mọi người gặp, lẫn nhau nhìn xem, trong lòng nấn ná rất lâu. Cuối cùng, vẫn là từ Lâm Tử Thiên tiếp cận đến, cười nói. Nhị công tử là nhìn lên tiểu tử kia, muốn biến thành của mình. Không. Chậm rãi khoát khoát tay, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt hơi híp, trong mắt sát ý càng sâu, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, hắn đã là kiêu hùng, làm sao chịu làm kẻ dưới. Cho nên, càng phải nhanh chóng chỗ chi. Vô luận như thế nào, coi như hôm nay bồ đề tu căn không tới tay, kẻ này cũng tất muốn trừ hết. Hoàng Phủ Thanh Vân một nắm quyền. Đúng là ngưng trọng trước đó chưa từng có đạo, bổn công tử hiện tại luôn có loại cảm giác, nếu là hôm nay chưa trừ diệt này mắc, ngày sau kẻ này tất vì ta đế vương môn mạnh địch. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau trong lòng run lên. Đế vương môn chính là bảy nhà đứng đầu, cho dù là đối mặt còn lại sáu nhà, lại sợ hãi qua người nào. Thế nhưng là hôm nay, vì sao cái này nhị công tử coi trọng như thế một cái tam lưu thế nhà tiểu tử? Coi như hắn thật có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng đấu không lại đế vương môn đi. Thế nhưng là, bọn họ ai cũng biết, đế vương môn người tinh thông nhất đế vương biết người chi thuật. Đã cái này Hoàng Phủ Thanh Vân đối tiểu tử này thật kiêng kỵ như vậy thì chỉ có thể chứng minh, tiểu tử này ngày sau chỉ sợ thực sẽ uy hiếp được đế vương môn an nguy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thật sâu nhìn một chút Trác Phàm phương hướng. Chỉ có Lâm Tử Thiên còn dường như bình chân như vậy, tiếp tục vuốt mông ngựa nói, ha ha ha. Nhị công tử thật sự là lo ngại, một cái tam lưu thế nhà tiểu tử, đừng nói hắn biết cái gì thượng cổ luyện đan thuật, coi như hắn là thất phẩm luyện đan sư lại như thế nào, mạo xưng còn không phải liền là cái luyện đan, lại làm sao có thể. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng nguyết hắn một cái. Không khỏi run rẩy, Lâm Tử Thiên trong nháy mắt không dám lên tiếng. Bổn công tử lặp lại lần nữa, kẻ này hôm nay tất trừ. Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt chớp động lên dị thường quyết tuyệt chi sắc, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn kiên quyết như thế qua. Sau đó gật đầu một cái,
trên mặt đồng dạng lóe qua một đạo ngoan sắc. Luyện đan trên trận, cái kia vừa mới còn đang kêu gào người mãnh liệt liền ôm quyền, một mặt xấu hổ nói, Tống đại sư nói có lý, nguyên bản tại hạ liền không nên tiến trước đây 10 phần liệt kê. Lúc trước nói bừa, mong rằng thông cảm nhiều hơn, nay cảm giác Tống đại sư chi khí độ, thực sự hổ thẹn. Nói xong, người kia lần nữa hướng Trác Phàm chỗ làm một lễ thật sâu, liền cúi đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy cái này, mọi người lần nữa một mặt sùng kính xem Trác Phàm liếc một chút. Người kia thế nhưng là toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, xếp hạng thứ 13 vị luyện đan cao thủ, mà lại là nổi danh tính toán chi ly. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại như thế vui lòng phục tùng rời đi, cái này Tống đại sư thật đúng là lấy đức phục người a. Nếu là mọi người như thế tâm tư, bị Trác Phàm nghe đến, nhất định sẽ cười to lên. Lấy đức phục người bốn chữ này, nhưng là tuyệt không thích hợp với hắn. So ra, hắn đổ là càng muốn lấy quyền phục người. Càng thêm cung kính hướng Trác Phàm khom người thi lễ, tiểu nhã nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, từ ngay từ đầu xem thường, càng về sau chấn kinh, mãi đến bây giờ trở nên sùng kính, thậm chí lại nhiều rất nhiều hắn nhan sắc. Đối với điểm này, Trác Phàm ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Sở Khuynh Thành lại là thận trọng phát giác ra cái gì, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười lên. Cái này phu quân quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt, chằm chằm đến quá nhiều người. Các vị tiến vào cuối cùng đan vương trận chung kết luyện đan đại sư nhóm, chúc mừng các ngươi, đem có cơ hội lấy được cho chúng ta Hoa Vũ lâu cuối cùng phần thưởng, cửu phẩm linh vật, Bồ Đề Tu Căn. Tiểu Nhã nhìn về phía trước mặt 10 người, khẽ mỉm cười nói, hiện tại, mời các vị dựa theo lúc trước đoạt được thứ tự, đứng ở tương ứng trên ghế ngồi. Vừa mới nói xong, cái kia 8 tên luyện đan sư liền theo thứ tự di chuyển về phía trước. Dù sao bọn họ luyện đan thực lực cũng không hề biến hóa, cái kia mạnh vẫn là mạnh, cái kia yếu vẫn là yếu. Chỉ có độc thủ Dược Phương một người, tại Trác Phàm nhiễu loạn dưới, từ thứ 2 trực tiếp rơi xuống người thứ 10. Uy, lão gia hỏa! Đến lượt ngươi thoái vị đi. Khó được có thể đem lão quỷ này đuổi xuống, gốm đan nương trong lòng không khỏi mừng thầm. Tà cười một tiếng, độc thủ Dược Phương hung hăng chừng lão thái bà kia liếc một chút, hừ lạnh nói, hừ, ngươi gấp cái gì, cũng không phải là ngươi đem lão phu đuổi xuống. Nói, độc thủ Dược Phương vừa nhìn về phía Trác Phàm vị trí, trong mắt đúng là trước đó chưa từng có đến phát lên một cỗ chiến ý. Đây là hắn vài chục năm nay đều chưa từng xuất hiện tình huống. Tiểu tử, lão phu cả đời luyện đan vô số, chưa gặp được địch thủ, nhưng là hôm nay. Ha ha ha, lão phu ngang dọc đại lục mấy chục năm, không có bội phục qua bất luận kẻ nào, bất quá hôm nay. Ha ha ha, cười lớn một tiếng, độc thủ Dược Phương quay người chậm rãi đi xuống cái kia người thứ hai vị trí, nhưng là hắn tiếng nói nhưng như cũ rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai, tiểu tử. Hôm nay thì để cho chúng ta đại chiến một trận, nhìn xem ai mới là Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Độc thủ Dược Phương luôn luôn cao ngạo, chưa bao giờ nhìn lên qua bất luận kẻ nào, cho dù là đế vương môn công tử gia chủ, hắn mặt ngoài thần phục, nhưng trong lòng lại là vẫn như cũ không đem bọn hắn để vào mắt. Hắn là Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư, tự nhiên có đáng giá kiêu ngạo tiền vốn. Thế nhưng là lần này, hắn lại là gặp phải trong đời mạnh mẽ nhất địch thủ. 3 lần tỉ thí, thua liền 3 lần, đây là hắn trong cuộc đời chưa bao giờ từng gặp phải thảm bại. Thế nhưng là, hắn cũng không có tức giận ảo não, càng không có ghen ghét, ngược lại như là trở lại lúc tuổi còn trẻ giống như, trong lòng chiến đấu chi hỏa lần nữa cháy hừng hực lên. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gốm đan nương tựa hồ lại nhìn đến độc thủ Dược Phương ngày xưa bộ dáng. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên một cái không hiểu đường cong, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử, lão gia hỏa kia đã hoàn toàn đem ngươi làm thành hắn suốt đời đối thủ, đây là hắn đối ngươi tán đồng. Thôi đi, lão tử cần hắn tán đồng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm lạnh lùng nói, lão gia hỏa, lúc trước luyện đan ngươi đã ném tiểu nửa cái mạng. Lại luyện đi xuống, toàn bộ mạng già thì đều nên không. Lão phu mệnh. Từ lão phu chính mình quyết định, tóm lại, lão phu hôm nay, tất yếu thắng ngươi một lần. Độc thủ Dược Vương khoát khoát tay, hào tình vạn trượng nói. Không khỏi nhíu nhíu mày, Trác Phàm đối lão gia hỏa này ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn. Lúc này độc thủ Dược Vương,
đã không giống như là lúc trước cái kia âm hiểm ngoan độc lão đầu, cũng có điểm tránh thức luyện đan đại sư ý vị. Sư phụ, ngài thế nào, thương thế không sao cả đi. Chuyển đổi vị trí trên đường, Nghiêm Phục vội vàng đi vào độc thủ Dược Vương trước người, trên dưới xem, một mặt quan tâm. Độc thủ Dược Vương mặt không biểu tình, không có liếc hắn một cái. 3. Đột nhiên, độc thủ Dược Vương một bàn tay phiến tại hắn trên gương mặt, thẳng đem hắn vỗ bay ra ngoài xa 3 mét, mới cả giận nói, hừ, vi sư còn chưa đan thành, ngươi dám thành đan. Ngươi cũng đã biết, vi sư kém một chút thì không cách nào lọt vào đan vương trận chung kết. Thật xin lỗi, sư phụ, đồ nhi sai. Đồ nhi làm sao có thể nghĩ đến, ngài sẽ bị tiểu tử kia. Nghiêm Phục vẻ mặt cầu xin leo đến độc thủ Dược Vương chân trước, nhưng là nói đến một nửa lời nói, lại là cũng không dám nữa nói tiếp. Ánh mắt khẽ híp một cái, độc thủ Dược Vương lạnh lùng nói, người nói là sư bị tiểu tử kia thế nào? Bị tiểu tử kia chơi rất thảm đúng không? Đồ nhi không dám, Nghiêm Phục vội vàng gập lưng cúi đầu, trên đầu mồ hôi lạnh dày đặc. Cười nhẹ lắc lắc đầu, độc thủ Dược Vương bật cười một tiếng, có thể có cái gì không dám? Xác thực, lão phu xác thực bị tiểu tử kia chơi xoay quanh, vô luận luyện đan vẫn là tâm kế, đều lớn bại đồ. Cái này lại có cái gì khó mà nói. Liền tiểu tử kia, đều có thể thừa nhận, không có thể đem lão phu đá ra khỏi cục, là hắn thua một chiêu. Vậy lão phu cái này từ đầu tới đuôi, thua ào ào lão đầu, còn có cái gì không thể thừa nhận. Nghiêm Phục sững sờ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn độc thủ Dược Vương liếc một chút, lẩm bẩm nói, sư phụ ngài. Ngài có vẻ giống như có chút biến. Không phải ta biến, chỉ là ta trở lại lúc ban đầu. Thật sâu hít một hơi, độc thủ Dược Vương ngửa mặt lên trời ngóng nhìn, trong mắt lóe giật mình lo lắng chi sắc, tựa hồ là nói cho mình, lại tựa hồ là nói cho đồ đệ giống như, luyện đan sư vốn là cái kia một lòng luyện đan, đan thành đan bại, đều rất bình thường, không có gì tốt che giấu. Nói, độc thủ Dược Vương vừa nhìn về phía Nghiêm Phục nói, đồ nhi, biết phi sư vừa mới làm gì muốn đánh ngươi sao? Biết. Bởi vì đồ nhi dám ở sư phụ trước đó đan thành, thật sự là lớn trái ngược không nói. Nghiêm Phục bận bịu gật đầu không ngừng, nhưng là nói còn chưa dứt lời, độc thủ Dược Vương chính là khoát khoát tay, cười to lên, ha ha ha. Loại chuyện nhỏ nhặt này tính là gì? Lão phu chỉ đổ thừa ngươi, nhiều đoạt một cái ghế, hại lão phu kém chút mất đi một lần cùng kình địch đọ sức cơ hội. Dạng này cơ hội, lão phu bình sinh chỉ sợ rốt cuộc không gặp được. Lần nữa cười lớn một tiếng, độc thủ Dược Vương không tiếp tục nhìn đồ đệ liếc một chút, vòng qua hắn trực tiếp đi vào hạng 10 vị trí, đứng lên trên. Nghiêm Phục hơi hơi sững sờ, quay đầu nhìn sư phụ hắn liếc một chút, không khỏi nghi ngờ gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy, sư phụ hắn tựa hồ như trước kia không giống nhau. Trước kia sư phụ hắn, hết thảy đều là lấy kết quả làm trọng. Đan thành có phần thưởng, đan hủy tất phạt. Cho nên tại như thế nghiêm khắc dạy bảo dưới, hắn có thể lấy bằng chừng ấy tuổi, vượt qua Lưu Nhất Chân, đứng hàng thiên vũ ngũ đại luyện đan sư một trong. Nhưng là bây giờ, sư phụ hắn giống như có lẽ đã cũng không coi trọng kết quả, lại muốn đường đường chính chính cùng tiểu tử kia so một lần. Muốn lúc trước lời nói, tiểu tử kia dám uy hiếp được hắn độc thủ Dược Vương, thiên vũ đệ nhất luyện đan sư địa vị, nhất định phải trước trừ chi cho thống khoái A. Một người chết. Coi như luyện đan thuật lại cao hơn, cũng đoạt không đi hắn vị trí đi. Kỳ quái, chẳng lẽ đơn giản là tiểu tử kia giúp sư phụ nói một câu. Nghiêm Phục nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thế nhưng là hắn làm sao biết, biết anh hùng nặng anh hùng. Kiêu hùng ở giữa tranh đấu, tuy nhiên tràn ngập âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, nhưng là thắng được lỗi lạc, thắng được ánh sáng. Cho nên Trác Phàm không có thể đem độc thủ Dược Vương đá ra khỏi cục, vậy liền sung sướng mau mau thừa nhận, thua một ván. Nếu không ván kế tiếp, lại lật về đến cũng là. Thế nhưng là, thông qua tại chỗ tất cả mọi người lời đàm tiếu đến chen đi độc thủ Dược Vương, hắn là vạn vạn sẽ không làm. Hắn có thể sử dụng những người này, nhưng tuyệt sẽ không dựa vào bọn họ. Đó là đầu thôn quả phụ bát phụ hành động, người yếu hành động, cường giả khinh thường chi. Độc thủ Dược Vương có cảm giác ở đây, lại cũng là kích thích vạn trường hùng tâm, thế muốn lấy chân tài thực học thắng Trác Phàm một lần, mà lại muốn quang minh lỗi lạc thắng, để hắn tâm phục khẩu phục.
Đây là hai đại kiêu hùng ở giữa chiến tranh, là hai cái chánh thức luyện đan sư ở giữa tranh đoạt, càng là giữa hai nam nhân tử đấu. Sườn đông ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân chăm chú nhìn Trác Phàm bóng người, ngược lại vừa nhìn về phía độc thủ Dược Vương phương hướng nói, các ngươi nói, lần này Nghiêm lão có thắng nắm chắc sao? Đó là đương nhiên, nhị công tử. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên vội vàng đi vào Hoàng Phủ Thanh Vân bên người, cười hì hì nói, lúc trước ba bánh Nghiêm trưởng lão tuy nhiên đều thua, nhưng là từ vòng thứ ba lên nhìn, tiểu tử kia cho dù làm dùng thượng cổ bí thuật, luyện lên đan cũng đến cố hết sức không ít. Nghĩ đến hắn nhiều nhất luyện đến ngũ phẩm đan, nhưng là Nghiêm lão là chân chính thất phẩm luyện đan sư a, cái này lại há có không thắng lý lẽ. Có đạo lý. Hoàng Phủ Thanh Vân hơi hơi gật gật đầu, lại là lại đột nhiên lông mày nhíu lại, cười nói, bất quá Lâm trưởng lão, ngươi nếu không sách, bổn công tử còn kém chút quên, ngươi vòng thứ ba thời điểm cũng là nói như vậy, còn lấy đầu cam đoan Nghiêm lão tất thắng, kết quả như thế nào? Khóe miệng nhịn không được hung hăng rút rút, Lâm Tử Thiên trong lòng oán thầm. Lão tử lúc nào dùng đầu cam đoan lão gia hỏa kia tất thắng, đây còn không phải là ngươi nha mong muốn đơn phương, làm cho a. Thế nhưng là hắn cũng không dám nói, đành phải rực rỡ cười lắc lắc đầu. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao Nghiêm Tùng lão nhi này, bổn công tử đối với hắn là không có cái gì hy vọng. Ngươi nhìn hắn vòng thứ nhất thua, xem như tiểu tử kia đầu cơ trục lợi đi. Nhưng là vòng thứ hai, thua ở đi tiểu lên. Hoàng Phủ Thanh Vân quệt miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là nghĩ tới Nghiêm Tùng cái kia như ăn một con ruồi chết giống như buồn nôn bộ dáng, vẫn là không nhịn được sùi cười ra tiếng, ha ha ha, tốt ha, cái kia cũng coi là tiểu tử kia người mang tuyệt kỹ. Thế nhưng là vòng thứ ba đây, một nhảy mũi, một cái giấm, trực tiếp đem hắn theo vị thứ hai băng đến người thứ 10 lên, đây cũng là tiểu tử kia tuyệt kỹ dị thuật sao? Nhị công tử nói là, Nghiêm Tùng lão nhân này bình thường trang lão sói vẫy đuôi, thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích, thật sự là không đáng giá phó thác trách nhiệm. U Minh Cốc ngũ trưởng lão tiến lên trước một bước, lập tức bỏ đá xuống giếng nói. Hoàng Phủ Thanh Vân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lâm Tử Thiên nói, Lâm trưởng lão, người cứ nói đi. Lâm Tử Thiên trong lòng do dự, cái này rất rõ ràng nhị công tử đã đối Nghiêm Tùng bất mãn. Nhưng là hắn trước đó lại ra sức bảo vệ Nghiêm Tùng, đã cùng lão đầu kia cột vào trên một sợi thừng. Lúc này lại phản bội, đem hắn bán, có thể hay không cho cái này nhị công tử lưu lại không đáng tín nhiệm ấn tượng. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Thiên khẽ cắn môi. Đã ngay từ đầu thì sai, vậy liền để lão phu một sai đến cùng đi. Hy vọng đối với lão đầu kia cùng lão phu, đều xem như một đường sinh cơ. Sau đó hắn chặn lại nói, nhị công tử bớt giận, này cũng không thể chỉ trách Nghiêm lão, chỉ vì đối thủ thực sự quá giảo hoạt. Thế nhưng là cái này sau cùng đan vương trận chung kết, tất nhiên sẽ yêu cầu luyện chế vượt qua ngũ phẩm đan dược, lần này, tiểu tử kia coi như lại giảo hoạt cũng không làm nên chuyện gì, Nghiêm lão tất thắng. Mi đầu bất giác vẩy một cái. Hoàng Phủ Thanh Vân thật sâu liếc hắn một cái. Cũng không phải bởi vì cảm thấy hắn nói đúng, mà chính là cảm thấy cái này cỏ đầu tường thế mà cũng có trung thành một mặt, không khỏi âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tán sắc. Nhìn ra hắn trong mắt chỗ sâu tán thưởng, Lâm Tử Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm đắc ý. Lần này, rốt cục để lão tử thành công một thanh. Ai, gần vua như gần cọp, thực sự quá khó khăn. Luyện đan trên trận, Tiểu Nhã gặp 10 vị mạnh nhất luyện đan đại sư đều đã mỗi người quy vị, không khỏi mỉm cười, tuyên bố ra một vòng cuối cùng cạnh tranh đan đề mục, sau cùng đan vương trận chung kết, tự do phát huy, chỗ luyện đan dược không hạn. Nặng phẩm chất mà không nặng tốc độ, phẩm giai tối cao đan dược, thu hoạch được lần này bách đan thịnh hội đan vương vinh quang. Tiểu Nhã thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Chỉ một thoáng. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Hoàng Phủ Thanh Vân bọn người, thì là cười to lên. Quả nhiên như cánh rừng thiên nói, sau cùng thì thật đúng là luyện đan sư bản lãnh chân chính. Gốm đan nương thì là mi đầu hơi nhíu nhăn, nhìn về phía một bên Trác Phàm. Trác Phàm dù sao cũng là đoán cốt cảnh tu vi, vừa mới luyện chế ngũ phẩm linh đan đã cố hết sức, lại làm sao có thể địch nổi thất phẩm luyện đan sư độc thủ Dược Vương đâu. Thế nhưng là Trác Phàm lại là chẳng hề để ý,
độc thủ Dược Vương xa xa hướng hắn nơi này xem ra, lại cũng là một mặt đấu trí. Cùng Trác Phàm đấu ba bánh đều là bại, hắn xem như nhìn ra, tiểu tử này tuyệt không thể theo lẽ thường mà tính toán. Tuy nhiên đoán cốt cảnh tu vi luyện chế thất phẩm linh đan, giống như nói mơ giữa ban ngày giống như không có khả năng phát sinh. Nhưng là đặt ở tiểu tử này trên thân, hừ, ai biết được. Tựa hồ cũng chú ý tới lão đầu kia ánh mắt, Trác Phàm lông mày nhíu lại, hướng khác phương hướng phất phất tay. Lại là hoàn toàn không nghĩ tới, giờ này khắc này, tin tưởng nhất hắn năng lực, lại là cái này đối thủ lớn nhất. Như vậy, vì bảo đảm công bình lý do, chúng ta Hoa Vũ Lâu sẽ vì những cái kia trong tay không có cao phẩm chất dược tài luyện đan đại sư nhóm đầy đủ dược tài. Lúc này, Tiểu Nhã vỗ vỗ tay, mấy trăm tên trang điểm lộng lẫy Hoa Vũ Lâu đệ tử, liền đẩy từng dãy tủ thuốc đi vào triển lãm trên đài. Thả mắt nhìn đi, thuốc kia quầy đúng là bầy đầy theo nhất phẩm đến thất phẩm chân quý dược tài. Thậm chí, còn có thiếu chút bát phẩm dược tài ở bên trong. Không khỏi ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, tất cả mọi người ánh mắt, riêng là những luyện đan sư kia nhóm ánh mắt, tất cả đều tản mát ra thăm thẳm ánh sáng xanh. Giống như là một đám sói đói, gặp phải một đống mới mẻ ngon miệng cừu non, lại giống như là một đám sắc lang, nhìn đến một đám trần chuồng tắm rửa mỹ kiều nương. Ai ra, không hổ là Hoa Vũ Lâu, thế mà có thể chuẩn bị như thế phong phú dược tài. Số lượng cùng phẩm chất, quả thực không phải bọn họ những thứ này nhị tam lưu tiểu gia tộc có thể so sánh, cho dù là nhất lưu gia tộc, cũng xa xa theo không kịp. Hiện tại, mời 10 vị luyện đan đại sư, tiến lên chọn lựa một hồi luyện đan lúc thiếu hụt thiếu dược tài. Thế nhưng là lời nói muốn nói trước, mọi người cũng không muốn lòng tham, đâm tới dược tài, nhưng muốn toàn bộ luyện chế a, nếu không lời nói. Tiểu Nhã mỉm cười, dường như xem thấu tất cả mọi người tâm tư giống như, từng cái đảo qua. Bất giác vội ho một tiếng, mọi người cười xấu hổ cười, tiếp lấy liền cùng nhau đi đến triển lãm đài chọn lựa. Chỉ chốc lát sau, đã toàn bộ chọn xong, lại trở lại chính mình trên ghế ngồi, chuẩn bị luyện đan. Nhưng là Tiểu Nhã nhìn chung quanh một vòng về sau, lại là đột nhiên phát hiện, làm sao 10 vị luyện đan đại sư, duy chỉ có thiếu một vị. Quay người nhìn qua, lại chỉ thấy Trác Phàm vẫn tại chọn lựa. Ách không, là cướp trắng trợn lấy dược tài. Bởi vì hắn cũng không phải là từng kiện chọn lựa, mà chính là một tủ hướng trong giới chỉ trang. Theo nhất phẩm đến bát phẩm dược tài, tất cả không có ngoại lệ rơi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác kinh ngạc đến ngây người. Đại ca, dưới ban ngày ban mặt, công khai ăn cướp Hoa Vũ Lâu a. Tống đại sư, ngài đây là. Tiểu Nhã nhấp nhẹ nhấp hồng nhuận phơn phớt môi son, nhìn về phía Trác Phàm, tuy nhiên biết rõ hắn muốn làm gì, lại là không tốt nói thẳng. Dù sao đi qua trước ba vòng cạnh tranh đan, Trác Phàm đã theo một giới không có tiếng tăm gì hoàn khố công tử, biến thành nơi này công nhận đệ nhất luyện đan đại sư, cũng nên cho hắn điểm thể diện. Thế nhưng là, coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, tại cái này bách đan thịnh hội lên cũng muốn thủ quy củ, không thể công nhiên làm trái quy tắc a. Cực kỳ lúng túng nhìn lấy Trác Phàm, Tiểu Nhã cảm giác đối mặt vị này kỳ hoa đại sư, động cũng không phải, bất động cũng không phải, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Động tác trên tay hơi chút ngừng ngừng, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã, lông mày nhíu lại nói, ngươi không phải nói, những dược liệu này là cho chúng ta à, lại thế nào? Tống đại sư, ta muốn ngài vừa mới nhất định không có nghe rõ ta nói chuyện, có một chút hiểu lầm. Tiểu Nhã vội vàng mỉm cười, giải thích nói, ta vừa mới nói là, những dược liệu này là vì đền bù các vị đại sư nhóm trong tay thiếu khuyết dược tài. Đúng a, ta toàn bộ đều thiếu a. Thế mà, Tiểu Nhã lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã cưỡng chế ngắt lời nói, tiếp lấy tiếp tục một tủ dược tài hướng trong giới chỉ trang. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người ngốc, cái này mẹ hắn cũng được a. Lúc trước mấy cái kia luyện đan sư, lúc này càng là có chút sục dịch, vừa mới thật chắc là lại nhiều lấy chút tới. Ách, phân tích, nếu như Tống đại sư dạng này cũng được lời nói, vậy lão phu có phải hay không cũng có thể lại đi. Lưu Nhất Chân liếm liếm khô khốc bờ môi, lo lắng nhìn Trác Phàm liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Nhã nói. Nếu là lại không tranh thủ thời gian lời nói, tiểu tử này liền đem dược tài toàn mẹ hắn lấy sạch. Tuy nhiên hắn là cái nhất lưu thế gia luyện đan sư,
nhưng là bàn về tay chung dược tài số lượng cùng chất lượng, thế nhưng là thật không có nhiều. Tiểu Nhã hung hăng nguyết hắn một cái, hơi giận nói, Lưu Đại Sư, người cũng không cần lại thêm phiền. Chẳng lẽ những dược liệu này, người đều có thể tại trận này lên luyện hết? Vừa muốn xông về trước thân thể không khỏi trì trệ, Lưu Nhất Chân lập lòe cười một tiếng, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, lại rút về. Những dược liệu này nhiều như vậy, ai có thể một hơi luyện hết? Mấu chốt nhất là, hắn đắc tội không nổi Hoa Vũ Lâu a. Không phải vậy lời nói, lấy thêm một chút thật cũng không quan hệ. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân lại một mặt sùng bái nhìn về phía trên đài như dọn nhà giống như, đem dược tài một tủ tủ thu nhập giới chỉ trác phàm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không biết thiếu niên này là cái nào cái tông môn, hoặc đại gia tộc nào công tử, chỗ nào như cái tam lưu thế nhà tiểu tử, nếu không, cũng không có khả năng như thế trắng trợn ăn cướp Hoa Vũ Lâu a. Tống đại sư, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi chỗ cầm những dược liệu này, thế nhưng là đều muốn tại chỗ luyện chế hoàn thành. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này, Tiểu Nhã là thật có chút phẫn nộ, khẩu khí cũng trở nên cường ngạnh. Lấy thuốc động tác không khỏi trệ trệ, Trác Phàm nhìn về phía những dược liệu này, trong lòng cười thầm. Những dược liệu này theo nhất phẩm đến bát phẩm, như thế phong phú, lại có thể một hơi tại chỗ luyện hết. Muốn luyện xong, tối thiểu mấy chục ngàn viên thuốc, bất quá, thì tính sao? Đợi lần này Đan Vương trận chung kết, hắn chiếm lấy vô địch. Cầm tới bổ đề tu căn về sau, phủi mông một cái liền đi, cái này Hoa Vũ Lâu chỗ nào có thể quản được bắt hắn. Cho nên đối với hắn mà nói, hiện tại bày ở trước mặt hắn bảo bối, thật sự là có bao nhiêu, hắn thì muốn lấy bao nhiêu. Dù sao một hồi muốn vạch mặt, ngu sao không cầm. Chậm chậm quay đầu lại, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, làm sao ngươi biết ta sẽ không đem bọn họ luyện hết. Một hồi. Ta nhất định toàn bộ luyện xong. Vừa mới nói xong, Trác Phàm tiếp tục không biết xấu hổ không biết thẹn cướp bóc đài bên trên dược tài. Thấy tình cảnh này, Tiểu Nhã sắp khóc đi ra. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng thấy như thế mất mặt mũi đại sư. Tại chỗ luyện chế mấy chục ngàn viên thuốc, cái kia làm sao có thể? Đây rõ ràng cũng là ăn cướp trắng trợn a. Dưới trận mọi người, nhìn lấy vị này bổn chàng thoát ra lớn nhất đại hắc mã. Luyện đan thuật che lại đường đường độc thủ dược vương luyện đan đại sư, trên đài trình thủ ngã nhảy dược tài, sớm đã là cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Vị đại sư này thật mẹ hắn có gan, thế mà liền Hoa Vũ Lâu tiện nghi cũng dám chiếm. Thế nhưng là dù vậy, Hoa Vũ Lâu hiện tại thật đúng là cầm hắn một chút triệt đều không có. Ai bảo Hoa Vũ Lâu chính mình nói, có thể cho bọn họ tự do chọn lựa dược tài. Người ta không phải ấn định có thể luyện 10.000 khỏa đan, người lại có thể thế nào? Tuy nhiên điều đó không có khả năng, nhưng người cũng chỉ có thể thu được về tính sổ sách. Hiện tại, Trác Phàm như cũ cái kia cầm, ai cũng không xen vào hắn. Tiểu Nhã cùng cả đám các loại, chỉ có thể khổ một khuôn mặt, chờ lấy Trác Phàm đem cái kia vô số chân quý dược tài, chứa vào trong giới chỉ. Bỗng nhiên, Trác Phàm dừng lại động tác, Tiểu Nhã thấy một lần. Không khỏi tâm hỉ, tiến về phía trước một bước, cười nói, Tống đại sư, ngài chuẩn bị tốt sao? Vậy thì nhanh lên hồi trên ghế ngồi, bắt đầu cạnh tranh đan a, tất cả mọi người một mực đang chờ ngươi đây. Mi đầu không khỏi nhăn nhăn, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã, đem trên tay giới chỉ ở trước mặt nàng lắc lắc nói, ta chữ vật giới chỉ tràn đầy, ngươi có thể hay không lại cho ta đến một cái chữ vật giới chỉ? Không khỏi một cái lảo đảo, Tiểu Nhã kém chút ngã xuống. Bọn người, cũng là gương mặt không khỏi hung hăng quất một chút. Vị này Tống đại sư thật sự là quá vô sỉ đi. Không có, chúng ta Hoa Vũ Lâu không cung cấp chữ vật giới chỉ. Tiểu Nhã cơ hồ là gầm hét lên một dạng, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Nhẹ liếc nàng một cái, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, hừ nhẹ nói, còn ngự hạ bảy thế ra đây, hẹp hòi. Ưng ực một tiếng. Tiểu Nhã kém chút không có một miệng tâm huyết phun ra ngoài, may mắn gần cổ họng nhi chỗ này, lại nuốt trở về. Một đôi ngập nước mắt to, hung tợn nhìn chằm chằm hậm hực mà về Trác Phàm, Tiểu Nhã thật sự là hận không thể nhào tới cắn xé hắn một phen. Người nhà chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi, còn nói chúng ta hẹp hòi. Trên đời này có vô sỉ như vậy người sao? Đảo mắt nhìn xem triển lãm trên đài,
bị Trác Phàm trang đi 8-9 thành dược tài hư không tủ, còn lại cũng bất quá là nhất nhị phẩm đồ bỏ đi dược tài, Tiểu Nhã tức giận đến sắp khóc đi ra. Đây chính là các nàng Hoa Vũ lâu, gần một năm thu thập dược tài lượng A. Bên trong rất nhiều hiếm thấy dược tài, đều là gần trăm năm mới có thể có đến một kiện. Lần này, toàn mẹ hắn bị tiểu tử này quét sạch trống không. Vốn là các nàng tại Đan Vương trận chung kết thì mới xuất ra những dược liệu này, chỉ là muốn hướng tất cả mọi người phơi bày một ít các nàng Hoa Vũ lâu thực lực. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ như thế cái chủ, trực tiếp cho chuyển không A. Tiểu tử, người chờ lão nương, một hồi luyện không ra 10.000 khỏa đan, nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Tiểu Nhã hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, tâm lại là tại máu. Lúc trước đối Trác Phàm sinh ra gần như sùng bái ấn tượng tốt, cũng là trong nháy mắt này, triệt để tan thành mây khói. Tiểu tử này, cũng là lưu manh. Bất quá đối với này Trác Phàm lại cũng không thèm để ý, sờ mũi một cái, lần nữa trở lại đệ nhất luyện đan trên đài. Danh dự loại vật này tính là gì, nắm bắt tới tay lợi ích thực tế mới trọng yếu nhất, hắc hắc hắc. Lầu trên sàn chính, Tạ Thiên Dương nhìn lấy phía dưới hết thảy, bất giác có chút hiếu kỳ, ngược lại nhìn về phía Long Cửu nói, cửu trưởng lão, nghe nói các ngươi Tiềm Long Các cùng tiểu tử kia xem như liên minh. Trong tay hắn dược tài, toàn đều là các ngươi cung cấp. Làm sao ta nhìn hắn giống như nghèo đến kịch liệt A, liền nhìn đến nhất phẩm dược tài, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hừ, tham lam người, coi như nhìn đến mặt đất một cây châm, ánh mắt hắn cũng sẽ tỏa ánh sáng. Long Quỳ không khỏi bĩu môi, thản nhiên nói. Tạ Thiên Dương không khỏi lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, thật đúng là dạng này. Lấy tiểu tử này nhân phẩm, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ A. Long Cửu trầm ngâm một trận, đúng là lần đầu tán đồng Long Quỳ đối Trác Phàm đánh giá, gật đầu nói, thực tiểu Quỳ nói cũng không phải không có lý. Tiểu tử này thật đúng là lòng tham không đáy. Chúng ta Tiềm Long Các cùng hắn mặc dù là đồng minh, nhưng cũng không thể đem trong gia tộc tối đỉnh cấp dược tài, đều cho hắn, đại bộ phận đều là tứ phẩm phía dưới đi. Thế nhưng là chúng ta chấp sự đem dược tài đưa đến cái kia lúc đó, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, đúng là để cái kia chấp sự, theo gia tộc lại vận một nhóm lớn ngũ phẩm dược tài đi qua. Về sau, chúng ta xem xét hỏi cái này ở gia tộc cống hiến nhiều năm lão chấp sự. Thế nhưng là hắn tình nguyện một người gánh chịu xuống tư vận dược tài sai lầm, cũng không chịu thổ lộ nửa chữ. Ha ha ha, tiểu tử này, đối với người còn thật có một bộ. Long Cửu vuốt râu cười khẽ, lắc đầu than thở, nhưng trong ánh mắt, lại có một tia thật sâu ngưng trọng. Tạ Thiên Dương thì là nghe được lại là giật mình, lẩm bẩm nói, wow, tiểu tử này chẳng những ra tay với địch nhân, còn ra tay với chính mình người, ta đây là biết. Bất quá. Hắn còn có bản lãnh này, trong nháy mắt đào các ngươi Tiềm Long Các góc tường. Cũng không thể nói như vậy, cái kia lão chấp sự hiện tại vẫn tại vì gia tộc làm việc. Nhưng chính là không biết lúc đó vì sao bị ma quỷ ám ảnh, giúp tiểu tử kia một lần. Trong lòng bất giác run lên, Tạ Thiên Dương cùng Kiếm Tùy Phong liếc nhìn nhau, lại đều là rơi vào trầm tư. Bọn họ hiện tại xem như lại đối Trác Phàm bản sự, có một cái mới nhận thức. Xem ra sau này cùng tiểu tử kia tiếp xúc, nhất định phải tìm đối với gia tộc 100% trung thành không thể. Không phải vậy bị cái kia ra hỏa đào góc tường, thì thật phiền phức. Mẫu đơn cùng Thanh Hoa hai vị lâu chủ, lúc này cũng không hề để ý bọn họ đang thảo luận đề tài, mà chính là chăm chú nhìn phía dưới rỗng tuếch ngăn tủ, trong lòng máu đều nhanh tận. Cái này đáng đâm ngàn đao, thân là Hoa Vũ lâu con rể, cầm nhà mẹ đẻ đồ vật thật đúng là tuyệt không khách khí a. Vậy mà mảy may cũng không cho còn lại cái gì, đồ tốt đều mẹ hắn bị lấy đi. Sở Khuynh Thành hai cái mỹ lệ trong hai con ngươi, lại cũng hiếm có lộ ra từng tia sát khí. Số tiểu tử, ngươi còn không đều là ta, cầm nhiều như vậy thì có ích lợi gì, sớm muộn cho ta trả về. Triển lãm trên đài, Tiểu Nhã thật sâu hút 4-5 khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng phẫn nộ. Hung hăng khoét Trác Phàm liếc một chút. Tiếp lấy lại quét một lần tại chỗ 10 vị luyện đan đại sư, mới lớn tiếng nói, đã 10 vị đại sư đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy đan vương trận chung kết, hiện tại bắt đầu. Vừa mới nói xong, hô 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 nguyên lực chi hỏa, trong nháy mắt phía trước hàng từng cái giấy lên. Trác Phàm đứng tại vị thứ nhất tử, vẫn không có động. Tiểu Nhã nhìn về phía Trác Phàm,
cắn răng nghiến lợi cười lạnh thành tiếng, Tống đại sư, nhớ kỹ, nắm bắt tới tay dược tài, muốn toàn bộ luyện hết mới được. Nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Đần độn, lão tử mới sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn đâu. Chờ lão tử đến đan vương vinh quang, trả nhân tình, lập tức chuồn mất, ngươi làm khó dễ được ta. Oanh! Đột nhiên, một đạo giống như là núi rừng bên trong dã thú nộ hống thanh âm vang vọng toàn trường, một luồng đỏ thẫm như máu hỏa diễm đột nhiên lui thiên mà lên. Mà tại này quỷ dị hỏa diễm xuất hiện trong tích tắc, còn lại mấy cái luyện đan đại sư trong tay nguyên lực chi hỏa, lập tức liền uể oải đi xuống. Ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, những lão gia hỏa này, rốt cục muốn xuất ra thực lực chân chính. Cái này, đây là... Tiểu Nhã tựa hồ cũng bị cái này bất chợt tới quỷ dị hỏa diễm giật mình, không khỏi nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hỏa diễm giấy lên chỗ. Lưu Nhất Chân hơi hơi vuốt vuốt chòm râu, hướng sau lưng cái kia mấy tên luyện đan đại sư áy náy cười cười, ha ha ha. Không có ý tứ, dù sao cũng là sau cùng trận chung kết, lão phu cũng không thể không xuất ra áp đáy hòm bản sự tới. Nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng mấy vị thông cảm nhiều hơn. Thế nhưng là hắn lời nói tuy nói khiêm cung, nhưng trong mắt chỗ sâu, lại là một mảnh vẻ tự đắc. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái kia mấy tên luyện đan đại sư, nhìn xem cái này nhất phi trùng thiên yêu diễm ngọn lửa, nhìn lại mình một chút trên tay trong chớp nhoáng này liền uể oải không ít nguyên lực chi hỏa, sắc mặt chốc lát ảm đạm xuống. Ngay từ đầu luyện chế hỏa diễm liền bị người khác áp một đầu, cái này còn thế nào so? Mấy người kia đã thầm hận, vừa bất đắc dĩ, đồng thời nhìn về phía Lưu Nhất Chân ánh mắt, còn có chút nhỏ vẻ hâm mộ. Thật không biết lão gia hỏa này, từ nơi nào tìm đến cái này kỳ dị hỏa diễm. Có ngọn lửa này tương trợ, lão nhi này chỉ sợ có khả năng luyện thành lục phẩm đan. Tiểu Nhã cẩn thận xem một phen, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không khỏi cả kinh kêu lên, Lưu Đại Sư trong tay hỏa diễm, hẳn là lấy từ 4 cấp linh thú. Lui thiên liệt diễm mãng nội đan tâm hỏa đi. Nghe nói này chuỗi thiên liệt diễm mãng nhiều năm bôn tẩu tại đất xác chỗ sâu, nội đan thụ biển lửa trong lòng trái đất ảnh hưởng, nóng rực vô cùng, có thể hòa tan vạn vật. Đến này hỏa diễm, thiên hạ không có thể luyện hóa chi dược tài. Lưu đại sư vào lúc này tế ra này diễm, nghĩ đến là đúng đan vương vinh quang nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha ha, tiểu nha đầu quả nhiên kiến thức uyên bác. Không hổ là lần này Bách Đan Thịnh Hội phân tích. Bất quá nói lên cái này luyện đan một đường, trừ hỏa diễm bên ngoài, còn phải cần nhờ luyện đan thuật tinh diệu trình độ. Lão phu tế ra này diễm, cũng bất quá là nghĩ nhiều một phần nắm chắc. Còn đan vương tên, thế nhưng là không dám yêu cầu xa vời a. Lưu Nhất Chân khoát khoát tay, lời nói được cực kỳ khiêm tốn, nhưng là bộ kia tốt sắc, lại là dường như hắn đã đến lần này đan vương trận chung kết vô địch một dạng. Dối trá. Giữa sân tất cả mọi người, tất cả đều âm thầm mắng to một tiếng, riêng là mấy cái kia nguyên lực chi hỏa chịu ảnh hưởng luyện đan đại sư, càng là hận đến nghiến răng. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn tự đại, tại mọi người đều chỉ có nguyên lực chi hỏa lúc, trong tay hắn 4 cấp linh thú thú hỏa, lại thật là uy lực cực lớn. Chẳng những có thể cổ vũ chính mình luyện đan hiệu suất, còn có thể ức chế người khác hỏa diễm, thật sự là một hòn đá ném hai chim. Này lớn lên kia tiêu tan phía dưới, liền xem như ngày bình thường luyện đan thuật bất phân cao thấp hai người, lúc này cũng muốn kéo ra hai cấp bậc trở lên. Cái này cũng thì khó trách, hắn đột nhiên có tất thắng niềm tin. Coi như người độc thủ dược vương lại như thế nào, hỏa diễm bị áp chế, thất phẩm luyện đan sư cũng phải cho ta xuống đến lục phẩm trở xuống. Đạo lý này, coi như không hiểu luyện đan, nhìn đến mấy vị kia luyện đan đại sư hỏa diễm trong nháy mắt kém hơn một chút. Cũng minh bạch bên trong quan trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ chú ý Trác Phàm cùng độc thủ dược vương ở giữa long tranh hổ đấu, lần nữa khó bể phân biệt lên. Đan vương nhân tuyển, lại trở nên không xác định. Tiểu Nhã thở dài một hơi, nhìn về phía Lưu Nhất Chân trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nguyên lai vị này Lưu Đại Sư, mới là lần này Bách Đan Thịnh Hội bên trong chính thức hắc mã. Bất quá, cái này ẩn tàng đủ sâu a. Nghĩ như vậy, nàng liền nhịn không được hỏi nhiều một câu, như vậy Lưu Đại Sư, ta nghe nói này chuỗi thiên liệt diễm mãng cực kỳ hy hữu, mà lại thiên tính hung mãnh, cho dù là thiên huyền cường giả, chết tại trong miệng nó cũng không đếm hết.
Xin hỏi ngài là như thế nào, được đến hắn nội đan tâm hỏa? Ha ha ha, nói lên việc này, vậy thì thật là tương đương hung hiểm a, tưởng tượng một năm trước. Hừ, chỉ là một đầu thối mãng xà hỏa diễm, có gì có thể lấy ra đắc chí? Thế mà, lúc đang Lưu Nhất Chân chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói quá nhà cách mạng sử, nói một chút hắn như thế nào hao hết trăm cay nghìn đắng, được đến đầu này hung mãng nội đan tâm viêm, may ra lần này trên đại hội, thật tốt lộ lên một mặt lúc, một tiếng hử lạnh, lại là đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, nhưng nghe ông một tiếng vang vọng, một đạo thương lam sắc ngọn lửa đột nhiên lóe ra thâm trầm ánh sáng. Mà từ ngọn lửa kia sơ hiện thời điểm, người khác nguyên lực chi hỏa từ không cần phải nói, không khỏi lại kém hơn một chút. Mấu chốt là, liền Lưu Nhất Chân cái kia bốn cấp linh thú cự mãng tâm viêm cư đúng vậy ngăn không được rung động động, về sau dần dần uể oải đi xuống. Không khỏi trong lòng kinh hãi, Lưu Nhất Chân bất khả tư nghị hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp Nghiêm Phục trên tay thương lam hỏa diễm cháy hừng hực, mà khóe miệng của hắn cũng treo một tia khinh thường đường cong. Cái này, đây là... Tiểu Nhã trong mắt sáng lên, kêu lên sợ hãi, chẳng lẽ nói, đây là cấp 5 linh thú, Viêm Vũ Yến thú hỏa. Không sai. Nghiêm Phục cười lạnh, khinh miệt nhìn đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Lưu Nhất Chân liếc một chút, cười nhạo nói, Lưu lão đầu, người tại đế đô luyện đan trên đại hội không phải ta đối thủ. Có bổn công tử tại địa phương, người còn muốn si tâm vọng tưởng làm đan vương. Ha ha ha, buồn cười, người cho rằng trong thiên hạ, chỉ có ngươi trong tay có đặc thù hỏa diễm sao? Gương mặt nín đến đỏ bừng, Lưu Nhất Chân trong lòng thầm giận, lại là không phản bác được. Bất quá nghĩ đến cũng là, liền hắn cái này nhất lưu thế gia luyện đan sư, đều có thể làm ra bốn cấp linh thú thú hỏa, huống chi là Nghiêm Phục cái này dược vương điện đệ tử hạch tâm đâu. Ai, lão phu lúc trước nghĩ đến thật sự là quá đơn giản a. Luận nội tình, ai có thể so ra mà vượt ngự hạ bảy thế gia. Lưu Nhất Chân lắc đầu thầm than, hối hận lúc trước. Hiện tại mặt không có lộ ra, phản mà bị người ở trước mặt xì một miệng, thể diện quét hết a. Suy nghĩ một chút vừa mới cái kia vẻ tự đắc, hắn hiện tại chính mình cũng có chút đỏ mặt. Ách, Nghiêm công tử, cái này Viêm Vũ Yến chính là cấp 5 linh thú, liền thần chiếu cảnh cao thủ đều chưa hẳn địch nổi. Không biết ngài là như thế nào đạt được nó thú hỏa. Tiểu Nhã hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam kia, ngạc nhiên nói. Khóe miệng hơi vểnh lên, Nghiêm Phục liếc nhìn nàng một cái, lại quét gốm đan nương cùng chỗ có mưa hoa lầu nữ đệ tử liếc một chút, hình như có chỉ cười to lên, ha ha ha. Này lửa chính là ta dược vương điện ban thưởng cho, trong điện lớn nhất đệ tử ưu tú. Còn như thế nào được đến? Hừ, chỉ cần là chúng ta dược vương điện nghĩ ra được đồ vật, còn không có không chiếm được. Vừa mới nói xong, những đệ tử bình thường kia còn không biết cao tầng ở giữa tranh đấu, nghe không ra cái gì, nhưng là Sở Khuynh Thành cùng Mẫu Đơn, Thanh Hoa hai vị lâu chủ, sớm đã trợn mắt nhìn hướng hắn. Cho dù là gốm đan nương, xanh đậm sắc mặt cũng cấp tốc âm trầm xuống, lộ ra càng thêm đáng sợ. Bất quá, hắn lại chẳng hề để ý, y nguyên ngông cuồng hướng tất cả mọi người giới thiệu nói, luyện đan vốn là luyện âm dương bình hành. Lưu lão đầu ngọn lửa kia tuy là bốn cấp linh thú thú hỏa, nhưng là địa tâm hỏa diễm quá mức bá đạo, căn bản không thích hợp luyện đan. Ngược lại, ta cái này cấp 5 linh thú Viêm Vũ Yến thú hỏa, trong lửa có nước, trong nước có lửa, thủy hỏa tương tể, âm dương song sinh, mới là thích hợp nhất luyện đan hỏa diễm. Cũng chỉ có chúng ta dược vương điện, mới hiểu được đi tìm dạng này hỏa diễm. Cũng chỉ có chúng ta dược vương điện, mới có thể ra đan vương. Hô! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo xanh biếc hỏa diễm lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà như lúc trước đồng dạng, những cái kia phổ thông nguyên lực chi hỏa đúng là lần nữa thấp một đoạn, Lưu Nhất Chân bốn cấp linh thú thú hỏa cùng cái kia cấp 5 linh thú thú hỏa, cũng là cấp tốc run rẩy một chút, tiếp lấy liền uể oải đi xuống. Phảng phất là núi rừng bên trong dã thú gặp phải thú trung chi vương một dạng, lập tức bái phục xuống tới, không dám nhúc nhích. Trong mắt ngăn không được co lại, Nghiêm Phục nhìn về phía gốm đan nương trong lòng bàn tay xanh biếc ngọn lửa, cả kinh lắp bắp nói, ngươi. Ngươi đây là, hừ, ngươi Viêm Vũ Yến thú hỏa, là thích hợp nhất luyện đan. Vậy ngươi có hay không hỏi qua, lão thân trong tay cái này cấp 6 linh thú, Thương Nguyệt Viêm Ưng thú hỏa, có đáp ứng hay không? Cái gì,
cấp 6 linh thú. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác hít sâu một hơi. Cấp 6 linh thú, thế nhưng là liền thần chiếu cảnh cao thủ đều tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại, cái này gốm đan nương là như thế nào đem như thế kỳ dị hỏa diễm thu vào trong tay. Tiểu Nhã cũng là bất giác giật mình, mừng rỡ trong lòng, dù sao gốm đan nương là các nàng Hoa Vũ lâu thủ tịch luyện đan sư, sau đó lập tức cung kính nói, Đào cô, không biết ngài cái này cấp 6 linh thú hỏa diễm, là như thế nào được đến? Hừ, tiểu nha đầu, thật sự là biết rõ còn cố hỏi. Ngươi làm lão thân bổn sự lớn như vậy, theo cấp 6 linh thú trong bụng móc ra nó bản mệnh hỏa chủng tới sao? Gốm đan nương cười mắng một tiếng, nhìn bên cạnh nghiêm phục liếc một chút, lại nhìn xem nơi xa độc thủ dược vương, bất giác âm thầm hừ một cái, muốn chấn động Hoa Vũ lâu uy danh, sau đó lớn tiếng nói, đây là chúng ta Hoa Vũ lâu, tổ tiên truyền thừa hỏa diễm, chỉ truyền các đời thủ tịch luyện đan sư. Tiểu nha đầu, người nhớ kỹ, ngọn lửa này nhưng là không tầm thường. Cấp 6 linh thú, thương nguyệt phiêm ưng, thường bay tại vạn trượng không trung, ban đêm ẩn hiện, hút nguyệt âm tinh hoa, ăn cao sơn linh dược. Cho nên ngọn lửa này bên trong, bản thân liền mang theo linh khí nguyệt tinh. Luyện chế đan dược, càng có thể đề cao phẩm chất đan dược, cái nào là kia cái gì viêm vũ yến hỏa diễm có thể so. Gốm đan nương phảng phất là đang dạy tiểu nhã, nhưng mọi người đều nghe được, cái này đầu mâu lại trực chỉ nghiêm phục. Nghiêm phục khẽ cắn môi, lại là không phản bác được, cấp 5 linh thú thú hỏa, đối cấp 6 linh thú thú hỏa, vốn là kém một cấp. Huống chi, cái này thương nguyệt phiêm ưng vốn là hút linh dược lớn lên, càng so với hắn hơn cái kia viêm vũ yến mạnh không ít. Kể từ đó, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Gốm đan nương đem hắn tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, không khỏi cao ngạo hiên ngang đầu, cười khẩy, đan vương chỉ có thể xuất hiện ở dược vương điện. Hừ, tiểu tử, châu cũng không muốn thổi đến quá lớn, coi chừng gió lớn lóe đầu lưỡi. Nghi đầu nhìn không được mà run lên dốc hết ra, nghiêm phục ra sức cắn răng một cái, hung tợn nhìn về phía gốm đan nương, mắng to, lão thái bà, ngươi nhưng là không muốn cao hứng quá sớm. Ta là vãn bối. Tự hỏi tại luyện đan lên, còn không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi đừng quên, chúng ta dược vương điện đệ nhất luyện đan sư, cũng không phải ta, mà là ta sư phụ, độc thủ dược vương. Vừa mới nói xong, nghiêm phục mãnh liệt xoay người nhìn về phía độc thủ dược vương phương hướng, lớn tiếng nói, sư phụ, nên để nhóm này người được thêm kiến thức, nhìn xem ngài lão nhân ra thực lực chân chính. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía độc thủ dược vương chỗ đó, chờ đợi vị này thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, xuất gia lớn nhất bản lĩnh giữ nhà thời khắc. Chỉ có mấy cái kia sử dụng nguyên lực chi hỏa luyện đan đại sư, lại là một mực vẻ mặt cầu xin. Nhìn trong tay cái kia yếu ớt ngọn lửa, đều nhanh muốn khóc lên. Mấy cái vị đại sư, các người tài đại khí thô, đều có thú hỏa có thể dùng. Chúng ta mấy cái đều là nghèo đến đinh đương vang a. Chỉ có cái này yếu nhất nguyên lực chi hỏa. Ta nhờ các người xin thương xót, cũng không muốn lấy thêm ra cái gì đặc thù hỏa diễm, không phải vậy chúng ta cái này nguyên lực chi hỏa bị áp chế, đừng nói là luyện đan, liền nấu một chén bát cháo hỏa lực đều không có a. Sư phụ, nghiêm phục gọi tiếng, rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Nhưng là độc thủ dược vương lại dường như hoàn toàn không nghe thấy giống như, lạnh lùng hai mắt chỉ là chăm chú nhìn một cái phương hướng. Thẳng đến nghiêm phục hô lần thứ hai, hắn vẫn như cũ bất phi sở động. Dọc theo hắn ánh mắt nhìn, đã thấy phương hướng kia phần cuối, đúng là đứng tại đệ nhất luyện đan đài vị trí, chính hai tay vây quanh, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần trác phàm. Giờ này khắc này, độc thủ dược vương trong mắt, chỉ có cái này để hắn trong cuộc đời, duy nhất có thể dấy lên đấu trí đối thủ. Thật sâu hít một hơi, độc thủ dược vương trầm giọng hét lớn, tiểu tử. Cái này sau cùng đan vương trận chung kết, ngươi là có hay không còn có lưu hậu thủ. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Trác Phàm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ lên tiếng, quát kêu, lão tử có hay không chuẩn bị, liên quan gì đến ngươi? Cái này đương nhiên liên quan lão phu muốn cùng ngươi nhất quyết thư hùng, tự nhiên muốn công bình cạnh tranh. Nếu là ngươi còn có thủ đoạn chưa từng sử xuất, vậy lão phu liền muốn tế ra chân tàng nhiều năm hỏa diễm. Toàn lực ứng phó. Thế nhưng là ngươi như đã hết biện pháp, vậy lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Tuy nhiên vẫn như cũ không biết lưu thủ,
nhưng lại chỉ lấy phổ thông nguyên lực chi hỏa đối ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác trong lòng run lên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn. Nếu là độc thủ Dược Vương lúc trước nói ra lời ấy, chúng người tuyệt đối không có cái gì có thể nói. Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư, cũng là có phần này cuồng ngạo, ai có thể địch. Nhưng là bây giờ, hắn đã thua liền Trác Phàm ba bánh, lại thả ra lời này, lại là lộ ra quá khinh thường. Xin nhờ, ngài còn nhớ rõ bị người ta Tống đại sư, đi tiểu, một nhảy mũi, một văng cái dám băng đến nỗi ngay cả thứ hai ghế đều không gánh nổi, sau cùng liều nửa cái mạng già mới miễn cưỡng tiến vào trận chung kết sự tình sao. Đây chính là trước vài phút mới vừa vặn phát sinh, người lão gia hỏa này lúc này lại làm sao có thể thả ra như thế hùng biện. Lúc này, chẳng những là Sở Khuynh Thành bọn người lộ ra vẻ khinh thường, liên chàng phía dưới người khác đều là tràn ngập xem thường. Không có để ý hắn người ánh mắt, độc thủ Dược Vương lúc này trong mắt, chỉ có đối diện Trác Phàm. Hắn tất cả mọi người đối với hắn cái nhìn, dường như đều đã không trọng yếu. Ánh mắt không khỏi mị mị, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, hừ, vậy lão tử liền nói cho ngươi, lão tử xác thực còn có thủ đoạn không có lộ. Người an tâm thoải mái xử suất toàn lực đi. Dù sao, sau cùng đan vương đoạt giải, vẫn như cũ là lão tử. Ha ha ha, tốt, người có thể nói ra lời này, vậy lão phu cũng yên tâm. Mấy chục năm qua, người vẫn là thứ nhất, có thể tại luyện đan thuật lên, để lão phu muốn đem hết toàn lực nhất chiến đối thủ. Như vậy, xin mời người xuất thủ trước đi. Nghi đầu hơi nhíu, Trác Phàm kỳ quái nói, tại sao muốn ta xuất thủ trước? Không phải tất cả mọi người cùng một chỗ sao? Không khỏi cười thần bí, độc thủ Dược Vương khóe miệng lộ ra vẻ tự đắc, người trẻ tuổi, không phải lão phu khoe khoang, cho dù ngươi luyện đan thuật đến, nhưng chỉ cần lão phu này viêm xuất thủ, ngươi nhưng là liền đan cũng không tốt luyện. Vì để ngươi có thể sử dụng bản lĩnh thật sự, theo ngươi tránh thức phân cái cao thấp, lão phu ngay tại ngươi đan thành về sau lại luyện cũng không muộn. Dù sao lần này không so tốc độ, chỉ so với đan phẩm chất. Trong lòng nhất động, Trác Phàm khóe miệng không khỏi giật nhẹ, kém chút thì cười ra tiếng. Lão nhân này đối với mình hỏa diễm còn rất tự tin, có điều hắn đối cái kia thanh viêm, cũng là làm bí mật vũ khí đồng dạng, cực kỳ tôn sùng. Cũng là không biết, lão đầu kia hỏa diễm, cùng hắn thanh viêm so sánh, là mạnh là yếu. Bất quá nghĩ đến là yếu a, làm cho hắn ma hoàng coi vào mắt đồ vật, tại cái này phàm giai còn thật không có nhiều. Sau đó hắn mỉm cười, thản nhiên nói, đã nghiêm lão tự tin như vậy, không bằng đem ngài cái kia chân tàng hỏa diễm lấy ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cũng tốt để tại hạ nhìn xem, là có nên hay không như vậy tước vũ khí đầu hàng. Đúng vậy a, sư phụ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngài lợi hại. Lúc này, nghiêm phục cũng ở một bên hát đệm làm bộ nói. Không khỏi cười lớn một tiếng, độc thủ Dược Vương nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt. Đúng là trước đó chưa từng có hưng phấn, đã ngươi thật muốn mở mang kiến thức một chút, vậy lão phu liền để ngươi mở mang tầm mắt. Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng bén nhọn tà tiếu vang vọng toàn trường, một vệt trắng xám hỏa diễm đột nhiên từ độc thủ Dược Vương tay khô gầy trên lòng bàn tay giấy lên. Đón lấy, một cái uyển như mặt người tà dị khuôn mặt, xuất hiện tại ngọn lửa kia bên trong. Mà cái kia từng tiếng tà tiếu, bắt đầu từ ngọn lửa kia bên trong phát ra. Cũng chính là trong nháy mắt này công phu, lúc trước cái kia mấy tên luyện đan đại sư trong tay nguyên lực chi hỏa, phút chốc chôn vùi đi xuống. Lưu Nhất Chân, Nghiêm Phục cùng Đào Đan Nương trong tay thú hỏa, cũng giống như gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật giống như, run rẩy hai lần, thoáng chốc hạ thấp đi một nửa, như là tại hướng vương giả triều bái một dạng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi. Cho dù là Trác Phàm, mí mắt cũng không nhịn được run run. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này còn cất giấu bực này món hàng tốt. Cái này, đây là, Đào Đan Nương trong mắt co rụt lại, sớm đã cả kinh nói không ra lời. Nghiêm Phục thì là kiêu ngạo mà dương dương đầu, cười to lên, ha ha ha. Nhìn đến a, đây chính là sư phụ ta độc thủ Dược Vương 10 năm trước ngẫu nhiên được đến thiên địa linh hỏa, cốt linh chân viêm. Cái gì, lại là thiên địa linh hỏa? T. Nhìn không được hít sâu một hơi. Tất cả mọi người không khỏi một mặt khiếp sợ nhìn về phía độc thủ Dược Vương trong tay cái kia mặt mặt quỷ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Cho dù là đối luyện đan thuật lại không người am hiểu cũng minh bạch, cái này thiên địa linh hỏa chính là tập hợp thiên địa linh khí, thai nghén ngàn vạn năm mới ra hỏa chi tinh linh. Bản thân trong ngọn lửa đã có sinh mệnh tồn tại, nhưng nói là hỏa trung vương giả. Giống những cái kia cấp 5 linh thú hoặc cấp 6 linh thú thú hỏa, căn bản không thể cùng so sánh. Ngọn lửa này, bản thân thì cũng có sinh mệnh, tựa như cái kia trắng xám hỏa diễm bên trong gương mặt, cũng là cái này cốt linh chân viêm linh thể. Lấy ngọn lửa này luyện đan, chẳng những có thể luyện hóa thiên hạ dược tài, còn có thể vì đan dược gia tăng linh lực, đề cao mạnh phẩm chất đan dược, xem như luyện đan sư tha thiết ước mơ chí tôn hỏa diễm. Độc thủ Dược Vương vốn là thiên vũ đệ nhất luyện đan đại sư, lại có như thế chí tôn hỏa diễm tương trợ, coi như Trác Phàm lại thân phụ bí thuật, cũng vô lực hồi thiên. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, đồng dạng nguyên lực chi hỏa, tại trước mặt nó căn bản đốt không đứng dậy. Cho dù là cái kia cao giai linh thú thú hỏa, cũng không dám cùng tranh phong a. Luyện đan sư trọng yếu nhất ba cái nhân tố, tu vi, kỹ pháp cùng hỏa diễm, thiếu một thứ cũng không được. Một khi hỏa diễm bị toàn diện áp chế, cùng đài cạnh tranh phía dưới, người lại sao có thể thắng được hắn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mọi người lại nhìn về phía đệ nhất luyện đan trên đài Trác Phàm, đều là một mặt tiếc rẻ lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc, danh danh như thế ưu tú luyện đan sư, nguyên bản có cơ hội đánh bại cái này thiên vũ đệ nhất độc thủ Dược Vương, nhưng bởi vì hỏa diễm bị áp chế, mà không thể không bại. Sau cùng mất mạng. Thực sự trời cao đấu kỵ anh tài a. Bọn họ cũng không cho rằng, lấy Trác Phàm bằng chừng ấy tuổi, như thế bối cảnh, có thể cầm được ra giống độc thủ Dược Vương như thế thiên địa linh hỏa. Dù sao, cho dù bảy thế gia cũng không có khả năng truyền xuống dạng này thiên địa kỳ vật. Có thể gặp được đến cái này cốt linh thật giận, cũng đem nó thu phục, thực sự có thể nói, lão nhân này vận khí tốt đến tăng mạnh. Tựa hồ cũng cảm nhận được mọi người bị nó uy thế chấn nhiếp. Cái kia trắng xám hỏa diễm bên trong mặt mũi, không khỏi càng thêm hưng phấn mà cười ha hả. Tiếng cười vang vọng tại mỗi người trong tai, lại là tràn ngập ngông cuồng cùng miệt thị, lại thật giống như thắng lợi đế vương giống như, cười nhạo nơi này tất cả mọi người. Khặc khặc khặc, trong tai nghe lấy quát kêu tiếng cười gian, Đào Đan Nương bất đắc dĩ thở dài, thật sâu nhắm mắt lại. Sớm biết lão gia hỏa này có như thế linh vật, nàng phía trước lại với hắn so cái gì sức lực. Dù sao sớm muộn thất bại. Bất quá suy nghĩ một chút, có vẻ như phía trước nàng đều không có thắng nổi cái này độc thủ Dược Vương. Thắng liền hắn ba ván, là cái kia. Đào Đan Nương quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, nhưng lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lần này, cho dù là tiểu tử này, cũng bất lực đi. Sở Khuynh Thành mi đầu thật sâu nhăn lại, một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, hy vọng hắn còn có đối sách gì. Nhưng là Trác Phàm khuôn mặt thực sự quá bình tĩnh, đến mức không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn, nhìn ra trong lòng của hắn dự định. Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa hai vị lâu chủ đồng dạng nóng vội, chỉ có Long Cửu bọn người, vẫn như cũ bình tĩnh. Nguyên bản tại Trác Phàm trong kế hoạch, cái này so đan đoạt thuốc, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không nhảy qua việc này là được. Mà sườn đông ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân cả đám người lại sớm đã cười nở hoa. Không nghĩ tới lão gia hỏa này thế mà còn có loại bảo bối này cất giấu, thật sự là muốn thua cũng khó a, ha ha ha. Hoàng Phủ Thanh Vân cười to lên, liên tục tán thưởng, độc thủ Dược Vương cũng là độc thủ Dược Vương, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Bên cạnh mọi người liên tục gật đầu, cao hứng nhất không ai qua được Lâm Tử Thiên. Không biết lúc nào, hắn thì đần độn u mê cùng độc thủ Dược Vương buộc đến trên một sợi thừng. Hiện tại độc thủ Dược Vương trọng trấn Hùng Phong. Nhắm chúng nhị công tử cao hứng, hắn cũng theo thơm lây. Lâm trưởng lão, Hoàng Phủ Thanh Vân sau khi cười xong, trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói. Lâm Tử Thiên lập tức tiến về phía trước một bước, liền ôm quyền tại. Đợi tiểu tử kia một nhận thua, người lập tức gỡ xuống hắn thủ cấp, cái ngươi một công. Không khỏi hơi sững sờ, Lâm Tử Thiên có chút không hiểu, vì sao muốn tại hạ xuất thủ, đây không phải Nghiêm lão cái kia làm việc sao. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hắn như xuất thủ, Khuynh Thành tất yếu ngăn cản, ta không hy vọng cùng với nàng làm to chuyện. Người khoái hoạt lâm thân pháp nhanh nhất, có thể tự trong khoảnh khắc gỡ xuống tiểu tử kia đầu. Đến lúc đó Khuynh Thành mặc dù giận, nhưng cũng tất sẽ không lại vì một người chết xuất thủ.
không khỏi hoảng nhiên đại ngộ, Lâm Tử Thiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói cao, nhị công tử thật sự là cao a. Bên cạnh mọi người nghe đến, không khỏi tất cả đều một trận buồn nôn, thầm mắng một tiếng, tiểu nhân vô sỉ. Hoàng Phủ Thanh Vân nhếch miệng lên, dường như vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người không thể đoán được một màn xuất hiện, độc thủ Dược Vương cầm trong tay hỏa diễm hướng Trác Phàm chỗ lắc lắc, cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử, hiện tại biết lão phu vì sao muốn để ngươi trước luyện đan đi. Coi như ngươi chuẩn bị thú hỏa, tại lão phu cốt linh chân viêm trước mặt, cũng sẽ bị áp chế, căn bản không phát huy ra thực lực ngươi. Vậy ngươi không phải vừa vặn vừa lòng đẹp ý, quang minh chính đại lấy đi bồ để tu căn sao? Trác Phàm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giếng cổ không gợn sóng. Thật sâu hút khẩu khí, độc thủ Dược Vương con ngươi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau cùng lại cười to lên, thản nhiên gật đầu, không sai, lão phu xác thực muốn cầm đi bồ để tu căn. Nhưng bây giờ, lão phu càng muốn quang minh chính đại thắng ngươi một lần, nhìn ai mới là danh phó thực thiên vũ đệ nhất luyện đan sư. Nếu là lấy hỏa diễm áp ngươi mà thủ thắng, lão phu đời này đều sẽ không cam lòng. Mí mắt bất giác run run, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, đáy lòng âm thầm gật đầu. Lão gia hỏa này tuy nhiên bị ổi vô sỉ, âm mưu xảo trá, nhưng kết quả là vẫn là một cái có cốt khí luyện đan đại sư. Đặt ở Dược Vương điện, có phải hay không đáng tiếc một chút? Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, Trác Phàm không biết tại đánh lấy tính toán gì. Nghiêm Phục thì là trong lòng cả kinh, dường như minh bạch sư phụ dự định, muốn khuyên nói một chút, nhưng lại bị độc thủ Dược Vương vung tay lên, cản lại. Lão già kia, đến tột cùng lại phạm cái gì hồ đồ? Hoàng Phủ Thanh Vân nhướng mày, tựa hồ cảm giác được sự tình có chút không đúng, song quyền bất giác gấp lên. Lâm Tử Thiên thì là chà chà mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cầu nguyện. Lão gia hỏa, người đã bị ổi cả một đời, khác mẹ hắn ở cái này giờ phút quan trọng lên phạm trật, giả thanh cao a, lão tử thân ra tính mệnh có thể cùng ngươi liền cùng một chỗ. Chậm rãi quay đầu nhìn một chút sườn đông ghế khách quý mọi người, Trác Phàm đem tất cả mọi thứ thu hết vào mắt, lại nhìn về phía độc thủ Dược Vương nói, lão gia hỏa, ngươi tâm ý ta lĩnh, nhưng là không cần. Vẫn là ngươi trước luyện đi. Mí mắt bất giác lắc một cái, độc thủ Dược Vương kinh dị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm lời ấy, thâm ý sâu sắc, hắn không phải nói hai người cùng một chỗ luyện đan, phân cái cao thấp, mà chính là đặc biệt đưa ra để cho mình trước luyện chế. Như thế nói đến, chẳng phải là hắn có so cái này cốt linh chân viêm càng mạnh hỏa diễm. Cho nên, hắn sợ hắn hỏa diễm sẽ ảnh hưởng đến chính mình cái này cốt linh chân viêm. Nghĩ tới đây, độc thủ Dược Vương trong lòng chấn kinh. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, thế gian vì sao lại có mạnh hơn thiên địa linh hỏa tồn tại. Ha ha ha, người trẻ tuổi, người khác khoác lác, lấy người tuổi tác cùng thân phận, lớn nhất chuẩn bị thêm cái 4 cấp thú hỏa thôi, chẳng lẽ còn chân năng cùng lão phu đồng dạng, cầm giữ có thiên địa linh hỏa. Độc thủ Dược Vương thăm dò tính hướng Trác Phàm hỏi, nhưng Trác Phàm nhưng như cũ cười khẽ không nói. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm kinh ngạc, liền mang theo còn lại người chờ cũng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói vị này Tống Đại Sư, cũng thần thông quảng đại như vậy, chuẩn bị cùng độc thủ Dược Vương đồng dạng thiên địa linh hỏa sao? Cứ như vậy, trận này đan vương chi tranh thì càng đáng xem hơn. Hai đại luyện đan đại sư, hai loại thiên địa linh hỏa, long tranh hổ đấu, thật sự là khiến người ta kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, chờ mong lấy hắn trả lời. Riêng là Sở Khuynh Thành cùng Mẫu Đơn, Thanh Hoa hai vị lâu chủ, càng là vô cùng khẩn trương. Luận luyện đan kỹ pháp, Trác Phàm rõ ràng tại Nghiêm Tùng phía trên, nếu là lại có giống như hắn thiên địa linh hỏa trợ trận, cho dù tu vi phía trên có khiếm khuyết, cũng hoàn toàn nhưng là để bù đắp. Chỉ có Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi. Nhìn về phía hắn người cười nói, các ngươi đừng tin hắn lời nói dối, tiểu tử này nhất định lại tại cố làm ra vẻ. Hắn trên thực tế là cùng lão đầu kia đánh tâm lý chiến, điểm ấy mánh khóe, bổn công tử gặp nhiều. Nghe được lời này, Long Cửu bọn người liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu. Tiểu tử này tâm kế thâm trầm, mọi thứ không lộ tại bên ngoài, xác thực có khả năng ra sách lược này. Vì, cũng là nhiễu loạn Nghiêm Tùng tâm cảnh.
Nghĩ như vậy, giữa sân mọi người, có khối người. Đặc biệt là Nghiêm Tùng chính mình, ăn chắc phàm nhiều như vậy thiệt ngầm, tự nhiên cũng lớn lên không ít tâm tư mắt. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, không khỏi cười to lên, tiểu tử, ta dùng thực tình đối ngươi, nghĩ không ra ngươi còn dùng lòng tiểu nhân đối đãi lão phu, xử suốt cái này kẻ xấu kế sách, lão phu cũng sẽ không lại vào bẫy. Ta như thế nào đối ngươi dùng kế? Trác Phàm lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Hừ, ngươi căn bản không có thiên địa linh hỏa, thậm chí có lẽ liền thú hỏa đều không có, lại là ở chỗ này cố làm ra vẻ, muốn nhiễu loạn lão phu tâm cảnh. Loại này trò vặt, người trước hai bánh đều dùng qua, lại như thế nào có thể lại gạt ta? Không khỏi bật cười lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, độc thủ dược phương, ngươi cũng quá coi thường ta, lão tử hướng lão sói vẫy đuôi, lừa ngươi nói có thiên địa linh hỏa, có thể nhiễu loạn ngươi mấy phần tâm tính. Chẳng lẽ lão tử mưu kế, trong mắt ngươi, cũng chỉ có điểm ấy phân lượng. Trong lòng bất giác trì trệ, độc thủ dược phương suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là cũng đúng. Tuy nhiên trước đó Trác Phàm hắt xì, vàng cái rắm đều xuất hiện, đều là một số tiểu thủ đoạn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nắm được hắn bảy tất tại gia chiêu. Mỗi một lần đều đem hắn bước đến tâm cảnh sụp đổ điểm tới hạn, nếu không phải hắn tâm cảnh quá cứng, hiện tại chỉ sợ sớm đã tâm tư lộn xộn không cách nào luyện đan. Cùng hai lần trước so sánh, lần này Trác Phàm lời mặc dù để hắn có chút nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không đạt được nhiễu loạn tâm cảnh cấp độ. Nghĩ như vậy, độc thủ dược vương liền càng thêm xem không hiểu. Trong mắt hắn, Trác Phàm trong nháy mắt biến thành một cái mê một dạng nhân vật, nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ cũng có huyền cơ khác. Như thế nhìn không thấu đối thủ, đời này hắn chả chưa bao giờ gặp qua. Mẹ hắn, không nghĩ, cùng tiểu tử này đấu tâm nghĩ, thật sự là tìm tội thụ. Độc thủ dược vương suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra kết quả, không khỏi hung hăng cắn răng một cái, nhìn về phía Trác Phàm hét lớn, tiểu tử, người đến tột cùng chuẩn bị loại nào hỏa diễm, thoải mái lấy ra tới. Lão phu chỉ muốn theo ngươi đến cái công bình cạnh tranh, ngươi làm gì còn muốn sợ đầu sợ đuôi. Ta chính là muốn công bình cạnh tranh, cho nên mới không so hỏa diễm, còn để ngươi trước luyện chế. Trác Phàm khẽ liếc hắn liếc một chút, cười nhạo nói, nếu là ta lấy ra hỏa diễm lời nói, chỉ sợ ngươi thì không tâm tư luyện đan. Nếu là chúng ta cùng đài cạnh tranh, không cần so, ngươi liền đã thua. Này lời ra khỏi miệng, mọi người càng kinh hãi. Trác Phàm câu nói này, so với độc thủ dược vương lúc trước lời nói, càng thêm buông thả không bị trói buộc. Đến mức tất cả mọi người, đều không thể tin được đây là thật. Cái gì hỏa diễm vừa ra tay, không ngớt phủ đệ nhất luyện đan đại sư, độc thủ dược vương đều không cần luyện đan, liền trực tiếp muốn cúi đầu xưng thần. Cho dù là vừa mới độc thủ dược vương tay cầm cốt linh chân viêm, cũng tuyệt không có lớn như vậy khẩu khí. Đại ca, ngài nhưng là tốt, trong tay hắn nắm thế nhưng là hỏa diễm bên trong vương giả, thiên địa linh viêm a. Coi như ngài thật có thiên địa linh viêm, các người cũng bất quá cân bằng thôi. Coi như ngài còn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Nghiêm Tùng ra bao nhiêu đi. Chẳng lẽ ngài hỏa diễm càng thêm biến thái, có thể giống thiên địa linh viêm vững vàng áp thú hỏa một dạng, vững vàng áp thiên địa linh viêm một bậc. Thế gian, có dạng này hỏa diễm sao? Hừ, tiểu tử này quả nhiên là tại trang bức, khoác lác không làm bản nháp. Bất quá cái này bức thế nhưng là trang qua a, nghe xong thì không giống thật. Tạ Thiên Dương không khỏi bĩu môi, suy cười ra tiếng. Độc thủ dược vương cũng là nhịn không được cười ha hả, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi làm lão phu 3 tuổi tiểu hài tử đây, thế gian vì sao lại có bá đạo như vậy hỏa diễm? Nếu là ngươi chân năng lấy ra, lão phu tại chỗ cho ngươi dập đầu 3 cái. Hô! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, một nói thanh sắc hỏa diễm lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Trác Phàm dựng thẳng lên hai ngón lên. Giống như là một chút ảm đạm ánh nến, bình tĩnh tự nhiên, không thấy chút nào bất luận cái gì uy lực có thể nói. Nhưng là, cũng là điểm này phổ thông đến không thể phổ thông hơn thanh sắc hỏa diễm, lại phảng phất là đế vương xuất hành đồng dạng. Chỉ là xuất hiện trong tích tắc, một cỗ vô hình uy áp lại là bỗng nhiên hướng bên cạnh bỗng nhiên phát tán ra. Lúc trước còn đang một mực rượu võ dương oai, cười gian không ngừng mà cốt linh chân viêm, giống như là gặp phải cái gì đáng sợ nhất mãnh thú giống như, không để ý độc thủ dược vương khống chế, đúng là bỗng nhiên lui hồi trong thân thể của hắn,
trong nháy mắt dập tắt, cũng không dám nữa lộ một chút manh mối. Cho dù là độc thủ dược vương như thế nào thôi động, nó cũng không dám tiếp tục đi ra. Thiên địa linh viêm còn như vậy, cái kia Lưu Nhất Chân, Nghiêm Phục cùng Đào Đan Nương trong tay thú hỏa hạ tràng, thì càng là có thể nghĩ. Tuy nhiên những thứ này thú hỏa không có linh trí, nhưng là đối mặt cái này thanh viêm uy áp, y nguyên nhìn không được run một chút, trong chốc lát dập tắt đi xuống. Đế vương chi viêm nơi ở, cái nào dung hạ được hắn hỏa diễm cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả hỏa diễm đều là biến mất không thấy gì nữa, cho dù là những cái kia luyện đan đại sư cực lực muốn bốc cháy, thế nhưng là ngọn lửa mới xuất hiện một chút, liền cấp tốc tiêu diệt. Chỉ có Trác Phàm hai ngón lên cái kia yếu ớt một chút thanh sắc quang mang, y nguyên đang phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây người, liền xem như độc thủ dược vương, nhìn lấy cái kia điểm sáng màu xanh, từ lâu là trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Thiên địa linh viêm, thế mà bị áp chế lại, hơn nữa còn áp chế triệt để như vậy. Độc thủ dược vương không tự giác lắc lắc thân thể, thân là cốt linh chân viêm chủ nhân. Hắn hoàn toàn có thể cảm thấy hỏa linh truyền đến phần kia run rẩy cùng hoảng sợ, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm nhìn xem trong tay thanh viêm, cười khẽ một tiếng, ai biết được, dù sao là người khác đưa. Lạnh không cấm địa hung hăng co lại gương mặt, độc thủ dược phương thân thể lần nữa ngăn không được động đất chấn. Như thế cường hãn hỏa diễm, lại là người khác đưa, lão phu làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Nguyên bản hắn trước kia gặp phải cốt linh chân ngôn, thật sự là hưng phấn dị thường, 10 năm ngủ không yên, cảm giác mình vận khí thật sự là tốt đến bạo, chết mà không oán a. Nhưng là hôm nay cùng Trác Phàm so ra, hắn mới phát hiện, cái kia điểm vận khí, căn bản không bằng người ta một phần vạn a. Ngươi bây giờ, còn có tâm tư luyện đan sao? Trác Phàm tà dị cười một tiếng, đem ngọn lửa màu xanh kia ở trước mặt hắn lắc lắc. Độc thủ dược phương mí mắt bất giác hồng hồng, bên trong tất cả đều là ước ao ghen tị. Hắn hiện tại cái nào còn có tâm tư luyện đan, lúc này trong óc hắn, tất cả đều là liên quan tới ngọn lửa này từng cái bí ẩn. Thậm chí, hắn vừa muốn đem ngọn lửa này chiếm thành của mình. Hoàn toàn biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, Trác Phàm không khỏi cười to lên, hiện tại ngươi tin tưởng vừa mới ta nói chuyện a? Như vậy, độc thủ dược phương, ta đuổi hỏi một câu. Người nào là lòng tiểu nhân? Nghe được lời này, độc thủ dược vương sắp khóc đi ra. Mẹ ngươi, tiểu tử này tâm thật sự là nhìn không thấu a. Phía trước ba bánh, trong miệng không có một câu lời nói thật. Kết quả hiện ở trong miệng nói rất không giống lời nói thật, lại mẹ hắn thật sự là lời nói thật. Nãi nãi, tiểu tử này tâm kế thực sự quá thâm trầm, lão phu căn bản đoán không được a. Trong lòng hối hận thẳng đau răng. Nhưng độc thủ dược phương vẫn là không thể không đỏ lên một gương mặt mo thừa nhận nói, xin lỗi, Tống Đại Sư, vừa mới lão phu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ha ha ha, không sao cả, chỉ cần ngươi minh bạch ta là quân tử liền tốt. Trác Phàm cười lớn một tiếng, chẳng những đem lão gia hỏa này vừa thẹn nhục một lần, còn thuận tiện rêu rao một chút chính mình, hiện tại, ngươi trước tiên có thể luyện đan đi. Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ luyện. Nói đùa, theo ngươi nhà cùng một chỗ luyện, ngươi cái kia thanh viêm vừa ra, người nào lửa đều điểm không đến, còn thế nào so? Khó trách tiểu tử này nói, cùng đài cạnh tranh, người khác không cần so thì thua, thì ra là thế a. Độc thủ dược phương thở dài một tiếng, tiếp lấy 10 phần khuất nhục lần nữa nhận sai nói, xin lỗi, Tống Đại Sư, lão phu lúc trước không biết tự lượng sức mình, khinh thường, vẫn là để lão phu tới trước đi. Tốt. Ta người này đại khí, ngươi tới trước. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tương thanh viêm thu hồi, tiếp tục vây quanh hai tay, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là tại ánh mắt nhắm lại trong tích tắc, lại là nhẹ giọng lầm bầm một câu, tiện nhân, cũng là giả mồm. Câu này thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Độc thủ dược vương nghe đến, không khỏi một cái lảo đảo, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại là mọi loại ủy khuất. Lão phu khó được muốn công bằng cạnh tranh đan một trận, kết quả là rơi cái như thế khuất nhục hạ tràng. Ai, quả nhiên tốt người không thể làm a. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, ngay tại cái kia trương ủy khuất mặt mo than thở lúc, Trác Phàm đóng chặt hai mắt đầu lại hơi hơi một chút, khóe miệng dương lên,
nhếch lên một cái hài lòng đường cong. Ta dựa vào, tiểu tử này thế mà thật có hậu thủ, không phải tại trang bức a. Lầu trên sàn chính, tại cái kia thanh viêm xuất hiện trong tích tắc, Tạ Thiên Dương lạnh không cấm địa ngã một chút, song đồng ngăn không được co lại co lại. Về sau mới tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, gật gật đầu, đúng, cái này thanh viêm giống như tại hắn đối phó u quỷ thất lúc dùng qua. Lúc đó ta vẫn cho là cái gì vũ khí, nguyên lai thật sự là một kiện thiên địa kỳ vật, cái này khó trách. Tạ Thiên Dương một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn hiện tại mới rốt cục nghĩ thông suốt, vì sao U Minh Cốc độc môn huyền giai vũ khí, lúc đó dễ dàng như vậy thì bị phá giải. Cái này thanh viêm liền cái kia thiên địa linh hỏa bên trong linh thể đều có thể tùy tiện áp chế, càng không nói đến là lúc đó u quỷ thất trong tay còn chưa thành hình oán linh. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Dương không biết là có ý, hay là vô tình xem Long Cửu liếc một chút, cảm thán nói, tiểu tử này trong tay bảo bối nhưng là thật không ít, nội tình chỉ sợ không kém bảy thế gia, hắn thật chỉ là đến từ tam lưu thế gia sao? Ngươi nhìn lão phu làm gì? Đối với điểm này, lão phu cũng chính là một đầu hồ gián đâu. Long Cửu nhẹ hừ một tiếng, lần nữa thật sâu nhìn về phía dưới trận Trác Phàm, lại là bất đắc dĩ thở dài. Trác Phàm xuất thân, bọn họ Tiềm Long Các thế nhưng là cha một cái lại cha. Nhưng cha tới cha lui, lại luôn một đáp án. Tiểu tử này từ nhỏ ở Lạc Gia lớn lên, chưa từng đi ra sơn môn, đời đời làm nô tài. Nhưng là từ khi Lạc Gia diệt tộc đêm hôm ấy, lại là hoàn toàn đều biến. Một cái nho nhỏ người làm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành còn sót lại bốn người Lạc Gia đại quản gia. Đồng thời một đường lên lấy vượt xa thường nhân kiến thức cùng thâm trầm tâm kế, chẳng những đem toàn cả gia tộc vận mệnh đảo ngược, còn kẻ gây tai họa, làm Lạc Gia tạm thời nhảy ra ngự hạ bảy thế gia trong tranh đấu. Không sai, Tiềm Long Các người không phải người ngu, hắn Long Cửu càng không phải người ngu, bọn họ sớm đã biết Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc cửu hận làm sâu sắc. Hoàn toàn là Trác Phàm một tay dẫn đạo. Thế nhưng là, bọn họ lại nguyện ý vì Trác Phàm chống đỡ nỗi oan ức này. Vừa đến, cùng Trác Phàm sở liệu đồng dạng, tại U Minh Cốc cái này đối thủ một mất một còn trước mặt, bọn họ Tiềm Long Các tuyệt không thể rụt rè. Dù sao quá khứ ân oán nhiều như vậy, cũng không quan tâm lại thêm một bút. Đồng thời, Phong Lâm Thành trận kia thắng trận lớn, một đêm xử lý hai cái đối phương trưởng lão. Bọn họ ôm lấy cái này oan uổng, nổi đen còn tính là cho trên mặt bọn họ thiếp vàng. Coi như nháo đến hoàng đế nơi đó đi, bọn họ các chủ đều là cười đến giống đóa hoa một dạng. Bao nhiêu năm, bọn họ các chủ xưa nay không có cao hứng như vậy qua. Thứ hai, cũng là Trác Phàm năng lực, thật rung động thật sâu đến bọn họ tất cả mọi người. Cho dù là bọn họ Tiềm Long Các cao tầng, cùng Trác Phàm đất khách ở chung, vẫn chỉ là tụ khí cảnh thực lực lời nói. Bọn họ tự hỏi, không ai có thể giống như hắn làm đến hoàn mỹ như vậy kế hoạch. Châm ngòi ly gián, thoát ra mà đi, bình chân như vậy, đủ loại này mưu kế xem ra dễ dàng, nhưng tránh thức áp dụng, lại là gian nan dường nào. Điểm này, không có so với bọn hắn những thứ này lẫn nhau tranh đấu hơn 1.000 năm gia tộc, càng có trải nghiệm. Huống hồ, Trác Phàm lại còn người mang tuyệt kỹ, chẳng những có thể bố trí ngũ phẩm trận pháp. Thậm chí rất nhiều vẫn là thượng cổ thất truyền cổ trận. Đủ loại kỳ tích, rất nhanh liền để bọn hắn các chủ quyết định cùng Trác Phàm hợp tác quyết định, người nào cũng không thể nào phản đối. Đơn giản là tiểu tử này chỗ làm đủ loại hết thảy, đều chỉ khiến người ta có một loại cảm giác, thâm bất khả trắc. Mà bây giờ nghĩ lại, Trác Phàm trên thân xuất hiện biến hóa, tựa hồ cũng là theo đêm hôm đó bắt đầu. Đêm hôm đó trước đó, hắn chỉ là cái trung hậu thành thật. Nhát gan nhu nhược tiểu gia bộc. Nhưng cái kia sau một đêm, Trác Phàm nhưng trong nháy mắt biến thành một cái âm hiểm tàn nhẫn, bày mưu tính kế, cho dù thả tại trong bảy thế gia, cũng là tuyệt không người có thể đụng gia tộc đại quản gia. Tất cả mọi thứ, thì trong đêm đó cải biến. Thế nhưng là đêm hôm ấy, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thở sâu, Long Cửu trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia cuồng ngạo bóng người rất lâu. Lại cuối cùng thở dài lên tiếng. Cái này đáp án, chỉ sợ chỉ có tiểu tử kia một người, rõ ràng nhất đi. Hoàn toàn không có chú ý tới Long Cửu bọn người đối Trác Phàm, mẫu đơn cùng Thanh Hoa hai vị lâu chủ, nhìn thấy vị này giả Tống Ngọc, lần nữa lực áp độc thủ dược vương một đầu, sớm đã là hưng phấn mà nhảy dựng lên.
giống như là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương giống như, trên mặt đỏ bừng. Dù sao đây chính là sau cùng đan vương trận chung kết, tại lúc này còn có thể áp lão đầu kia một bậc, nói rõ thắng hắn tỷ lệ cũng rất lớn. Tiếu đan đan còn chưa từng thấy sư phụ cùng sư bá lộ ra như thế có mất nghi thái khuôn mặt, biết các nàng thật sự là cao hưng quá mức, trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, kiêu ngạo mà hiên ngang xinh đẹp khuôn mặt. Phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, đây chính là ta nam nhân. Sở Khuynh Thành đối mặt cái này càng ngày càng vĩ ngạn bóng người, trong lòng cũng là càng thêm ưa thích gấp, chỉ là không có cái kia tiếu đan đan như vậy khoa trương. Nhưng là uyển như nước mùa xuân giống như trong đôi mắt, lại là càng thêm ôn nhu. Sườn đông ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân một trương tuấn nhã mặt mũi, đã thối không thể lại thối. Bên cạnh mọi người, coi như sẽ không đi nhìn mặt mà nói chuyện cũng minh bạch, hiện tại tốt nhất đừng đi gây vị công tử này. Nếu không, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Bất quá, ngươi không chọc hắn, chẳng lẽ hắn sẽ không tìm ngươi sao? Lâm trưởng lão, Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt khẽ híp một cái, quát lạnh lên tiếng. Lâm Tử Thiên run một cái, vội vàng đứng ra, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên nước đắng, nhị công tử, có gì phân phó? Ngươi vừa mới không giống là ta đánh cược, lão gia hỏa kia nhất định chắc thắng sao? Hừ, hiện tại như thế nào? Thế mà còn chẳng biết xấu hổ để tiểu tử kia trước luyện đan, nói cái gì công bình cạnh tranh đan? Hiện tại, trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt. Nhị công tử, cái này cũng không thể chỉ trách Nghiêm lão. Hoàng Phủ Thanh Vân lời nói còn chưa lên tiếng, Lâm Tử Thiên vội vàng tiếp tra, không phải vậy để hắn càng nói càng giận, chỉ sợ vài phút thì muốn động thủ. Đến thời điểm độc thủ Dược Vương lão già chết tiệt kia cách khá xa, hơn nữa còn tại chỗ lên luyện đan, tiểu tử này không biết động đến hắn, đây còn không phải là lân cận cầm lão tử xuất khí. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là vội vàng trước dừng lại nói. Sau đó, hắn vội vàng nói, nhị công tử. Ngài vừa mới cũng nhìn đến. Không phải Nghiêm lão không tận lực, thật sự là tiểu tử kia quá biến thái. Lâm Tử Thiên ấp úng nửa ngày, không biết nên như thế nào hình dung cái kia Thanh Viêm, sau cùng đành phải xuất ra như thế cái tử đến, thiên địa linh hỏa thế nhưng là hỏa trung vương giả, có ai nghĩ được, tiểu tử này không biết từ chỗ nào tìm đến biến thái như vậy hỏa diễm, thậm chí ngay cả thiên địa linh hỏa đều có thể áp chế. Cái này đừng nói là Nghiêm lão, người nào cũng không nghĩ đến a. Lập tức muốn giơ tay lên, không khỏi khẽ run lên, lại chậm rãi để xuống, vốn là sẽ phải nộ khí bạo phát Hoàng Phủ Thanh Vân, nghe được lời này, tựa hồ lại bình tĩnh trở lại, chỉ là cái kia bình tĩnh, lại là tĩnh đến đáng sợ. Xa xa nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, lẩm bẩm nói, không sai, lần này ngược lại không thể trách Nghiêm lão vô năng, thật sự là tiểu tử này. Quá cường đại. Lần thứ nhất Hoàng Phủ Thanh Vân chính miệng thừa nhận Trác Phàm thực lực. Chung quanh tất cả mọi người nghe, bất giác trong lòng chấn động, lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra vẻ khó tin. Vị này nhị công tử luôn luôn kiệt ngao, chỗ nào nghe qua hắn nói ra một câu nhận nhưng người khác lời nói tới. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà tại khen người kia cường đại, mà lại nghe hắn khẩu khí, thật sự là phát ra từ đáy lòng. Có lẽ nói, vừa mới Hoàng Phủ Thanh Vân sinh khí. Cũng không phải là bởi vì Nghiêm Tùng lần nữa bị áp một đầu duyên cớ, mà chính là hắn không thể không thừa nhận một cái người đồng lứa có mạnh hơn hắn một mặt. Đây là một cái kiệt ngao người, lớn nhất không cho phép xuất hiện sự tình. Kết quả là, mọi người nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, đã là một mảnh cho tàn chi sắc. Quả nhiên, câu tiếp theo, Hoàng Phủ Thanh Vân liền lạnh lùng thốt, Lâm trưởng lão, một hồi không cần ngươi động thủ, bổn công tử muốn đích thân làm thịt tiểu tử này. Cái kia Sở lâu chủ bên kia. Ánh mắt mị mị, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, đối địch với Khuynh Thành, ta tâm bất an. Nhưng không năng thủ lưỡi đao kẻ này, ta tâm càng thêm khó có thể bình an. Nghe được lời này, mọi người tất cả đều trong lòng run lên, khẽ gật đầu. Hô! Một đám trắng xám hỏa diễm lần nữa dấy lên, độc thủ Dược Phương vừa muốn luyện đan, Tiểu Nhã liền vội vàng gọi lại hắn. Có chút áy náy cười cười nói, xin lỗi, Nghiêm lão. Ngài thiên địa linh hỏa cùng mấy vị này đại sư thú hỏa, đối người khác hỏa diễm thực sự ảnh hưởng quá lớn. Ta thân là phân tích, vì công bình lý do, muốn mời các vị bằng hỏa diễm tự yếu đến mạnh đuổi vừa luyện chế,
không biết ngài ý như thế nào. Hừ, để cho ta cho mấy người bọn hắn nhường đường. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, độc thủ dược phương quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, cười lạnh nói, bọn họ phối a. Đừng nói là lão phù hỏa diễm ngăn chặn bọn họ, liền xem như để bọn hắn toàn lực ứng phó lại như thế nào. Lấy thực lực bọn hắn, há có thể thắng được lão phu một phân một hào. Cho bọn hắn nhường đường, quả thực lãng phí lão phu thời gian. Nghe được lời này, Đào Đan Nương không khỏi giận dữ, hung hăng chừng Nghiêm Tùng liếc một chút. Nghiêm Phục thì là tà cười một tiếng, cho rằng chuyện đương nhiên. Sư phụ hắn, thiên vũ đệ nhất, trừ cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, thật có chút bản lãnh bên ngoài, người nào phối để sư phụ hắn nhường đường. Còn lại mấy người, bao quát Lưu Nhất Chân ở bên trong, tuy nhiên trong lòng cũng có nộ khí. Nhưng là sự thật cũng là sự thật, độc thủ dược phương nói không sai, bọn họ cũng không thể nào phản bác, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy tình cảnh này, Tiểu Nhã bất giác có chút khó khăn. Vốn là cái này đan vương trận chung kết là 10 người cạnh tranh đan, bây giờ lại chỉ có thể 2 người quyết đấu. Cái kia còn lại 8 người, chẳng phải thành bài trí. Vậy bọn hắn tấn cấp lại có ý nghĩa gì? Trong lòng có thể không có nộ khí sao? Thế nhưng là, độc thủ dược phương chính là đệ nhất luyện đan đại sư, hắn không phải muốn kiên trì ý mình, nàng cái này phân tích cũng không có cách nào. Thế mà, ngay tại Tiểu Nhã gấp rậm chân lúc, một đạo nhàn nhã thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lão gia hỏa, nếu là cạnh tranh đan, thì cho người khác một cái cơ hội, làm gì làm tuyệt đâu. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau giật mình, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lại chính gặp Trác Phàm vẫn như cũ vây quanh hai tay, nhắm mắt trầm tư, nhưng là khóe miệng lại treo một vệt không hiểu ý cười. Mi đầu bất giác nhăn nhăn, độc thủ dược phương trầm ngâm một trận, vừa thu lại hỏa diễm, không lên tiếng nữa. Nhìn thấy cái này, những cái kia chỉ có nguyên lực chi hỏa khổ bức các luyện đan sư, không khỏi đại hỉ. Nhưng là người khác, lại là nhìn lấy độc thủ dược vương cái kia giữ im lặng bộ dáng, không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cho dù là hắn đồ đệ, Nghiêm Phục, cũng hoàn toàn ngây người. Sư phụ hắn độc thủ dược vương là bực nào người kiêu ngạo, làm sao lại tùy tiện liền theo lấy người khác nói tới hành động đây, cái này cũng thật không có mặt mũi đi. Nhưng là bây giờ, sự thật chính là, Trác Phàm một câu, liền để luôn luôn cao ngạo độc thủ dược vương, buông hắn xuống cao ngạo. Đây là có chuyện gì, lão đầu kia đổi tính. Sườn đông ghế khách quý, U Minh Cốc ngũ trưởng lão cũng là không khỏi giật mình, cùng hắn mấy người liếc nhìn nhau, đầy mặt nghi ngờ nói. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới là, ngay một khắc này, Hoàng Phủ Thanh Vân tròng mắt co rụt lại, trong mắt sát ý càng sâu. Có lẽ tại chỗ tất cả mọi người, cũng chỉ có hắn có thể minh bạch, cái gì gọi là quyền uy. Đó chính là để người tuyệt đối phục tùng. Dạng này quyền uy, hắn trên thân cũng có. Chỉ là nhìn bên cạnh hắn những người này liền biết, bọn họ tuyệt đối phục tùng hắn ra lệnh. Thế nhưng là hắn quyền uy là dựa vào tại đế vương môn, những người này chỉ là khiếp sợ đế vương môn uy thế, mới đối với hắn nghe lời răm rắp. Có thể nói, đám người này xem như khẩu phục tâm không phục. Nhưng là Hoàng Phủ Thanh Vân minh bạch, luyện đan trên trận Trác Phàm, đã trở thành nơi này lớn nhất quyền uy người. Mà lại cùng hắn khác biệt là, loại này quyền uy, là làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục loại kia. Đến mức giống độc thủ dược vương dạng này người, đối với hắn lời nói cũng sẽ làm theo. Cái này đơn giản là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem tất cả mọi người tâm, đều ngưng tụ đến hắn trên thân, từng bước một làm cho tất cả mọi người đối với hắn sinh ra tin phục. Đây chính là chánh thức đế vương chi thuật, thu hoạch được quyền uy chi pháp. Có lẽ ngay từ đầu Hoàng Phủ Thanh Vân đối Trác Phàm sát ý trả thì mông lung, chính mình cũng sẽ suy đoán, có thể là xung đột lợi ích quan hệ. Nhưng bây giờ hắn đã nhất thanh nhị sở, từ khi nghe đến Lâm Tử Thiên nói, Trác Phàm thanh viêm che lại đế vương giống như thiên địa linh viêm lúc, hắn thì trong lòng hơi động, hoàn toàn minh bạch tất sát Trác Phàm lý do. Không giống là người khác suy đoán như thế. Chính mình lòng dạ hẹp hòi, dung không được cường đại người. Chỉ là bỗng nhiên ý thức được người này, vẫn đang làm sự tình, chính là khiêu chiến hắn quyền uy. Mà vương giả quyền uy, lại há lại cho khiêu chiến. Một núi không thể chứa hai hổ, hai cái người mang đế vương chi thuật người, đối quyền uy tranh đoạt, tất yếu có một người đến chết mới thôi.
giống như có lẽ đã cảm nhận được đến từ sườn đông cái kia mặt sát ý, nhưng là Trác Phàm lại không có chút nào thèm quan tâm, nhếch miệng lên, lộ ra cái khinh miệt đường cong. Dựa theo Tiểu Nhã đề nghị, trước từ cái kia năm tên chỉ có nguyên lực chi hỏa luyện đan đại sư luyện chế. Cho nên bọn họ vội vàng nhóm lửa diễm, hướng về phía trước mấy vị kia đại sư hơi hơi gật gật đầu, biểu thị lịch thiệp cảm tạ về sau, liền hùng hùng hổ hổ làm. Tuy nhiên đồng dạng là Thiên Vũ Đế quốc bài danh hàng đầu luyện đan đại sư, nhưng là mọi người từ khi gặp qua Trác Phàm nghịch thiên luyện đan thuật về sau, lại xem bọn hắn thì biến đến thường thường không có gì lạ. Đến mức dưới trận rất nhiều người, đều nhàm chán đánh tới ngáp. Sốt cục, năm tên luyện đan sư theo thứ tự luyện thành. Nhưng là kết quả, lại là ba khỏa ngũ phẩm thượng phẩm đan, cùng hai khỏa ngũ phẩm cực phẩm đan, đều là không vượt ra ngoài ngũ phẩm hàng ngũ. Vòng thứ ba tỉ thí đề mục liền đã là ngũ phẩm đan cạnh tranh đan, cái này đan vương trận chung kết lúc, thế mà còn là ngũ phẩm đan, hiển nhiên không có thắng được khả năng. Điểm này, chính bọn hắn cũng minh bạch, chỉ là muốn nhiều biểu hiện một chút chính mình, có thể bị một ít đại gia tộc yêu ái thôi. Không khỏi bĩu môi, Nghiêm Phục cười lạnh thành tiếng, quả nhiên vẫn là sư phụ ta nói đúng, cho đám này phế vật nhường đường, thật sự là lãng phí thời gian. Nói, Nghiêm Phục liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Lưu Nhất Chân, cười nhạo nói, Lưu lão đầu, người khác nói với ta, tay cầm bốn cấp linh thú thú hỏa ngươi, cũng mẹ hắn luyện cho ta ngũ phẩm đan a. Hắc hắc hắc, lão phu lần này không cầu tranh đoạt đan vương chi vị, chỉ cần có thể thắng ngươi tiểu quỷ này. Rửa sạch nhục nhã, liền đã vừa lòng thỏa ý. Lưu Nhất Chân sờ sờ rìa mép, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nghe được lời này, Nghiêm Phục dường như nghe được cái gì thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười giống như, cười to lên, ha ha ha. Người lão gia hỏa này, tướng bên thua thôi, còn dám miệng thả hùng biện. Huống hồ lần này lão tử thú hỏa cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi lấy cái gì đến thắng lão tử. Hừ. Luyện đan thuật lại không chỉ là dựa vào hỏa diễm chi uy. Lần trước lão phu chỉ là thua ở phương diện tốc độ, nhưng là vòng luyện đan kỹ pháp, lão phu nhưng là tuyệt đối không thua kém người tiểu quỷ này. Vừa dứt lời, Lưu Nhất Chân liền hô một tiếng giấy lên trong tay thú hỏa, tiếp lấy các loại dược liệu hướng bên trong đổ vào. Nghiêm Phục thì là treo một mặt cười lạnh, nhìn lão gia hỏa này như thế nào rửa sạch nhục nhã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đỏ thấm hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, nổi bật Lưu Nhất Chân cái kia nín đến đỏ bừng hai gò má. Đột nhiên, Lưu Nhất Chân phốc một miệng, bắn ra một đạo huyết tiễn đến, thẳng vào hỏa diễm chỗ sâu. Cũng liền ở trong nháy mắt này, hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, một cái đỏ thấm đan hoàn linh lợi bay ra ngoài, bị hắn một thanh chộp trong tay. Không có lo lắng lau miệng góc vết máu, Lưu Nhất Chân từng ngụm thở mấy hơi thở. Hung tợn nhìn về phía đã kinh ngạc đến ngây người Nghiêm Phục, lộ ra gần như điên cuồng nụ cười, đem cái kia đan dược giơ lên trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi nhìn đây là mấy phẩm đan? Nghiêm Phục chăm chú nhìn lão đầu này, khẽ cắn môi, không nói gì. Nhưng là Tiểu Nhã dĩ nhiên đã kêu lên sợ hãi, Lưu đại sư luyện thành, lục phẩm thượng phẩm đan dược. Cái gì, lục phẩm thượng phẩm? Lần này, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng cái này Lưu đại sư là ngũ phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới vậy mà có thể luyện chế ra lục phẩm thượng phẩm đến, đây chính là liền vừa mới tấn thăng lục phẩm luyện đan đại sư đều làm không được a. Thật chẳng lẽ bởi vì cái kia bốn cấp linh thú thú hỏa quan hệ, vẫn là nói. Hô, mọi người còn đến không kịp phỏng đoán, Nghiêm Phục đã giấy lên thương lam hỏa diễm. Cái kia cháy hừng hực ngọn lửa, chiếu rọi tại hắn trong hai con ngươi. Giống như là trong mắt hắn thiêu đốt đồng dạng. Siêu siêu siêu. Từng kiện dược tài ào ào bay vào trong lửa, không ngừng mà luyện hóa, dung hợp. Cái kia thuần thục đến giống như là ăn cơm uống nước giống như tự nhiên kỹ pháp, dẫn tới tại chỗ tất cả mọi người không khỏi liên tục tán thưởng. Lúc trước bởi vì Trác Phàm quá mức nổi bật, Lưu Nhất Chân cùng Nghiêm Phục những thứ này luyện đan đại sư đều bị bao phủ tại hắn ánh sáng phía dưới. Cho tới bây giờ mọi người mới phát hiện. Người trẻ tuổi này thiên phú mặc dù không kịp Trác Phàm như vậy nghịch thiên biến thái, nhưng cũng là tuyệt đối luyện đan thiên tài. Thật không hổ là Dược Vương Điện đi ra luyện đan cao thủ. Mọi người trong lòng cảm thán. Phốc! Đột nhiên, Nghiêm Phục cũng là cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tâm huyết bỗng nhiên phun ra ngoài.
vẩy vào cái kia trong ngọn lửa, trong nháy mắt cùng ngọn lửa màu xanh lam kia hòa vào nhau. Lưu Nhất Chân thấy tình cảnh này, trong mắt nhìn không được co rụt lại, có chút suy yếu thân thể bất giác run run, bờ môi nhúc nhích nửa ngày, lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có trong mắt, phủ đầy kinh hãi. Hưu, hỏa diễm dập tắt, một hạt lóe lam sắc quang mang đan hoàn trong nháy mắt bắn ra, bị hắn một thanh chộp trong tay, chậm rãi giơ lên Lưu Nhất Chân trước mặt. Nghiêm Phục khóe miệng ngậm lấy vết máu, trắng xám nghiêm mặt sắc, lộ ra một cái có chút làm người ta sợ hãi nụ cười, lão già, người nhìn ta viên này đan như thế nào. Thật sâu liếc hắn một cái, Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ lắc đầu, không có nói thêm câu nào, trên mặt chỉ có vô tận hưu quạnh. Nhìn thấy cái này, Nghiêm Phục thoải mái cười to lên. Tiểu Nhã thì là vội vàng đi tới gần, cúi đầu xem xét, không khỏi lên tiếng kinh hô, Nghiêm Phục công tử, luyện chế ra thất phẩm hạ phẩm đan. Cái gì, thất phẩm? Lần này, trong đám người triệt để sôi trào, thất phẩm luyện đan sư, trừ độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng bên ngoài, Dược Vương điện vậy mà lại ra một tên thiếu niên Dược Vương. Đào Đan Nương ở một bên nhìn đến, thế nhưng là nhìn không được tắc lưỡi. Hai người này đều điên a, biết rõ có độc thủ Dược Vương tại, không có khả năng được đến đan vương chi vị, còn dùng tâm huyết luyện đan. Lớn bao nhiêu cửu oán, nhất định phải bưu đến điên cuồng như vậy sao? Phải biết tổn thất một lòng máu, đây chính là nguyên khí đại thương, mấy năm đều chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục được. Nếu là lại điều trị không tốt, khả năng liền sẽ rơi hạ trung thân tổn hại, thậm chí tu vi vĩnh viễn không tiến. Cho nên luyện đan sư chưa tới thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không dụng tâm huyết luyện đan. Độc thủ Dược Vương đó là đến sắp đào thải ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi hai cái phạm cái gì chật, thế mà cũng toàn mẹ hắn đều dùng cái này mất mạng tâm huyết luyện đan. Đào Đan Nương một bên trong lòng thầm mắng, nhưng là một bên lại là do dự lên. Nàng là lục phẩm luyện đan sư, vốn là chắc thắng hai người này, nhưng ai biết hai người này không biết cái nào gân không đúng, toàn dùng tâm huyết luyện đan, cái kia Nghiêm Phục càng là trong nháy mắt luyện thành thất phẩm linh đan. Nếu là nàng lần này không đại xuất huyết lời nói, rất có thể liền bị Nghiêm Phục cho thắng, cái này khiến nàng mặt mo đặt ở nơi nào. Sau đó cắn răng một cái, dậm chân một cái, Đào Đan Nương trong mắt trong nháy mắt lóe qua một đạo ngoan sắc, trong tay ngọn lửa màu xanh biếc nở rộ. Lão Nương thành danh so với các ngươi không biết sớm bao nhiêu năm, chẳng lẽ liều hung ác còn không đấu lại các ngươi hai cái. Từng kiện dược tài không gián đoạn hướng trong lửa ném, sau cùng tại nhanh đan thành một khắc, Đào Đan Nương cũng là hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, một đạo huyết tiễn nhất thời phun ra. Chờ hỏa diễm dập tắt. Đào Đan Nương suy yếu lấy thân thể đem đan dược cầm trong tay, triển lãm cho hai người nhìn, lộ ra hài lòng nụ cười. Trời ạ, đây là thất phẩm trung phẩm linh đan. Tiểu Nhã tiếng kêu sợ hãi vang lên lần nữa, mọi người cũng tất cả đều lại một lần sôi trào lên. Chỉ có Nghiêm Phục cùng Lưu Nhất Chân liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Đào Đan Nương, trong mắt đều là nghi hoặc. Lão Thái Bà, chúng ta hai cái giải quyết tại đế đô đan hội lần kia ân oán. Ngươi theo tiếp cận cái gì sức lực? Ngô! Đào Đan Nương một cái lảo đảo, kém chút không có khí nôn ra máu. Nhưng là nhìn lấy hai người cái kia ánh mắt nghi ngờ, lại là mặt mo đỏ ửng, ra vẻ trấn định địa nộ hừ nói, hừ, lão thân cũng là để cho các ngươi biết một chút, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi hai cái luyện đan thuật, còn kém xa lắm đây, không cần thiết làm một lần thắng bại mà xoắn suýt đến bây giờ. Muốn đưa ánh mắt buông dài xa một chút, các ngươi về sau đối thủ còn rất nhiều. Nói xong lời này, Đào Đan Nương thở một hơi dài nhẹ nhõm, như thế giàu có giáo dục ý nghĩa lời nói, cuối cùng đem thể diện vãn hồi tới. Thế nhưng là, hai người này căn bản thì không lĩnh tình. Lão Thái Bà, chúng ta hai cái thì nguyện ý xoắn suýt, thì nguyện ý phân cái thắng bại, mắc mớ gì tới ngươi. Nghiêm Phục nhíu chân mày, có chút rất là kỳ lạ mà nói. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này chúng ta không biết sao. Sư phụ ta cùng tiểu tử kia không đều thật sao, cái này còn cần ngươi tới nói a. Một bên Lưu Nhất Chân cũng là khẽ gật đầu, nơi này có hai cái sống ví dụ, cần phải ngươi đến dạy bảo chúng ta. Đào Đan Nương không khỏi trì trệ, trầm ngâm rất lâu, lại là không nói gì phản bác. Nhìn lấy hai người này một bộ rất là kỳ lạ ánh mắt. Đào Đan Nương thật hận không thể một chân đạp bay bọn họ.
Muốn không phải hai người bọn họ cái lẫn nhau đấu hung ác, tất cả dụng tâm huyết luyện đan, lão nương cần phải vì bảo trì thể diện, cũng dùng tâm huyết luyện đan sao? Sau đó lão nương tìm bậc thang, cũng không cho lão nương dưới, hai cái này tên khốn kiếp thật không phải thứ tốt. Lại nói, cái này Nghiêm Phục tiểu quỷ thân là Dược Vương Điện người, vốn cũng không phải là đồ vật. Ngươi Lưu Nhất Chân lớn tuổi như vậy, làm sao cũng không biết cho lão thân một bộ mặt. Đào Đan Nương trong lòng ám khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, mọi người lại sớm đã không chú ý nàng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về độc thủ Dược Vương chỗ đó. Bởi vì mọi người đều biết, cái này sau cùng Đan Vương trận chung kết, nói là 10 người cạnh tranh đan, nhưng thực sau cùng thắng bại chỉ có hai người kia quyết định thôi. Ánh mắt bất giác mị mị, độc thủ Dược Vương trong mắt hiếm có xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, mà lại cái kia chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm trong hai con ngươi, tựa hồ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Hô! Nương theo lấy từng tiếng tà tiếu, cốt linh chân viêm xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Ngay sau đó, không có gấp để vào dược tài, độc thủ Dược Vương ngay từ đầu lại lần nữa phun ra một miệng tâm huyết. Sư phụ, không muốn. Nghiêm Phục quính lên, không khỏi đại kêu ra tiếng. Hắn tâm lý rõ ràng, độc thủ Dược Vương tại vòng thứ ba lúc đã dùng qua một lần tâm huyết luyện đan, lúc này vốn là nguyên khí đại thương. Nhưng là lần này dùng lại lần nữa, cái kia chính là thương tổn càng thêm thương tổn, rất có thể sẽ lưu hạ trung thân không đổi tai họa ngầm, càng khả năng tâm huyết hao hết mà bỏ mình. Bất quá, độc thủ Dược Vương lại sớm đã mặc kệ nhiều như vậy. Nhân sinh đến một đối thủ, gì khó khăn đến. Vì đánh bại Trác Phàm, cái này hắn bình sinh đối thủ lớn nhất. Hắn nhất định muốn toàn lực ứng phó, cho dù bồi lên tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Trong mắt bất giác ngưng tụ, độc thủ Dược Vương dược tài từng kiện hướng bên trong bay đi. Tại cái kia cốt linh chân viêm luyện chế dưới, trong nháy mắt biến thành dược dịch, chậm rãi cùng hắn chiếc kia tâm huyết, hỗn hợp đến cùng một chỗ. Phốc! Đột nhiên! Độc thủ Dược Vương lần nữa phun ra một miệng tâm huyết. Cái này, không chỉ là Nghiêm Phục, liền Đào Đan Nương cũng không nhịn được mí mắt lắc một cái, trong lòng kinh hãi. Lão gia hỏa này, đúng là điên sao? Cứ như vậy luyện chế đi xuống, tuy nhiên có thể đề cao mạnh phẩm chất đan dược, nhưng tuyệt đối sẽ nguy hiểm cho tánh mạng a. Thế nhưng là, độc thủ Dược Vương đã không để ý tới nhiều như vậy, trong mắt của hắn lúc này chỉ có vô tận điên cuồng. Nghiêm Phục vô lực quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía độc thủ Dược Vương phương hướng, hai hàng lệ nóng đã là cuồn cuộn vọt xuống, sư phụ, ngài hôm nay đến tột cùng là làm sao a? Bạch! Đúng lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trác Phàm cuối cùng mở ra hai mắt, quay đầu hướng độc thủ Dược Vương nhìn sang, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Nhưng là thấy đến Trác Phàm xem ra, độc thủ Dược Vương lại dường như càng thêm hưng phấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.